Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 6. Tiểu thư lấy chồng. Tiết ra ngoài cửa, một cái tròn vo bà mập gào thét quát to một tiếng, Tiết Ngưng Hương liền tại hai tên nha hoàn nâng đỡ đi ra Tiết ra cửa lớn. Tất cả Thanh Minh Thành tai to mặt lớn nhân vật, tất cả đều ở bên ngoài nhìn lấy. U Quỷ Thất cùng U Minh thì đều là trên mặt mang một bộ nụ cười nhàn nhạt, quét mắt trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là hướng U Minh Cốc biểu trung tâm thời điểm, cho nên tất cả đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Có thậm chí trong mắt còn ngấn lệ thoáng hiện, dường như nhà mình gả khuê nữ một dạng. Thực sự, Tiết Ngưng Hương bước ra một bước, đi vào tất cả mọi người trước mặt. Mọi người đều là khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy mắt thả thẳng. Nếu như nói lúc trước là trở ngại U Minh Cốc uy thế, trang ra đến, hiện tại thì là thật bị trước mắt người ngọc cho triệt để hấp dẫn lấy. Tiết Ngưng Hương hôm nay xuyên là một kiện phổ thông tân nương bào phục, nhưng là nàng cũng không có như một loại tân nương như thế trang điểm dày đặc, chỉ là nhẹ tô lại một chút mày ngài. Nhưng chính là như vậy, tại nàng thanh lệ khuôn mặt phụ trợ dưới, lại là khiến người ta cảm thấy một loại diễm lệ mà không mị tục mỹ cảm. Giống như một đóa mùi thơm hoa lan, khiến người ta thương tiếc, không đành lòng đùa bỡn. Cũng chỉ có dạng này mỹ nhân, mới có tư cách gả vào bảy thế gia a. Vây xem mọi người tất cả đều một mặt thỏa mãn lộ ra nụ cười, vì có thể thấy mỹ nhân phương dung mà cười, cũng vì mỹ nhân này hôn sự chúc phúc. Nhìn lấy tất cả mọi người biểu lộ, Tiết Ngưng Hương tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng. Người người đều đang hâm mộ một cái gia tộc nhị lưu có thể cùng bảy thế gia hòa thân, đó là bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng. Nhưng ai không biết, chỗ đó mới thật sự là địa ngục. Nghiêng nghiêng nhìn về phía một bên U Quỷ Thất, Tiết Ngưng Hương cười lạnh nói, thất trưởng lão cũng muốn đi theo sao? Ha ha ha, đó là đương nhiên, Ngưng Nhi cô nương cùng với ta U Minh Cốc đệ tử hòa thân, lão phu tự nhiên muốn thời khắc bảo hộ, đưa người yên ổn đưa đến U Minh Cốc đi. Nghe được lời này, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi lần nữa dâng lên một cỗ kinh ý. Cùng U Minh Cốc hòa thân tân nương, ai dám phạm? Nhưng dù vậy, U Minh Cốc cũng muốn phái một vị trưởng lão toàn bộ hành trình hộ tống, đủ để thấy người ta đối với mình phụ thuộc gia tộc coi trọng a. Chỉ có Tiết Ngưng Hương khinh thường bĩu môi, cái gì hộ tống, căn bản chính là giám thị. Bất quá dạng này cũng tốt, U Quỷ Thất rời đi Thanh Minh Thành, cái kia Trác đại ca bọn họ thì có cơ hội chạy trốn. Thế mà, còn không đợi nàng thở phào, U Quỷ Thất lại dường như xem thấu nàng tâm tư giống như, tiếng cười lạnh nói, đúng, Ngưng Nhi tiểu thư, rời đi Thanh Minh Thành lúc, lão phu đã để người phong tỏa Vạn Thú Sơn Mạch, cho dù là ngươi đầu kia bí mật thông đạo, lão phu cũng để cho người để ý, thẳng đến lão phu trở về mới thôi. Cái kia hai cái con chuột nhỏ, có thể trốn không thoát lão phu bàn tay. Ngươi, Tiết Ngưng Hương giận dữ, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Cái kia cái lối đi luôn luôn bí ẩn, nhất định là cái này U Quỷ Thất theo nàng ca ca cùng phụ thân chỗ đó moi ra đến. Cứ như vậy, Trác Phàm bọn họ muốn vụng trộm chạy đi thì khó càng thêm khó. Thất trưởng lão, ta còn có một điều kiện. Không cần phải nói, Tiết Ngưng Hương vừa mới mở miệng, U Quỷ Thất liền khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng nói, mạng ngươi đã dùng đến đổi phụ thân ngươi cùng huynh đệ, có thể rốt cuộc đổi không người khác. Ngưng Nhi tiểu thư, mời đi. U Quỷ Thất vung lên ống tay áo, hướng Tiết Ngưng Hương ra hiệu nói. Trước mặt nàng sớm đã để đó một cái kiệu lớn 8 người khiêng, bốn phía hơn 50 cái đoán cốt cảnh cao thủ, chăm chú vây quanh ở bên. Tiết Ngưng Hương chăm chú nhíu mày, giơ chân lên lại buông ra, không biết như thế nào cho phải. Nàng muốn cứu Trác Phàm bọn họ, thế nhưng là U Quỷ Thất trong tay còn nắm bắt cả nhà của nàng tính mạng người, nàng đã lại không thể đánh bạc cùng hắn đàm phán. Xì xì xì. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Tiết Ngưng Hương trên tay lôi linh phòng bị đột nhiên bốc lên lóa mắt lôi quang. Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, Tiết Ngưng Hương trái tim bất giác siết chặt, quá sợ hãi. Sẽ không phải là Trác đại ca bọn họ. Đừng đi ra, Tiết Ngưng Hương không lý do mà đối với hư không hô to lên tiếng, những cái kia đến xem náo nhiệt toàn đều cùng nhau sững sờ, cái này Tiết tiểu thư làm sao? Chỉ có U Quỷ Thất tựa hồ nghĩ đến cái gì, mi đầu hơi nhíu nhăn. Trong mắt tản ra như có như không u quang, phảng phất tại các thứ con mồi đến cửa xài lang đồng dạng. Ngưng Nhi, ta tới cứu ngươi. Đột nhiên,
Ngay tại Tiết Ngưng Hương tiếng la vừa dứt thời điểm, một đạo hét lớn đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Tạ Thiên Dương tay cầm Diệu Tinh kiếm lăng không vọt lên, một kiếm hướng U Quỷ Thất đâm tới. Cường đại kiếm ý làm cho bốn phía tất cả mọi người cùng nhau khí tức trì trệ, ào ào tứ tán né ra. Cười lạnh, U Quỷ Thất khinh thường bĩu môi, hừ, nguyên lai ngươi cũng không chết. Bất quá, ngươi chỉ là một cái đoán cốt cảnh thì dám tìm lão phu khiêu chiến, cái kia cách cái chết cũng không xa. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất không sợ chút nào cái kia tứ phẩm linh binh uy hiếp, nhất trưởng chính đối đánh tới. Chỉ một thoáng, cương phong lạnh thấu xương, Tạ Thiên Dương trước đâm một kiếm, mũi kiếm không cảm thấy tới lui rung động động, lúc trước thẳng tiến không lùi kiếm ý cũng đã không còn sót lại chút gì. Không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhưng là hắn cũng không có hồi kiếm phòng thủ, ngược lại trường kiếm xoay tròn, sử dụng xoay tròn chi thế, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, một nói kim sắc kiếm mang bỗng nhiên theo mũi kiếm bắn ra, trong nháy mắt đâm rách cái kia không gì địch nổi trưởng phong, thẳng hướng U Quỷ Thất đâm tới. Liệt không thức, trong mắt hơi hơi co rụt lại, U Quỷ Thất trong lòng cả kinh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, né tránh ra tới. Cái kia thẳng tiến không lùi kiếm ý trong chớp mắt xuyên qua cái kia đỉnh kiệu lớn tám người khiêng, đưa nó bổ thành phấn vụn. Kiếm hầu phủ độc môn huyền giai vũ kỹ, không linh cửu thức. U Quỷ Thất đi vào Tạ Thiên Dương sau lưng, trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, ngươi là kiếm hầu phủ người nào, vì sao tuổi còn trẻ liền có thể được đến độc môn chân truyền? Chẳng lẽ, hừ, không mượn ngươi xen vào. Tạ Thiên Dương lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên hồi kiếm nhất gai. Lần này, một kiếm này cũng không có vừa mới kiếm kia đồng dạng, thẳng tiến không lùi khí thế. Nhưng là theo kiếm này đâm ra, bên trong thiên địa, tất cả mọi thứ dường như thoáng cái đứng im một dạng, liền U Quỷ Thất thân thể dường như cũng chậm cùn không ít giống như. Chỉ có một kiếm kia quang huy, tại không chút do dự hướng hắn đâm tới. Tịnh không thức. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Coi như người dùng là huyền giai vũ kỹ, nhưng người cũng muốn rõ ràng, đoán cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh mãi mãi xa cũng không vượt qua nổi chênh lệch. Giận hừ một tiếng, U Quỷ Thất trong nháy mắt biến mất bóng người. Đợi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào Tạ Thiên Dương đối diện, cùng hắn hai mắt thẳng đúng. Tạ Thiên Dương kinh hãi, muốn hồi kiếm tự thủ đã là không kịp. U Quỷ Thất nhẹ nhàng nhất trưởng, liền đem hắn đập bay ra ngoài. Đợi hắn sau khi hạ xuống, năm sáu cái đoán cốt cảnh cao thủ trong nháy mắt cùng lên, đem hắn đè ngã xuống đất. Bên trong yếu nhất, cũng cùng hắn đồng dạng, là đoán cốt bát trọng thực lực. Hừ, tự lấy nhục tiểu quỷ. Nếu không phải xem ở kiếm hầu phủ phân thượng, vừa mới lão phu thì nhất trưởng kết ngươi. U Quỷ Thất chậm rãi đi vào Tạ Thiên Dương trước người, cười lạnh liên tục. Phi, từng ngụm nước bỗng nhiên nôn đến U Quỷ Thất trên mặt, Tạ Thiên Dương hung tợn theo dõi hắn, giận dữ hét, có gan liền giết tiểu gia, bất quá đến thời điểm U Minh Cốc cùng kiếm hầu phủ tất có một trận chiến, ngươi có thể gánh vác lên à, ha ha ha. Chậm rãi lau khô trên mặt ngụm nước. U Quỷ Thất sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, "Số tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu hội sợ các ngươi kiếm hầu phủ a? Hôm nay là ngươi tại lão phu địa bàn quấy rối trước đây, coi như giết ngươi, kiếm hầu phủ cũng không thể nói gì hơn." Vừa dứt lời, U Quỷ Thất bỗng nhiên giơ lên nhất trưởng, hướng Tạ Thiên Dương chán phủ xuống. Tiết Ngưng Hương quính lên, không khỏi hét lớn, "Không muốn!" Nhưng là U Quỷ Thất giết ý đã quyết, cái kia phẫn mà đánh ra nhất trưởng không có chút nào đình trệ. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng giả nua hét lớn vang lên, một nói kim sắc kiếm mang đột nhiên từ không trung thẳng bổ xuống. U Quỷ Thất mi đầu lắc một cái, không dám đón đỡ. Cái này cùng Tạ Thiên Dương tiểu quỷ kia một kiếm có thể không giống nhau, hoàn toàn là từ tránh thức thiên huyền cao thủ sử xuất tuyệt cường kiếm ý. Nếu là dùng thân thể máu thịt mạnh tiếp, tất nhiên trọng thương. Sau đó tại một sát na kia ở giữa, U Quỷ Thất đột nhiên thu hồi đánh ra nhất trưởng, dưới chân nhất động liền cấp tốc lui ra 5-6 mét bên ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, vừa mới U Quỷ Thất chỗ vị trí, lúc này đã xuất hiện một cái 1 mét vuông hang lớn, sâu không thấy đáy. Một cái lão giả tóc trắng chậm rãi rơi vào Tạ Thiên Dương bên người, vung tay lên liền đem những cái kia đoán cốt cao thủ tất cả đều vỗ bay ra ngoài. Bát trưởng lão. Lão giả này là cái toàn thân tiểu tụy lão nhân,
trong mắt cũng so sánh đục ngầu, hoàn toàn không có cao thủ nên có thần quang, mà lại tay phải hắn cũng ít ba ngón tay. Nhưng là cái kia trên mu bàn tay lại là nổi gân xanh, cốt cách đá lởm chởm, hiển nhiên là cao thủ sử dụng kiếm. Tạ Thiên Dương vừa thấy được hắn, liền trên mặt vui vẻ, đại kêu ra tiếng, U Quỷ Thất cũng là cười lạnh nói, kiếm tùy phong, 50 năm không gặp, gần đây được chứ. Vốn đang tốt, nhưng vừa thấy được ngươi, thì toàn thân không thoải mái. Hung hăng khẽ cắn môi, kiếm kia theo gió quay đầu nhìn về phía U Quỷ Thất, hỗn độn trong đôi mắt già nua lại là đột nhiên dần hiện ra khắc cốt ghi tâm hận ý. Bát trưởng lão, ngươi đến vừa vặn, mau giúp ta cứu Ngưng Nhi. Tạ Thiên Dương vội vã lôi kéo kiếm tùy phong tay áo, chỉ hướng Tiết Ngưng Hương nói. Nhìn thiếu nữ kia liếc một chút, kiếm tùy phong lắc đầu, Thiên Dương, đây là bọn họ U Minh Cốc gia sự, chúng ta không cần để ý. Đúng vậy a, người trẻ tuổi, xen vào việc của người khác nhưng là sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. U Quỷ Thất tà cười một tiếng, nhìn về phía kiếm kia theo gió nói, bên cạnh ngươi thì có một cái rất tốt ví dụ, nếu không phải hắn xen vào chuyện bao đồng, như thế nào lại vô duyên vô cớ địa vứt bỏ ba ngón tay. Nghe được lời này, kiếm theo phong bất giác trong mắt hung hăng run run, hai mắt đỏ như máu địa để mắt tới U Quỷ Thất nói, năm đó nếu không phải lão phu trẻ người non dạ, làm thế nào có thể bên trong ngươi quỷ kế. Ha ha ha, cũng không thể nói như vậy. Lúc này, U Minh cười lớn một tiếng, đi lên phía trước nói, tiền bối sự tình ta nghe ra sư nhắc qua, cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên nha. Năm đó tiền bối nếu không phải thèm nhỏ dãi chúng ta U Minh Cốc một cái phụ thuộc gia tộc cô nàng mỹ mạo, như thế nào lại binh bại Ôn Nhu Hương, sau cùng để quý phủ chủ dùng ba tòa thành chỉ đem ngươi cho đổi về đi. Chỉ bất quá cái kia ba ngón tay, lại là rốt cuộc tiếp không lên. Hung hăng khẽ cắn môi. Kiếm tùy phong toàn thân khí thế phóng đại, hai mắt dần dần đỏ bừng, vẫn mà trừng mắt về phía bọn họ lời nói, U Quỷ Thất, các ngươi không nên quá phận. Ngươi muốn như thế nào, muốn đánh sao? Trong mắt hơi híp, U Quỷ Thất tà dị cười nói, 50 năm trước ngươi không phải ta đối thủ, hiện nay ngươi chỉ là thiên huyền nhị trọng, ta chính là thiên huyền tam trọng, ngươi càng thêm không phải ta địch thủ. Thật muốn đánh lời nói, ngươi còn là bảo các ngươi bảy kiếm lão tới đi. Kiếm hầu phủ thập tam kiếm lão danh chấn không trung, ta U Quỷ Thất cũng rất là bội phục. Nhưng duy chỉ có theo ngươi cái này tám kiếm lão về sau mấy vị kia, lão phu lại là một cái đều chướng mắt. Ngươi, hung hăng khẽ cắn môi, kiếm tùy phong song quyền bất giác chăm chú, nhưng là đến sau cùng lại là thở dài một hơi, quát to, Thiên Dương, chúng ta đi. Thế nhưng là bát trưởng lão, ngài coi như không cứu Ngưng Nhi. Cũng phải vì chúng ta kiếm hầu phủ vinh dự nhất chiến a, cứ như vậy đi. Im miệng, người còn không nhìn ra a, hắn đang cố ý kích chúng ta. Nơi này là U Minh Cốc địa bàn, một khi chiến lên, bất luận thắng thua, chúng ta kiếm hầu phủ đều ăn thiệt thòi. Quay đầu hung hăng chừng U Quỷ Thất liếc một chút, kiếm tùy phong cắn răng nói, Thiên Dương, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái này U Quỷ Thất gian trá giảo hoạt, về sau gặp phải hắn muốn lưu 12 cái tâm nhãn. Thở sâu, Tạ Thiên Dương xem kiếm tùy phong liếc một chút, vừa nhìn về phía nơi xa Tiết Ngưng Hương, không khỏi trong mắt ngưng tụ, kiên định nói, ta minh bạch, chẳng qua nếu như ta hôm nay không cách nào cứu Ngưng Nhi, ta cả một đời đều sẽ hối hận. Ha ha ha, không sai, quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh a, không biết thế đạo hiểm ác. Đã vị này kiếm hầu phủ tiểu công tử như thế ưa thích anh hùng cứu Mỹ lời nói, vậy lão phu thì lại nhiều cho ngươi một cơ hội. Để ngươi đem cả nhà của nàng đều cứu đi a, dạng này nàng càng thêm cảm kích ngươi. Vừa dứt lời, U Quỷ Thất vỗ vỗ tay, tiếp lấy liền có bốn tên đoán cốt cảnh cao thủ, đem bốn bức chữ thập cọc gỗ đẩy ra, mà tại cái kia chữ thập trên mặt cọc gỗ treo, chính là Tiết gia một đám già trẻ. Gia gia, cha, ca ca. Nhìn đến cái này, Tiết Ngưng Hương không khỏi đại kêu ra tiếng, sau đó hung tợn nhìn về phía U Quỷ Thất, thất trưởng lão. Người đây là muốn làm gì? Làm người xấu a? U Quỷ Thất sủi cười một tiếng, nhìn về phía đối diện Tạ Thiên Dương nói, bằng không, vị này tiểu công tử như thế nào anh hùng cứu Mỹ? Nói, U Quỷ Thất đột nhiên biến sắc, quát to, động thủ. Phốc phốc phốc, theo từng tiếng vang trầm trầm lên, cái kia bốn tên đoán cốt cao thủ bỗng nhiên cầm làm ra một bộ móc sắt, bỗng nhiên hướng Tiết Định Thiên bốn người đâm vào, theo mắt cá chân bắt đầu. Một móc câu hướng phía trên đâm.
rất nhanh, liền quấn tới bọn họ bụng. Máu tươi theo cái kia móc bên bờ chảy xuống, mãnh liệt thống khổ để bốn người nhìn không được gào khóc đại kêu ra tiếng, riêng là tại những cái kia người đem bọn hắn móc hướng ra phía ngoài kéo một phát lúc, càng thêm như là muốn đem bọn hắn cả người kéo nứt giống như. Cho dù là thiên huyền cảnh Tiết Định Thiên, cũng đã đau đến rú thảm lên tiếng. Tiết Ngưng Hương trơ mắt mắt thấy thân nhân thê thảm đau đớn, đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía U Quỷ Thất gấp quát, U Quỷ Thất, mau dừng tay, không phải vậy ta thì chết ở trước mặt ngươi. Ngươi nếu là dám chết, lão phu thì giết bọn hắn. U Quỷ Thất âm trầm một gương mặt mo, quát lạnh nói. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương trong nháy mắt ngơ ngẩn. Bên tai không ngừng truyền đến thân nhân thống khổ kêu gào, nàng lại không có cách nào. Chân mềm nhũn. Thân thể run lên, liền té ngã trên đất, hai mắt giật mình lo lắng thất thần. Không khỏi suy cười một tiếng, U Minh lắc cái đầu đi vào Tiết Ngưng Hương bên người, khinh thường bĩu môi, cô gái nhỏ, người cũng quá không biết tự lượng sức mình, dám can đảm cùng sư phụ ta bàn điều kiện. Sư phụ ta là ai, hắn nhưng là người xưng thất khiếu quỷ linh lung U Minh cốc đệ nhất trí giả. Bảy thế gia bên trong, có bao nhiêu người là thua ở sư phụ ta thủ hạ. Bằng ngươi cũng muốn thắng lão nhân gia ông ta một bậc. Ha ha ha, đàng hoàng nói cho ngươi a, cũng là bởi vì ngươi chọc giận lão nhân gia ông ta, cho nên mới sẽ có dạng này hạ tràng. Ngươi tuy nhiên bắt hắn lại át chủ bài, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng quá đơn thuần. Đừng quên, ngươi át chủ bài cũng tại lão nhân gia ông ta trong tay gấp siết chặt đây. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương bỗng nhiên ngẩng đầu đến, không thể tin nhìn về phía U Minh. Trong hai mắt trừ nước mắt, liền cái gì cũng không có. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Nàng coi là bằng nàng sức một mình, có thể cứu người nhà nàng, nhưng là kết quả là, vẫn là đấu không lại lão hồ ly kia. Ngược lại chọc giận hắn, để người nhà nàng bị càng nhiều thống khổ. Hết thảy, đều là ta sai. Người nào, có thể tới mau cứu ta. Như nói mê địa lẩm bẩm lấy. Tiết Ngưng Hương hai mắt giật mình lo lắng nhìn về phía bầu trời, nước mắt như trân châu giống như từng viên rơi xuống đến, người nào có thể đến cứu lấy chúng ta. Hừ, ngốc, U Minh khẽ cười một tiếng, thờ ơ nhún nhún vai, bất quá coi như ngốc, cũng có thể làm lô đỉnh đi. Tạ Thiên Dương nhìn lấy Tiết Ngưng Hương đột nhiên biến thành bộ này ngơ ngác bộ dáng, không cảm giác trong lòng đau xót, muốn phải lập tức xông lên phía trước, lại là bỗng nhiên bị kiếm tùy phong kéo lại. Đối với hắn lắc đầu. U Quỷ Thất người này, cách xa hắn một chút. Thế nhưng là, bát trưởng lão, Tạ Thiên Dương còn muốn nói nữa cái gì, nhưng là kiếm tùy phong lại là kiên định dao động cái đầu, một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tóm đến càng gia tăng hơn, sợ hắn dưới tình thế cấp bách, thật xông đi lên. Bịch, Tạ Thiên Dương vô lực quỳ dạp xuống đất, đỉnh thiên lập địa đàn ông, cuộc đời lần đầu chảy xuống khuất nhục nước mắt. Mình thích nữ nhân ở thụ tra tấn, chính mình lại cứu không, không có so đây càng để lòng hắn đau. Giờ này khắc này, Trác Phàm nói với hắn lời nói tựa hồ lại tại hắn bên tai hiển hiện. Người coi như đi chỗ đó, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, cái gì cũng làm không. Tất cả mọi thứ, đều bị Trác Phàm nói chúng. Trước kia hắn từng cho là hắn cái gì cũng có thể làm được đến, nhưng là hiện tại, hắn mới phát giác, hắn là như thế vô năng. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực bỗng nhiên dâng lên. Nguyên lai, lão tử mới thật sự là kẻ hèn nhát. Trác Phàm, người tên Vương Bát Đản này, hiện tại đến tột cùng ở đâu? Tạ Thiên Dương hung hăng cắn răng, nương theo lấy đàn ông nước mắt, nhất quyền nện tại cứng rắn trên mặt đất, đem quyền đầu nện đến sưng đỏ. Kiếm Tùy Phong nhìn lấy đây hết thảy, minh bạch thiếu niên này thống khổ, lại là lực bất tòng tâm. Xì xì xì. Đột nhiên, Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương lôi linh phòng bị đồng thời phát ra lóa mắt lôi quang. Chỉ là lần này, so với lúc trước càng thêm lập lòe, đây là chỉ có ba cái lôi linh phòng bị hội tụ có thể phát ra ánh sáng. Cái kia ra hỏa đến, Tạ Thiên Dương mãnh liệt nâng lên đầu, một mặt hy vọng địa hướng bốn phía tìm kiếm lấy. Tiết Ngưng Hương cũng là không khỏi run run thân thể, trong hai con người tan dã thần quang dần dần ngưng tụ, nhìn về phía trong tay lôi linh phòng bị. Lẩm bẩm nói cao. Trác đại ca. Ầm ầm. Đột nhiên, ngàn dặm không mây sáng sủa trên không trung, đột nhiên vang lên kinh thiên lôi minh. Ngay sau đó một đạo lôi quang bỗng nhiên đánh xuống, nhưng nghe oanh một tiếng vang thật lớn,
nện ở cái kia bốn bức treo tiết ra già trẻ giá gỗ bên trong, khí thế cường đại làm cho cái kia bốn cái chính tại hành hình đoán cốt cao thủ tất cả đều bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Bụi đất tung bay, lôi quang lấp lóe, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cái kia bụi mù tràn ngập chỗ, bị cái này hiện tượng quỷ dị làm chấn kinh. Chờ khói bụi dần dần tiêu tán về sau, cuối cùng lộ ra Trác Phàm cái kia tà dị tiếu dung. U quỷ thất, một hiệp trước lão tử thua, hiệp hai, đánh đi. Hắn là ai? Kiếm Tùy Phong nhìn đến theo khói bụi bên trong xuất hiện Trác Phàm, trong mắt bất giác run run, trong lòng không lý do địa dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, cái này khiến hắn mười phần kinh dị. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Trác Phàm bất quá vừa mới đột phá đoán cốt cảnh mà thôi. Nhưng là Trác Phàm toàn thân cao thấp phát ra khí thế, lại là để hắn cái này thiên huyền cao thủ cũng cảm thấy thật sâu uy hiếp. Loại hiện tượng này, thực sự quá quỷ dị. Tạ Thiên Dương tự nhiên cũng cảm giác đến lúc này Trác Phàm khác biệt, trừ cái kia biến đến tràn ngập duệ kim chi khí diện mạo bên ngoài, trả lại cho hắn một loại thật sâu cảm giác áp bách. Loại khí thế này không giống với thiên huyền cao thủ loại kia tu vi phía trên áp chế, mà chính là loại kia đơn thuần nhất xâm lược tính, có thể tùy tiện uy hiếp hắn nguy hiểm tính mạng khí tức. Tóm lại, lúc này Trác Phàm chính là cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ đem trước mặt tất cả mọi người cắn xé đến chết mãnh thú cảm giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn là ta lớn nhất không tín nhiệm, cũng là tín nhiệm nhất bằng hữu. Tạ Thiên Dương nhếch miệng lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Cái kia không phải là bởi vì hoảng sợ, mà chính là kích động. Lấy hắn đối Trác Phàm giải, hắn chịu đến, ắt có niềm tin cứu đi Tiết Ngưng Hương. Thật sâu nhìn Tạ Thiên Dương liếc một chút, Kiếm Tùy Phong trong mắt không khỏi lóe qua một đạo kỳ sắc. Tạ Thiên Dương là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến đứa bé này, như thế tín nhiệm, hoặc là nói ỷ lại một người. Nghĩ tới đây, Kiếm Tùy Phong lần nữa đưa mắt nhìn sang Trác Phàm chỗ đó. Hắn muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là như thế nào người, làm cho Tạ Thiên Dương dạng này tại Kiếm Hầu Phủ bên trong cũng là tuyệt đối thiên tài đệ tử, ký thác kỳ vọng. Ha ha ha, người quả nhiên không chết, còn đột phá đến đoán cốt cảnh. U quỷ thất đồng dạng cảm nhận được Trác Phàm cái kia từ trong ra ngoài tản mát ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt khí chất, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn thấy... đây chỉ là đột phá đoán cốt cảnh lúc lâm thời sinh ra cực độ tự tin thôi. Đợi đến hắn phát giác được đoán cốt cảnh tại thiên huyền cao thủ trước mặt đồng dạng nhỏ yếu lúc, cỗ khí thế này tự nhiên là hội tiêu tán. Chỉ là để hắn ngạc nhiên là, hắn cùng Trác Phàm tách ra mới bất quá mấy tháng. Lần trước gặp hắn vẫn là tụ khí 6 tầng cảnh, hơn nữa còn trọng thương tại thân, sắp chết ốm sắp chết, thế nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà đã đột phá đến đoán cốt cảnh. Khủng bố như thế tu luyện tốc độ, để hắn cũng không khỏi đến trong lòng hoảng sợ. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Ánh mắt khẽ híp một cái, u quỷ thất tâm đạo, tiểu tử này quả nhiên là cái quái thai, tuyệt không thể lại để cho hắn lưu trên đời này. Nghĩ như vậy, u quỷ thất lạnh hừ một tiếng nói, Minh Nhi, người thay sư xuất tay, đi làm thịt hắn. Vừa dứt lời, u quỷ thất phung tay lên đem u minh đẩy đi ra. Trác Phàm lông mày nhíu lại, liếc hắn một cái, không khỏi suy cười ra tiếng, nguyên lai là ngươi a, cũng tốt. Lần trước để ngươi chạy mất, ta còn rất hối hận, lần này thì để chúng ta hai cái đến kết một chút ân oán trước kia. Thế nào, các ngươi nhận biết? U quỷ thất nghe đến Trác Phàm nói, không khỏi giật mình, nhìn về phía bên cạnh U Minh. Lại là thình lình phát hiện, chính mình đắc ý nhất đồ đệ U Minh, lại nhưng đã bị dọa đến hai chân phát run. Mồ hôi lạnh ứa ra, vừa mới còn khoan thai tự đắc khuôn mặt, hiện tại cũng đã là đầy mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Không có tiền đồ đồ vật, có sư phụ tại cái này bảo bọc, người còn có thể bị hoảng sợ thành bộ dáng này. U quỷ thất nhìn đến đồ đệ bộ này hùng dạng, không khỏi tức giận tới mức cắn răng. Cái này muốn là không có người tại lời nói còn dễ nói, thế nhưng là giờ này khắc này, Kiếm Hầu Phủ hai người hết lần này tới lần khác thì đứng ở bên cạnh. Đây không phải để người ta chế giễu a. U Minh Cốc danh dự, toàn mẹ hắn bị ngươi thằng danh con này cho hủy. Quả nhiên, Kiếm Tùy Phong gặp này, không khỏi cười to lên, không có chút nào buông tha cái này chế giễu lão đối thủ cơ hội, ha ha ha.
quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a, hôm nay lão hủ xem như kiến thức U Minh cốc đệ tử là như thế nào anh hùng đến. Trên mặt tức giận đến xanh một miếng đỏ một khối, U Quỷ Thất một chân liền đem U Minh cho đạp ra ngoài, thẳng đem hắn đạp té ngã trên đất, trực tiếp một cái chó gặm bùn, đồ hỗn trướng, hắn chỉ là vừa mới đột phá đoán cốt cảnh mà thôi, người đã là đoán cốt nhị trọng tu giả, có cái gì tốt sợ. Run rẩy thân thể đứng lên, U Minh run rẩy bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía trước Trác Phàm liếc một chút. Làm hắn nhìn đến Trác Phàm khóe miệng ở giữa cái kia như có như không tà tiếu lúc, liền dường như lại nhìn đến Giản Phàm bỏ mình lúc tràng cảnh, bất giác lập tức lộn nhào địa nằm xuống lại U Quỷ Thất bên người, cả kinh kêu lên, sư phụ, hắn. Hắn cũng là cái kia Lạc gia quản gia Trác Phàm a. Vân trưởng lão cùng Giản trưởng lão bọn họ, tất cả đều là chết ở trên tay hắn. Nghe được lời này, U Quỷ Thất không khỏi kinh hãi, lần nữa thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, mới hiểu gật đầu. Hiện tại, hắn mới rốt cuộc minh bạch hết thảy. Cái này Trác Phàm, hiểu được bố trí cấp 5 trận pháp, lại bụng dạ cực sâu, liền chính hắn đều thiếu chút nữa tiểu tử này đạo, Vân trưởng lão cùng Giản trưởng lão bị hắn giết, cũng liền không kỳ quái. Mà tại U Minh Cốc, trưởng lão ở trong mắt đệ tử đều là cao cao tại thượng, không nói thiên hạ vô địch cũng kém không nhiều. Thế nhưng là U Minh lại tận mắt nhìn thấy hai vị trưởng lão chết bởi một cái đồng lứa với mình người trong tay, không khỏi đối người kia sinh thấy sợ hãi, trong lòng sinh ra tâm ma. Về sau vô luận người kia thực lực như thế nào, hắn đều không có can đảm nhất chiến dũng khí. Hiện tại, Trác Phàm vừa mới đột phá đoán cốt cảnh, theo lý thuyết không phải U Minh cái này đoán cốt nhị trọng đối thủ. Thế nhưng là U Minh vừa thấy được hắn liền đã nhát gan, bởi vì cái gọi là không chiến tự bại, lại như thế nào có thể địch nổi hắn đâu. Nghĩ tới đây, U Quỷ Thất bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ U Minh đầu vai. Muốn để tên đồ đệ này thoát khỏi tâm ma, nhất định phải để hắn tự mình tự tay mình giết Trác Phàm mới được. Vừa nghĩ đến đây, U Quỷ Thất trong mắt tinh quang lóe lên, quát lạnh nói, người tới, ai muốn vì lão phu cầm xuống người này, tất có trọng thưởng. Trưởng lão, để thủ hạ đi đi. Vừa dứt lời, liền có một đại hán liền ôm quyền, hướng U Quỷ Thất cung kính thi lễ. Người này là đoán cốt 6 tầng cao thủ, muốn cấm xuống một cái mới vào đoán cốt cảnh tu giả dễ như trở bàn tay. Người khác vừa định tự tiến cử xuất thủ, lại bị người này vượt lên trước, bất giác có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của bọn họ, cầm xuống Trác Phàm, căn bản cùng lấy không cái công lao không có gì khác biệt. Không khỏi, tất cả mọi người trong lòng đều có loại bị người đánh cắp toàn bộ gia tài cảm giác. U Quỷ Thất gật đầu ra hiệu hắn phía trên, sau đó vỗ vỗ U Minh đầu vai, đem đầu hắn chuyển tới đối diện Trác Phàm vị trí, lạnh lùng nói, Minh Nhi, ngươi nhìn kỹ. Tiểu tử này chỉ là trận pháp lợi hại. Hắn không cách nào bố trận tình huống dưới, không có gì không nổi. Đợi lát nữa hộ vệ kia đem hắn cầm xuống, ngươi tự mình tự tay mình giết hắn, tâm ma tất trừ. U Minh nghe đến hắn lời nói, bình tĩnh gật đầu, một đôi ánh mắt kiên định không nháy mắt hướng về phía trước chằm chằm đi. Kiếm Tùy Phong nhìn lấy đây hết thảy, khẽ cau mày, thở dài, cái này U Quỷ Thất quả nhiên là thất khiếu quỷ linh lung. Vậy mà thoáng cái liền muốn ra loại biện pháp này thay hắn đổ đệ trừ bỏ tâm ma. Thiên Dương, người vị bằng hữu nào nguy hiểm? Tạ Thiên Dương mi đầu nhẹ nhàng lắc một cái, thả mắt nhìn đi, đã thấy Trác Phàm một mặt vẻ đạm nhiên, không khỏi cười khẽ một tiếng, tiểu tử kia một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhất định không có vấn đề. Kiếm Tùy Phong lông mày nhíu lại, trong lòng càng kỳ, lần nữa nhìn về phía trước. Vô luận như thế nào, một cái đoán cốt 6 tầng. Một cái chỉ là đoán cốt nhất trọng, muốn thắng cũng không dễ dàng đi. Cái kia đoán cốt 6 tầng đại hán, chậm rãi đi đến Trác Phàm trước mặt, nhếch miệng cười cười, hắc hắc hắc. Ngươi thật sự là ông trời ban cho lão tử lễ vật, chỉ là đem ngươi tiểu quỷ này cầm xuống, liền có thể vì thất trưởng lão lập xuống đại công, thật sự là quá có lời. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi muốn tìm chết, liền thành toàn ngươi. Trác Phàm nhếch miệng lên, khinh thường bĩu môi. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn nói mạnh miệng, chỉ cần nhất quyền lão tử thì có thể để ngươi rốt cuộc không nói ra một chữ tới. Đại hán kia cười lớn một tiếng, nhất quyền hướng Trác Phàm mặt đánh tới. Tốc độ quá nhanh, giống như gió táp, lực lượng mạnh mẽ, lớn mạnh như sơn hà. Nhưng nghe âm thanh xé gió,
cái kia thế nặng lực lớn nhất quyền liền bỗng nhiên đi vào Trác Phàm trước mặt. Trác Phàm tựa hồ liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đột nhiên đánh trúng mặt. Đụng! Một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động đến tất cả mọi người đau cả màng nhĩ, có thể thấy được một quyền này đến cỡ nào nặng nề. Tạ Thiên Dương gặp này, ngay từ đầu còn đầy mặt nụ cười hai gò má, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đại hán kia nhất quyền vậy mà thật đánh trúng, Trác Phàm thế mà liền tránh cũng không kịp. Liền xem như tụ khí cảnh thời điểm hắn, cũng cần phải có thể né tránh a. Làm sao đoán cốt cảnh, phản ứng ngược lại trì độn. Tiết Ngưng Hương gặp, càng là hoa dung thất sắc, vội kêu lên, Trác đại ca. Mà còn lại U Minh Cốc thủ vệ, lại tất cả đều là phát ra trận trận cười lạnh. Hắc hắc hắc, liền biết tiểu tử này muốn cắm, thật không nghĩ đến ngã được nhanh như vậy, thế mà liền tránh đều trốn không thoát. Vừa mới ta có phải hay không nghe lầm, hắn giết chúng ta hai vị trưởng lão. Nếu là hắn có khả năng này, lão tử cũng là thiên hạ đệ nhất, ha ha ha. Đáng chết, dễ dàng như vậy việc phải làm bị cái kia hỗn đản kiếm cái tiện nghi, thật không biết hắn sẽ nhận được cốc chủ cái dạng gì ban thưởng. Chỉ một thoáng, bốn phía tràn ngập tất tất dẫn dẫn tiếng nghị luận. U Minh nhìn đến cái này, trong mắt hơi hơi động động, đối Trác Phàm cảm giác sợ hãi tựa hồ tại dần dần biến mất. Chỉ có U Quỷ Thất Mi đầu lắc một cái, hai tròng mắt hai bên đi loanh quanh, không biết đang suy nghĩ gì. A! À, bỗng nhiên, một tiếng chấn thiên kêu thảm vang lên, chính khi tất cả hộ vệ đều đã ao ước lại ghen ghét mà nhìn xem đại hán kia lúc, đại hán kia lại là đột nhiên kêu gào một tiếng, bưng bít lấy hắn cái cánh tay kia vội vã lui lại. Mà hắn cái cánh tay kia, cũng đã hoàn toàn biến hình, dường như đã xếp giống như. Lại nhìn về phía cái kia Trác Phàm, giờ này khắc này, vẫn là một mặt vẻ đạm nhiên địa nhìn về phía trước, cùng lúc trước giống như đúc, tựa hồ hắn mặt cho tới bây giờ liền không có chịu qua nhất quyền giống như. Làm sao có thể? Kiếm Tùy Phong trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, đại kêu ra tiếng, một cái đoán cốt nhất trọng tu giả, thế mà dùng mặt đánh gãy một cái đoán cốt 6 tầng cao thủ cánh tay. Tạ Thiên Dương cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn mặt không biểu tình Trác Phàm, trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên hắn biết Trác Phàm có can đảm đến đây, nhất định là có chuẩn bị. Nhưng cái này tính là gì, mạnh cũng quá bất hợp lý đi. Đừng nói là hắn đoán cốt bát trọng cảnh, liền xem như thiên huyền cao thủ, cũng không thể lực làm đến điểm này a. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lại không chế giễu, ngược lại là kinh dị cùng hoảng sợ. Không có để ý ánh mắt mọi người, Trác Phàm chậm rãi đi vào đại hán kia trước mặt. Đại hán kia vừa mới ngẩng đầu lên, liền nghe phốc một tiếng vang giòn, hai mắt trong nháy mắt một lồi, khóe miệng càng không ngừng bốc lên ra bọng máu, đã là không có khí tức. Bộ ngực hắn từ trước đến sau bị Trác Phàm nhất quyền đánh xuyên qua, mà lại xuyên là như vậy mà đơn giản, dường như thân thể người nọ là đậu hũ làm một dạng. Trác Phàm chỉ là tùy ý địa vung động cánh tay một cái, hắn liền đã chết. Hiu, ba, Trác Phàm hơi vung tay, đem đại hán kia vung bay lên trời, sau đó rơi xuống, như bãi bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất. Nhìn lấy đại hán kia trước khi chết nổi lên hai mắt, mê mang ánh mắt, tại chỗ tất cả mọi người ngăn không được lưng phát lạnh. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã toàn bộ tràn ngập hoảng sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực cũng quá biến thái. Biến thái, không sai. Bây giờ đang ở tràng tất cả mọi người trong lòng, chỉ có hai chữ này. Trác Phàm chỗ thể hiện ra cường hãn thực lực, đã không đủ dùng cường đại để hình dung, chỉ có hai chữ này mới có thể hoàn toàn thuyết minh Trác Phàm lúc này trong lòng mọi người hình tượng. Phải biết, đoán cốt cảnh bản thân chính là một cái tu giả luyện thể đoán cốt tốt nhất thời kỳ. Về sau, lại không dạng này tuyệt hảo cơ hội, cho dù thiên huyền cao thủ xa mạnh hơn xa đoán cốt cảnh tu giả. Hắn cũng nhiều lắm là có thể bằng vào cường hãn nguyên lực nhất trưởng chấn vỡ bọn họ tạng phủ, nhưng cũng vạn vạn không có người có thể giống Trác Phàm dạng này, dễ dàng như vậy đem bọn hắn nhất quyền xuyên qua. Huống chi Trác Phàm lúc này cũng mới vừa vặn đột phá đoán cốt cảnh mà thôi, dạng này sự tình từ xưa đến nay đều chưa bao giờ phát sinh qua. Quái vật! Không biết là ai nhìn không được nhẹ giọng xuất khẩu, có chút run rẩy thanh âm truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người lỗ tai. Mọi người không khỏi cùng nhau run lên, lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, đúng là rất tán thành gật đầu. Trong mắt vẻ kiêng dè, không che giấu chút nào. Lúc này,
những cái kia U Minh Cốc đoán cốt cảnh hộ vệ, cũng lại không có người đi hâm mộ cái kia vừa mới đoạt bọn họ cơ hội lập công đại hán, phản mà đối với hắn phát lên thật sâu đồng tình chi ý. Tiểu tử này đến tột cùng có nhiều không may, mới sẽ gặp phải như thế một cái từ xưa đến nay đều tuyệt đối khó có thể gặp phải quái thai, công lao không có lập thành, còn không công uổng đưa tánh mạng. Hưu. Đột nhiên, tiếng xé gió lên, Trác Phàm vừa mới giải quyết đại hán kia, còn không có lấy lại tinh thần, một đen một trắng hai đầu trường tác lại là trong nháy mắt gần người phụ cận. Trong nháy mắt liền đem hắn như bao bánh trưng đồng dạng, chăm chú địa trói lại. Mà cái kia trường tác phần cuối, chính là cái kia u quỷ thất. Giờ này khắc này, hắn chính một mặt tà cười mà nhìn mình. Không tốt, bị cái kia tứ phẩm ma bảo khóa lại, tiểu tử này cho dù có thông thiên năng lực, cũng chết chắc. Kiếm Tùy Phong nhướng mày, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn nhìn Trác Phàm thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng bây giờ. Đáng tiếc, vẫn là muốn chết tại cái này thất khiếu quỷ linh lung chi thủ. Tạ Thiên Dương nghe đến, không khỏi sắc mặt nghiêm túc địa nhìn sang, trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới, lấy u quỷ thất thiên huyền cao thủ thân phận, vậy mà lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đánh lén một cái vừa mới đột phá đoán cốt cảnh tu giả. Tuy nhiên cái này tu giả, là mạnh không hợp thói thường chút. Nhưng làm như thế, không khỏi quá thất thân phần. Tiết Ngưng Hương càng là đầy mặt lo âu nhìn sang, trong mắt chỉ có vẻ lo lắng. Mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn, Trác Phàm mí mắt hơi rủ xuống, quét mắt một vòng cái này quen thuộc tứ phẩm ma bảo, nhìn về phía cái kia u quỷ thất nói, thất trưởng lão ngay từ đầu thì đối với ta cái này vãn bối đùa nghịch loại thủ đoạn này, không ngại mất U Minh Cốc uy danh a. U quỷ thất hai mắt lắc một cái, bất giác làm cười ra tiếng, thông minh, có thể trong nháy mắt nhìn ra lão hủ tâm tư, toàn bộ thiên vũ đế quốc bên trong, cũng không có mấy người. Người tiểu quỷ này, thật không nổi, lão phu còn thật không thể khinh thường a. Ha ha ha, thất trưởng lão chú ý cẩn thận, Trác Phàm quả thực bội phục. Dù sao vãn bối lần này tới, là không nghĩ tới bảy âm mưu quỷ kế gì, chỉ muốn cùng ngài lão nhân ra một quyết thắng thua. Nghĩ không ra, ngài còn cẩn thận như vậy a. Nghe được lời này, u quỷ thất sắc mặt bất giác âm trầm xuống. Tuy nhiên Trác Phàm nói là chỗ hắn sự tình cẩn thận, nhưng trong câu chữ lại là đang giễu cợt hắn nhát gan sợ phiền phức. Bị một cái đoán cốt cảnh tiểu bối làm nhục như vậy, vẫn là làm lấy nhiều người như vậy mặt, cho dù là hắn cái này thất khiếu quỷ linh lung, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Tiểu quỷ, ngươi còn dám làm càn, lão phu lập tức để ngươi chết không toàn thây. Chẳng lẽ không đúng sao? Trác Phàm không có để ý, méo mó nhức đầu âm thanh cười nói, lấy ngươi cá tính, trước mặt địch nhân tự nhiên càng sớm trừ rơi càng tốt. Thế nhưng là ta vừa đến chỗ này, ngươi chẳng những không có cấp tốc động thủ, ngược lại để ngươi đồ đệ tới thử nước. Kết quả tiểu tử kia bị ta sợ mất mật, liền ngươi mệnh lệnh đều không nghe, ngươi đành phải mượn thay hắn trừ bỏ tâm ma danh nghĩa, để tên ngu ngốc kia đi tìm cái chết. Hắn thắng tự nhiên không lời nói, nhưng nếu như bại, cũng không quan trọng. Vừa vặn để ngươi bắt được ta buông lỏng một hơi tình huống dưới, thừa cơ đánh lén ta, thì giống như bây giờ. Trác Phàm lời vừa nói ra, mọi người mới đều bừng tỉnh đại ngộ, liền cái kia Kiếm Tùy Phong cũng là không khỏi khẽ giật mình, mới nghĩ thông suốt hết thảy, sau lưng đã mồ hôi lạnh đầm đìa, đối cái kia u quỷ thất càng thêm kiêng kỵ. Tuy nhiên lần này u quỷ thất đối phó được không phải hắn, nhưng đất khách chỗ chi, hắn như đứng tại Trác Phàm vị trí, hiện tại đoán chừng cũng bị u quỷ thất cho bắt. Cái này u quỷ thất quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường, quả nhiên âm độc vạn phần. Vậy mà có thể tại nhìn thấy cái kia Trác Phàm trong nháy mắt, liền chế định ra như thế độc kế mưu, thật là đáng sợ. Mà lại, hắn đối phó một cái đoán cốt cảnh tu giả, cũng như thế tâm kế trồng chất, chú ý cẩn thận, không lộ mảy may chân ngựa, càng để cho người sợ hãi, không hổ là thất khiếu quỷ linh lung tên. Bất quá, phản quay đầu lại nhìn, cái kia Trác Phàm vậy mà có thể liếc một chút xem thấu u quỷ thất quỷ kế, thành phủ chi thâm. Cũng không chút nào tại cái này thất khiếu quỷ linh lung phía dưới a. Nghĩ tới đây, cái kia Kiếm Tùy Phong lần nữa thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang phun trào. Khặc khặc khặc, ngươi xem thấu lão phu dự định lại như thế nào, hiện tại còn không phải tại lão phu trong lòng bàn tay. U quỷ thất tà cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, chỉ cần lão phu trong tay siết chặt,
người lập tức chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn. Nghe đến hắn lời nói, Trác Phàm mi đầu không khỏi nhíu nhíu, đúng là cười to lên, ha ha ha. Nói ngươi lão nhân này âm hiểm, tại sao lại biến đến đần như vậy? Đã lão tử đã xem thấu ngươi đem kịch, như thế nào lại tùy tiện trúng kế? Vừa dứt lời, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, nhưng nghe âm thanh sấm sét bạo hưởng, một đạo lôi quang bỗng nhiên xẹt qua. Đụng! Cái kia u quỷ thất còn chưa kịp nắm chặt hai cái trường tác, cái kia trường tác liền đã vỡ ra. Trác Phàm sau lưng, thoáng chốc xuất hiện một đôi các dài ba trượng vũ rực, tràn ngập nhuệ khí kim sắc lưu quang ở phía trên lưu chuyển, từng đạo sấm sét tia chớp xoay quanh phía trên. Cái đó là, lôi vân tước lôi vân cánh, Tạ Thiên Dương gặp qua cái này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Lúc trước lôi vân tước bỏ mình, nó toàn bộ thi thể đều giao phó cho Trác Phàm xử trí. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm vậy mà lại đem cái này lôi vân cánh luyện thành ma bảo. Lấy lôi vân tước cấp 6 linh thú thi thể luyện chế, lại lấy kim cương lưu sa phụ trợ, cái này ma bảo tối thiểu là 6 phẩm cấp bậc. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Thiên Dương không khỏi vừa mừng vừa sợ. Khó trách tiểu tử này dám đơn đao phó hội, nguyên lai là chuẩn bị nhiều bức như vậy trang bị. Kể từ đó, hắn đánh với u quỷ thất một trận, thì có không ít phần thắng. Lục phẩm phi hành ma bảo. U quỷ thất trong mắt hơi híp, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Thì ra là thế, bằng vào lục phẩm phi hành ma bảo, thực sự có thể đầy đủ tại phương diện tốc độ cùng trời huyền cao thủ sánh vai. Thế nhưng là, nói, u quỷ thất bỗng nhiên đem âm dương song tử tác hướng về phía trước hất lên, một đen một trắng hai đầu trường tác thẳng tắp hướng hai cái phương hướng đi vòng qua, thẳng đến Trác Phàm muốn hại vị trí, hoàn toàn phong tỏa hắn tất cả đường lui. Thiên huyền cao thủ mạnh hơn đoán cốt cảnh, cũng không chỉ là tốc độ mà thôi. Cái này. Ta đương nhiên biết, Trác Phàm hoàn toàn không thèm để ý cái kia hai đầu trường tác, cười ta nói, thiên huyền đáng sợ, còn tại ở đánh nhau tay đôi khéo léo. Đây chính là bất luận cái gì phi hành ma bảo, đều không thể đền bù thiếu hụt. Có điều, đúng lúc này, hai đầu trường tác đã tới gần Trác Phàm trước người. Một đầu thẳng đến hắn vị trí trái tim, một đầu thẳng đến hắn đầu. Trác Phàm muốn chạy, cũng chạy không thoát. Nhưng là vào thời khắc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch, một đôi lôi vân cánh đúng là như là hai cái cánh tay một dạng, trong nháy mắt uốn lượn, đối với cái kia hai đầu trường tác hướng ra phía ngoài vỗ. Chỉ một thoáng, hai đầu trường tác liền hoàn toàn bị quất bay ra ngoài, cho nên ngay cả Trác Phàm một cọng lông đều không có đụng phải. Thấy tình cảnh này, u quỷ thất cùng kiếm tùy phong đúng là cùng nhau giật mình, đại kêu ra tiếng, làm sao có thể. Phi hành ma bảo lại hội tùy ý biến hóa hình dáng, thay chủ nhân ngăn lại công kích, đây thật là thiên cổ kỳ văn. Ma bảo cũng là ma bảo, nó là cái tử vật, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Trong chốc lát, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, đầy mặt vẻ khó tin. Chỉ có Trác Phàm mặt mỉm cười, một mặt lạnh nhạt nói, ai nói. Nó là ma bảo. Xác thực. Ma bảo là ma đạo tu giả dùng các loại luyện khí tài liệu luyện chế công cụ. Nhưng là Trác Phàm tại luyện chế đối với lôi vân cánh lúc, lại là đem nó luyện đến trong cơ thể mình. Có thể nói, đôi cánh này đã là hắn một phần thân thể, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa ma bảo. Thậm chí, đôi cánh này căn bản chính là hắn nhiều mọc ra hai cánh tay, có thể tùy ý huy động. Hắn hiện tại đã không phải như loài người, mà chính là luyện chế ra đến binh khí hình người. Nếu như nói lôi vân cánh xem như lục phẩm ma bảo lời nói, cái kia bản thân hắn chính là từ thuần túy kim cương lưu sa đoán tạo đi ra ngũ phẩm ma bảo. Loại chuyện này, u quỷ thất bọn họ tự nhiên khó có thể tưởng tượng, cho dù là thánh vực người cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có cửu u ma đế như thế thiên cổ kỳ tài, mới có thể mở phát ra loại này đem người cùng vật cùng một chỗ luyện chế biến thái bí pháp. Đáng chết quái vật! Giờ này khắc này! Thì liền luôn luôn trầm ổn u quỷ thất cũng cắn răng nghiến lợi chú mắng lên, trong mắt khát máu ánh sáng không ngừng lấp lóe, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước huy động. Chỉ một thoáng, hai đầu trường tác một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Chỉ là trong nháy mắt, tựa như đầy trời mưa sao đồng dạng nện xuống, 360 độ không góc chết đem Trác Phàm vây quanh ở bên trong. Như thế đập loạn, hiển nhiên là muốn đem Trác Phàm nện thành thịt nát. Nhưng là Trác Phàm chỉ là nhạt cười một tiếng,
không sợ chút nào, dương dương tự đắc địa đứng thẳng bên trong. Chờ cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo trường tác huyễn ảnh đánh tới lúc, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hai cái cánh liền cấp tốc hóa thành hai đạo lôi quang vần quanh ở bên. Bỗng nhiên, mọi người nhưng nghe đùng đùng sao không dứt sấm sét nổ vang cùng đinh đinh đang đang địa kim thuộc giao kích thanh âm, lại là hoàn toàn không nhìn thấy cái kia trường tác cái bóng cùng cái kia hai cái lôi vân cánh nửa điểm bóng người. Chỉ có Trác Phàm yên ổn đứng lặng trên mặt đất, cùng hắn bao quanh lấy một chút lôi quang, mới để tất cả mọi người biết, hai người này tại chiến đấu kịch liệt. Còn kịch liệt đến loại trình độ nào, lấy bọn họ ánh mắt đã hoàn toàn theo không kịp. Đây cũng là thiên huyền cao thủ tốc độ. Mọi người nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng hoảng sợ, cũng triệt để minh bạch mình cùng thiên huyền cao thủ ở giữa chênh lệch. Bất quá lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, trong lúc khiếp sợ lại là lại nhiều rất nhiều không cam lòng. Đồng dạng là đoán cốt cảnh, nhìn xem người ta thực lực này. Tạ Thiên Dương hai mắt kinh ngạc nhìn trận này chênh lệch lớn nhất, nhưng lại lớn nhất tiểu chiến đấu, không thể tin được là thật. Hắn thực sự khó mà tin được, một ngày ngắn ngủi, Trác Phàm thực lực lại hội tăng trưởng đến khủng bố như thế cấp độ. Bát trưởng lão, bọn họ chiến đấu thế nào? Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn về phía Kiếm Tùy Phong, lại chính gặp Kiếm Tùy Phong không nháy mắt nhìn chằm chằm chỗ đó, trong mắt tinh quang sáng láng. Cái kia ánh mắt kinh dị, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua. Hiện tại U Quỷ Thất Thế công sắc bén, cái kia Trác Phàm thủ cũng thành thạo, thắng bại không dễ phán đoán, nhưng là vẫn cái kia U Quỷ Thất chiếm thượng phong. Kiếm Tùy Phong thản nhiên nói, lại là từ đầu đến cuối không có nhìn Tạ Thiên Dương liếc một chút, hiển nhiên là đã bị cái này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, không muốn bỏ qua mảy may. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ cười khổ, xem ra hắn cùng Trác Phàm chênh lệch kéo đến lớn hơn. Trước kia Trác Phàm thắng hắn đến bằng trận pháp, hiện tại đơn đả độc đấu, đoán chừng hắn cũng không phải là đối thủ đi. Chỉ là một ngày thời gian, hai người thực lực toàn bộ đổi chỗ từng cái, thậm chí còn tại càng kéo càng lớn, cái này khiến hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hưu! Đột nhiên, sấm sét cùng kim loại giao kích thanh âm im bặt mà dừng. Trác Phàm song đồng ngưng tụ, không ngừng vung vẩy cánh dừng lại. Nhìn về phía trước, lại là hoàn toàn biến mất U Quỷ Thất bóng người. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang, Trác Phàm mi đầu khẽ nhúc nhích, trong lòng cả kinh, hai cái cánh trong nháy mắt uốn lượn, hướng hai bên vung đi. Đinh đinh! Hai tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, theo phía sau hắn đánh tới hai đầu trường tác bị Trác Phàm hai cái cánh cản lại. Thế nhưng là, vào thời khắc này, một cái băng lãnh chùy đâm lại là chính đối hắn phần lưng đâm tới. Chẳng biết lúc nào, cái kia U Quỷ Thất đã là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng. Tam phẩm ma bảo, ngư chàng đâm. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, nhìn ngươi còn có cái gì mánh khóe. U Quỷ Thất nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một trận vẻ hưng phấn. Giờ này khắc này, Trác Phàm hai cái lôi vân cánh chính cản trở âm dương song tử tác, không cách nào hồi viên. Trác Phàm cũng bởi vậy, không thể động đậy mảy may. Tại lúc này, một kiện tam phẩm ma bảo từ phía sau lưng đánh tới, chính là tuyệt sát cơ hội. Cho dù là hắn U Quỷ Thất như là ở vào loại này tình cảnh dưới, cũng muôn vàn khó khăn nghĩ ra cái gì tốt đối sách tới. Thế nhưng là, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, mê tung huyễn ảnh bộ. Bạch! Đột nhiên ở giữa, Trác Phàm dưới chân đạp nhẹ, liền trong nháy mắt biến mất bóng người. Đang cùng hai cái lôi vân cánh rằng co cùng một chỗ âm dương song tử tác cùng cây gai kia ra ngoài ngư chàng đâm, trong chớp mắt mất đi mục tiêu, không khỏi khiến U Quỷ Thất dưới chân trì trệ, hướng về phía trước lảo đảo một chút, mất đi thăng bằng. Đúng lúc này, Trác Phàm lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, hai cái lôi vân cánh như hai thanh búa giống như, một trái một phải hướng cổ hắn chỗ chặt xuống. Đột nhiên, U Quỷ Thất không khỏi hoảng sợ thất sắc. Vội vàng đem âm dương song tử tác quay người phòng thủ. Đinh đinh! Lại là hai tiếng thanh thúy giao hưởng âm thanh, lôi vân cánh cùng âm dương song tử tác lần nữa giao kích cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này, là lôi vân cánh công kích, âm dương song tử tác phòng thủ. Trác Phàm cùng U Quỷ Thất cũng là hoàn toàn trao đổi vị trí, đồng dạng tư thế, lại là công thủ dị vị. Hai người giao thủ chỉ ở trong chớp mắt, lại là cân sức ngang tài. Thậm chí lấy kết quả cuối cùng mà nói, Trác Phàm còn chiếm thượng phong. Loại tình cảnh này, liền một bên quan chiến Kiếm Tùy Phong cũng không nghĩ tới.
Đường đường U Minh Cốc đệ nhất chí giả U Quỷ Thất, lại bị một người trẻ tuổi áp chế đến loại trình độ này. Thất trưởng lão, bị người từ phía sau đánh lén tư vị không dễ chịu đi. Trác Phàm dùng hai cái lôi vân cánh hung hăng áp chế cái kia âm dương song tử tác, làm đến U Quỷ Thất sống lưng ngăn không được địa càng áp càng thấp, cười ta nói, nếu như bây giờ trong tay của ta có một kiện tam phẩm ma bảo, hướng sau lưng ngươi đâm tới lời nói, ngươi đã là cái chết người. Thế nhưng là ngươi có cơ hội này thời điểm, ta lại còn sống. Nghe được lời này, U Quỷ Thất mặt mũi tràn đầy tăng đỏ bừng, hung hăng khẽ cắn môi, từng ngụm địa hút mấy cái khí, mới bình tĩnh lại nôn nóng tâm tình. Trác Phàm vừa mới nói, rõ ràng cũng là tại hướng hắn thị uy. Hắn U Quỷ Thất bình sinh đáng tự hào nhất, không phải thiên huyền cảnh thực lực, mà chính là cái kia U Minh Cốc đệ nhất chí giả, thất khiếu quỷ linh lung danh hào. Nhưng là bây giờ Trác Phàm lại là đang mượn máy châm chọc, ngụ ý chính là, nếu là lão tử đổi được ngươi vị trí bên trên, xuất thủ đánh lén, đã sớm đem địch người xử lý, đâu còn có thể khiến người ta ngược lại chế trụ. Loại lời này đối với hắn U Quỷ Thất tới nói là lớn nhất đả kích, cũng là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Người khác có thể làm nhục người khác cách, hoặc là mắng hắn bị ổi vô sỉ, hắn thậm chí còn có thể dẫn lấy làm vinh hạnh. Nhưng là tuyệt đối không thể có người làm nhục hắn IQ, đây là hắn nghịch lân. Ai dám mắng hắn ngu ngốc, hắn tuyệt đối để người kia chết không yên lành. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, Trác Phàm cũng là tại móc lấy chỗ ngoặt mắng hắn, hắn chả bất lực phản bác, bị người ta hung hăng áp chế. Loại này biệt khuất, hắn đời này đều chưa từng gặp qua. Số tiểu tử, con mẹ nó người khác quá đắc ý vong hình. Rốt cục, U Quỷ Thất cũng chịu không nổi nữa trong lòng phẫn nộ, đúng là hiếm thấy mở miệng nói bẩn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nguyên lực mãnh liệt địa bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem Trác Phàm một đôi lôi vân cánh đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy dưới chân nhất động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng Trác Phàm vung vẩy song tác. Giờ này khắc này, U Quỷ Thất thiên huyền cao thủ tốc độ toàn lực phát động, lại thêm cái kia âm dương song tử tác tốc độ, đúng là so lúc trước nhanh không chỉ một lần. Trác Phàm gặp này, cũng không kinh hoàng, cười ha ha một tiếng, dưới chân động liên tục. Trong chốc lát, bóng người phiêu hốt, nhìn không thấu, mê tung huyễn ảnh bộ phối hợp thêm lôi vân cánh phụ trợ. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, lại không chút nào tại cái kia U Quỷ Thất phía dưới. Chỉ một thoáng, mọi người nhưng gặp hai đạo tàn ảnh lẫn nhau giao thoa, di chuyển nhanh chóng, kim loại giao kích cùng sấm sét bạo hưởng không ngừng, lại là căn bản bắt không đến bọn họ phương vị. Hai đạo tàn ảnh tại toàn bộ quảng trường trước lấp lóe, một hồi đông, một hồi tây, một hồi nam, một hồi bắc, một hồi càng là đi vào những cái kia đoán cốt cảnh hộ vệ trước người. Ở bên cạnh họ đùng đùng sao không dứt địa tranh đấu. Thế nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy hai người kia bóng người, chỉ có thể nghe đến cái kia kình liệt phong âm thanh cùng bạo liệt tiếng vang ở bên tai quanh quẩn, trên đầu đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hai người một cái thất thủ, tai bay vạ gió, đem bọn hắn đầu nhất quyền đánh nát. Bát trưởng lão, hiện tại như thế nào? Vừa mới U Quỷ Thất cùng Trác Phàm đều đứng đấy bất động, chỉ là dùng hai kiện ma bảo tại chiến đấu. Tạ Thiên Dương còn có thể theo bọn họ sắc mặt nhìn ra điểm chiến thế tình huống. Nhưng là hiện tại, hai người cũng bắt đầu động, hắn chỉ có thể giống như người khác nhìn đến từng mảnh tàn ảnh, căn bản bắt không đến bọn họ động tác, cho nên đành phải hướng một bên Kiếm Tùy Phong thỉnh giáo. Nhưng là Kiếm Tùy Phong lại là cho hắn làm một cái im lặng thủ thế, ánh mắt lại là một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trên trận. Rất lâu, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn về sau, hai người thân ảnh mới lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trác Phàm vẫn như cũ là mây trôi nước chảy hai tay giao nhau, đứng tại chỗ, U Quỷ Thất cũng đã sắc mặt hơi hơi ửng hồng, tại từng ngụm địa thở hổn hển. Chỉ là hai mắt nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cùng Kiếm Tùy Phong một dạng, chỉ có kinh hãi có thể hình dung. Người nào thắng, tuy nhiên đã lòng dạ biết rõ, nhưng là Tạ Thiên Dương vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Không có trả lời hắn, Kiếm Tùy Phong chỉ là lúng túng một chút, nghiêm túc nói, một hồi ngươi liền biết. Vừa dứt lời, nhưng nghe từng tiếng sấm rền nổ vang đột nhiên phát ra, hơn 20 cái U Minh Cốc đoán cốt cảnh hộ vệ, đúng là tại từng đạo sấm sét vang dội phía dưới, trong nháy mắt nổ tung lên, liền đầu đều đánh nát. Máu tươi nội tạng, bưu đến khắp nơi đều là. Còn lại thủ vệ gặp, không khỏi trong lòng hoảng hốt,
vội vã lui lại ra 50 mét bên ngoài, toàn thân cao thấp đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ có Trác Phàm cùng U Quỷ Thất Y Nguyên đứng lặng nhìn nhau, dường như đã sớm biết đây hết thảy giống như. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tạ Thiên Dương mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà nhìn xem cái kia chết không toàn thây hộ vệ, hướng Kiếm Tùy Phong hỏi. Thật dài địa ra một hơi, Kiếm Tùy Phong thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Dương, ngươi vị bằng hữu này thật sự là đáng sợ, lão phu đời này còn chưa từng thấy, cái kia U Quỷ Thất có từng bị người nào áp chế đến loại trình độ này. Tạ Thiên Dương không hiểu, Kiếm Tùy Phong tiếp tục nói, vừa mới hai người giao thủ, U Quỷ Thất đã toàn lực lượng đem hết sạch ra. Ngay từ đầu, hai người ngươi tới ta đi xem như ngang tay, lão phu cũng coi là cái kia Trác Phàm cũng xuất toàn lực. Thế nhưng là về sau, tốc độ của hắn lại là đột nhiên tăng nhiều. Có điều. Bất quá cái gì? Tạ Thiên Dương vội hỏi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Kiếm Tùy Phong khóe miệng đúng là xuất hiện như có như không ý cười, có điều hắn lại cũng không có dựa vào đột nhiên tốc độ tăng lên, đi cùng U Quỷ Thất quyết chiến, mà chính là một bên cùng U Quỷ Thất du đấu, một bên tại dưới mí mắt hắn, làm thịt hắn những cái kia thủ hạ. Không khỏi sững sờ, Tạ Thiên Dương kỳ quái nói, hắn vì cái gì làm như vậy, có cơ hội lời nói trực tiếp xử lý lão đầu kia không là được sao? Ha ha ha, ngươi làm sao biết, đây mới là tiểu tử kia đáng sợ địa phương. Trong mắt bất giác lắc một cái, Kiếm Tùy Phong đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, hắn làm như vậy, cũng là tại hung hăng đánh lão quỷ kia mặt. Một trưởng lão, bị một tên tiểu quỷ tại dưới mí mắt hắn giết hơn 20 thủ hạ, lại bất lực, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. U Quỷ Thất danh xưng thất khiếu quỷ linh lung, hôm nay lại bị một cái đoán cốt cảnh tiểu tử, như mèo vờn chuột giống như đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn chỉ có thể làm nhìn lấy, hết lần này tới lần khác không làm gì được đối phương, cái này lại để hắn mặt hướng chỗ nào thả. Cái kia Trác Phàm cùng U Quỷ Thất là một đường mặt hàng, đắc tội loại người này, thế nhưng là cái đại phiền toái. Bởi vì báo thù cho bọn họ, không phải để ngươi chết thì xong việc, mà là muốn đem ngươi coi trọng nhất đồ vật toàn bộ tước đoạt. Để ngươi chết, cũng bị chết không còn mặt mũi. Nói đến đây, Kiếm Tùy Phong đột nhiên cười to lên, dường như trong lòng oán khí tất cả đều phóng xuất một dạng, ha ha ha. Quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân chị a. Cái này U Quỷ Thất bình sinh làm nhiều việc ác, hôm nay cũng sẽ bị một cái khác tiểu ác ma tra tấn đến loại này cấp độ, thật sự là hả hê lòng người a. Kiếm Tùy Phong cười to vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, U Quỷ Thất gương mặt bất giác hung hăng rút rút, hàm răng đều nhanh cắn đứt, kém chút một miệng tâm huyết liền bị tức giận đến phun ra. Thế nhưng là nhìn về phía đối diện Trác Phàm, lại là lại sầu mi khổ kiểm lên. Trác Phàm thực lực, thật sự là để lòng hắn phía dưới rung mạnh. Theo vừa mới chính diện giao thủ, hắn liền đã rõ ràng, Trác Phàm thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Chẳng những có thể thành thạo địa ứng phó hắn, còn có thể thuận tay làm thịt hắn những cái kia thủ hạ. Đối với đây hết thảy, hắn lại bất lực. Riêng là, luận mưu trí, Trác Phàm cũng mảy may không kém hắn. Dạng này đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Nghĩ tới đây, U Quỷ Thất thì cảm thấy trở nên đau đầu, từ trước tới nay lần thứ nhất, trong lòng sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Không được, không thể lại như thế rông dài. Lại rông dài, sẽ chỉ bị tiểu tử này chơi chết, nhất định phải một chiêu quyết thắng. Đột nhiên, U Quỷ Thất trong mắt hơi híp, nảy ra ý hay. Hắn cũng không biết kế sách này có tác dụng hay không, càng là đối với Trác Phàm dạng này người mà nói. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không còn cách nào khác. Đánh cược một keo. Trong mắt thần quang ngưng tụ, U Quỷ Thất trong lòng thầm quát một tiếng, hai đạo trường tác đột nhiên hướng Trác Phàm vung đi. Cái này thứ đồ hư, đối lão tử đã vô dụng. Trác Phàm nhếch miệng lên, hai cái lôi vân cánh khẽ cong, đã là làm tốt phòng ngự tư thế. Đột nhiên, cái kia âm dương song tử tác tại tới gần Trác Phàm trước đó, lại là bỗng nhiên khẽ cong, cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng một đầu khác tiết ngưng hương bắn tới. Mắt thấy cái kia tứ phẩm ma bảo hướng mình đánh tới, tiết ngưng hương đã dọa đến hoa dung thất sắc. Đúng lúc này, siêu một tiếng, nương theo lấy một đạo lôi quang lóe qua, Trác Phàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng, cánh hất lên. Ba một tiếng, liền đem cái kia hai đầu trường tác đập bay ra ngoài. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế a. Thấy tình cảnh này,
U Quỷ Thất không những không giận mà còn cười, Trác Phàm a Trác Phàm, hiện tại lão phu rốt cuộc tìm được ngươi nhược điểm. Ban đầu ở Vạn Thú Sơn Mạch lúc, ngươi vô tình tự tư một mực để lão phu thật sâu kiêng kỵ. Cho nên hôm nay ngươi đến, lão phu cũng vẫn cho là ngươi là tìm đến lão phu báo thù. Nhưng là bây giờ ta mới biết được, ngươi nguyên lai là vì nàng mà đến. Phải thì như thế nào, hôm nay kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Ngươi, thủy chung đến chết, Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía hắn, thản nhiên nói. Hừ, nếu như ngươi giống ngày đó một dạng đầy đủ vô tình, lão phu còn thật đối ngươi kiêng kỵ ba phần. Nhưng là bây giờ, ngươi đã đối tiểu nha đầu này động tình, lão phu ngược lại nắm chắc thắng lợi trong tay, ha ha ha. Nói, U Quỷ Thất chân vừa bước, trong nháy mắt đi vào không trung, đối với Trác Phàm phương hướng, kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, một đạo quỷ diện hư ảnh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, phía trên còn quấn quanh lấy thê lương oan hồn. U Minh Cốc huyền giai vũ kỹ, quỷ diện ấn, Kiếm Tùy Phong gặp này, không khỏi kinh hãi, đầy mặt ngưng trọng nói, quỷ này mặt ấn cùng bình thường vũ kỹ khác biệt, là nhằm vào nguyên thần công kích, khó lòng phòng bị. Trên cơ bản thần chiếu cảnh phía dưới tu giả, gặp phải quỷ này mặt ấn đều cực kỳ khó giải quyết. Nếu là chúng chiêu, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì hình thần đều diệt. Kiếm Tùy Phong nói lời mặc dù rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào Trác Phàm trong tai. Rõ ràng là tại đề điểm hắn. Điểm này, U Quỷ Thất cũng lòng dạ biết rõ, thế nhưng là hắn lại cũng không lo lắng, cười to nói, số tiểu tử, nếu như ngươi dám né tránh, cái này quỷ diện ấn thì sẽ trực tiếp đánh vào nha đầu kia trên thân. Ta nghĩ ngươi mang theo một người, cũng không khả năng chạy qua quỷ này mặt đi. Trác đại ca, ngươi đừng quản ta, một hồi ngươi nhất định muốn né tránh. Chỉ cần ngươi cứu ta cha bọn họ, cho dù chết ta cũng cảm kích ngươi. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương vội vàng nói. Trác Phàm lại là quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía không trung U Quỷ Thất, lạnh lùng nói, nàng là ta người, có ta ở đây, ngươi thương không nàng. Tốt, vậy lão phu thì thương tổn ngươi. Ha ha ha. Cười lớn một tiếng, U Quỷ Thất bỗng nhiên chỉ về phía trước, quỷ kia mặt hư ảnh liền nương theo lấy thê lương kêu gào đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Tiết Ngưng Hương giật mình, muốn phóng đi thay hắn ngăn lại, lại là đã sớm bị Trác Phàm ngờ tới. Cánh nhất động, liền đem nàng cản tại sau lưng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, quỷ kia mặt hư ảnh chỉnh nện ở Trác Phàm trên thân. Đột nhiên, lệ quỷ chu lên, mấy ngàn nói dòng khí màu xám đem hắn đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Thê thảm kêu gào phảng phất là mấy trăm năm chưa từng ăn qua đồ vật một dạng, muốn đem người trước mặt chia ăn hầu như không còn. Tạ Thiên Dương thấy tình cảnh này, không khỏi khẩn trương, nhìn về phía Kiếm Tùy Phong. Nhưng Kiếm Tùy Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Bên trong chiêu này, liền xem như tránh thức thiên huyền cao thủ cũng không thể tránh được, huống chi là một cái đoán cốt cảnh đâu. Tiết Ngưng Hương thì là sớm đã dọa đến lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Khặc khặc khặc, số tiểu tử, trên đầu chữ sắc có cây đao, cho nên ma đạo vô tình, người động tình. Ngược lại thành ngươi nhược điểm chí mạng. U Quỷ Thất cười quái dị một tiếng, nhìn về phía cái kia bị lệ quỷ vờn quanh Trác Phàm sau lưng Tiết Ngưng Hương, tiểu nha đầu, tiểu tử này cũng là bị ngươi hại chết. Trong mắt không khỏi lắc một cái, Tiết Ngưng Hương lại nhìn về phía cái kia đã biến thành bóng người màu xám Trác Phàm, khóc càng thêm thương tâm lên. Nếu không phải là vì cứu hắn, lấy Trác Phàm tốc độ, căn bản không có khả năng bên trong một chiêu này. Trác đại ca, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Tiết Ngưng Hương khóc ròng nói. Ha ha ha, ngốc nha đầu, đừng ở lão đầu kia trước mặt khóc. Ngươi càng thống khổ, hắn càng cao hứng. Đột nhiên, cái kia một đoàn dòng khí màu xám bên trong đúng là truyền ra Trác Phàm tiếng cười khẽ. Tất cả mọi người bất giác cùng nhau trì trệ, bất khả tư nghị nhìn sang. Trác Phàm tại cái này lệ quỷ ngang dọc bên trong, thế mà còn có thể như thế mây trôi nước chảy. U Quỷ Thất càng là cả kinh kêu lên, không có khả năng, hắn nguyên thần cũng đã bị thôn vệ hầu như không còn mới đúng. Ha ha ha, bằng ngươi cái này điêu trùng tiểu kỹ liền muốn giết ta, có phải hay không quá ngây thơ, thất khiếu quỷ linh lung. Chỉ một thoáng, một nói ngọn lửa màu xanh đột nhiên từ cái này dòng khí màu xám bên trong giấy lên. Mà vừa thấy được cái này thanh viêm,
những cái kia dòng khí màu xám tựa như cùng chuột gặp mèo giống như, vội vàng lui lại, sợ bị dính vào đồng dạng. Trác Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, cái trán đốt một chút thanh quang, bên cạnh dòng khí màu xám vội vã lui tán. Trác Phàm nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Chỉ một thoáng, một cỗ hấp lực đột nhiên từ cái này thanh viêm bên trong phát ra, những cái kia dòng khí màu xám tất cả đều kêu thảm bị hút đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Trác Phàm cũng đầy đủ cảm giác được hắn nguyên thần càng cường đại một chút. Nguyên bản, Thiên Ma Đại Hóa Quyết cũng là hấp thu vạn vật làm hữu dụng công pháp. Trước kia hắn không thể hút người nguyên thần, chỉ là bởi vì hắn nguyên thần không đủ cường đại. Sợ hút người không thành, ngược lại bị đập vào, làm đến nguyên thần trọng thương. Nhưng là từ khi luyện thể luyện thần về sau, hắn nguyên thần mạnh, đã không tại thần chiếu cảnh phía dưới. Lại thêm cái này kỳ dị thanh viêm bảo hộ, cái này không quan trọng mấy cái oan hồn, trong mắt hắn chỉ là chút chất dinh dưỡng thôi. Còn những cái kia oán khí, càng bị thanh viêm thiêu đốt đến không còn sót một chút cặn. Dương mắt lần nữa nhìn về phía không trung u quỷ thất, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên một cái khinh miệt đường cong, ngươi chỉ có chút bản lãnh này a, nếu như ngươi còn không có gì trò mới xuất ra, vậy ta nhưng muốn làm thật. Làm thật, khặc khặc khặc, khác khoác lác, ngươi nói là ngươi lúc trước đều không có xuất toàn lực sao? U quỷ thất bất giác vừa sợ vừa giận. Đã kinh hãi Trác Phàm vậy mà dễ dàng như vậy liền có thể đem bọn hắn U Minh Cốc tuyệt chiêu phá giải, vừa giận Trác Phàm cái kia khinh miệt ánh mắt. Không sai, cũng là khinh miệt, Trác Phàm bây giờ nhìn hướng hắn ánh mắt bên trong, tản ra trần trụi xem thường cùng miệt thị, đây là hắn khó khăn nhất chịu đựng làm nhục. Hắn là U Minh Cốc đệ nhất trí giả, thất khiếu quỷ linh lung u quỷ thất, sao có thể khiến người ta như thế coi khinh. Thế nhưng là, giờ này khắc này. Ở đáy lòng hắn nhưng lại có một cỗ sợ giật mình chi ý. Loại cảm giác này, hắn trước kia chưa từng có, vô luận gặp phải người nào, hắn đều có nắm chắc đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là hiện tại, nhìn lấy Trác Phàm, hắn lại là sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chiêu số ra hết, y nguyên không làm gì được đối phương. Mà lại hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy, cái này tất cả mọi thứ đều tại đối phương trong dự liệu. Trác Phàm chính như mèo vờn chuột giống như, đùa giỡn hắn cái này U Minh Cốc thông minh nhất trí giả, muốn đem hắn tất cả tôn nghiêm tất cả đều tước đoạt. Cái này, là để hắn bình sinh sợ hãi nhất sự tình. Ngửa mặt lên trời im lặng cười cười, Trác Phàm lần nữa nhìn về phía không trung u quỷ thất, trên mặt trào phúng là cá nhân đều có thể nhìn ra được, thất trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ hay không đến tại mấy tháng trước, ngươi tại Vạn Thú Sơn Mạch nói chuyện với ta. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tính kế cùng thủ đoạn, đều là phí công. Trong mắt ngăn không được địa co rụt lại, u quỷ thất trong lòng lo sợ, một chút bất an chậm rãi dâng lên. Hôm nay, ta đem câu nói này y nguyên không thay đổi còn cho ngươi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lộ ra một cái tà dị tiếu dung, hướng lên trời dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, một chiêu, chỉ cần một chiêu, lão tử cầm xuống ngươi đầu. Đánh giám. Sốt cục. U quỷ thất giận không nhịn nổi địa đại hô lên âm thanh. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Trác Phàm lần này đến đây, thật sự là vì báo thù. Hoặc là nói, cứu Tiết Ngưng Hương chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn chủ yếu mục đích cũng là báo thù. Theo Trác Phàm xuất hiện bắt đầu, làm ra hết thảy, cũng là tại lần lượt đánh hắn lão gia hỏa này mặt. Để cho mình cũng cảm thụ một chút, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình cái này thất khiếu quỷ linh lung lại là cỡ nào bất lực. Chính mình trí tuệ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng qua là chuyện thiếu lâm thôi. Chính mình mưu trí, hao tổn tâm cơ, cũng không làm gì được hắn nửa phần. Trác Phàm hôm nay làm ra hết thảy, chính là cái này, đánh tan chính mình đáng tự hào nhất mưu trí. Để cho mình chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Đáng sợ tiểu quỷ, so với cái kia u quỷ thất đến, tiểu tử này độc hơn được nhiều a. Kiếm Tùy Phong nghe được lời này, cũng không khỏi đến trong lòng hoảng sợ. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỉ sợ tiểu tử này về sau là so u quỷ thất, thậm chí là cái kia Gia Cát Trường Phong, càng nhân vật đáng sợ. Nghĩ đến đây, Kiếm Tùy Phong liền càng làm sâu sắc sâu địa nhìn sang, tựa hồ muốn giải Trác Phàm nhất cử nhất động. Ai biết, cái này đáng sợ nhân vật tương lai là địch hay bạn, vẫn là quan sát rõ ràng thì tốt hơn. Không có để ý người khác ánh mắt,
Trác Phàm chỉ là chăm chú nhìn không trung u quỷ thất, trong mắt chớp động lên một tia hưng phấn. Có lẽ tất cả ma đạo tu giả đều lấy ngược người là lớn nhất khoái lạc chỗ đi. Trác Phàm trong lòng nói thầm một tiếng, cười to nói, u quỷ thất, chuẩn bị tốt, mở mang kiến thức một chút cái gì là thực lực tuyệt đối đi. Vừa mới nói xong, Trác Phàm dưới chân liền đột nhiên một bước. Đụng, như là một cái như đạn pháo, thẳng tắp hướng u quỷ thất bắn tới. U quỷ thất không dám khinh thường, âm dương song tử tác tới lui múa, giống như hai đầu rắn giống như hướng Trác Phàm quấn đi. Nhưng là Trác Phàm lại là lôi vân cánh mở ra, tại hai đầu rắn ở giữa thành thạo địa ghé qua. Âm dương song tử tác căn bản liền hắn góc áo đều không đụng tới, hắn liền đã lấn đến gần u quỷ thất trước người, nhất quyền đập tới. Ha ha ha, ngươi mắc lừa. Đột nhiên, u quỷ thất hét lớn một tiếng, trong tay áo đột nhiên thoát ra một đầu trắng đen xen kẽ xiềng xích, hướng Trác Phàm vị trí trái tim bắn tới. Lần này, ngược lại Trác Phàm đứng trước nguy cơ, không nghĩ tới a, âm dương song tử tác cũng không phải là hai đầu, còn có đầu thứ ba. Như vậy, như thế nào, hiện tại ta là thực lực tuyệt đối, người bất luận cái gì mưu kế đều không dùng chỗ, bao quát người cái kia một mực lưu đến bây giờ át chủ bài. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, chỉ một thoáng, một vệt kim quang bỗng nhiên theo Trác Phàm thể nội bay ra, chính là bị kim cương lưu xa đoán thể thành công huyết anh. Giờ này khắc này, cái kia huyết anh đã hóa thành thực thể, căn bản chính là một kiện ngũ phẩm ma bảo. Xoay tròn lấy hóa thành một đạo gió xoáy hướng cái kia đen trắng xiềng xích bay đi. Phốc! Vừa mới đụng vào nhau, cái kia xiềng xích căn bản không kịp trở lên huyết anh một chút, liền triệt để bị huyết anh đụng thành toái phiến. Đón lấy, cái kia huyết anh theo xiềng xích một đường đụng tới. Sau cùng đụng vào u quỷ thất cánh tay, nhưng là nó vẫn không có đình chỉ. Siêu! Giống như bầu trời đêm xẹt qua sao băng, một vệt kim quang từ u quỷ thất bên tai lướt qua. U quỷ thất khẽ giật mình, hướng chỗ đó nhìn qua, lại là thình lình phát hiện, cũng là trong chớp nhoáng này công phu, hắn chỉnh cánh tay đã tại cái kia huyết anh xoay tròn quá trình bên trong quấy thành thịt nát, nương theo lấy cái kia xiềng xích mảnh vụn, bay về phía không trung. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn bây giờ mới biết, Trác Phàm trong miệng nói tới thật là thật, hắn lúc trước xác thực không có suốt toàn lực. Bây giờ kiến thức đến máu này anh lực lượng, u quỷ thất đã trong lòng hoảng hốt. Thế mà, đần độn u mê địa mất đi một cánh tay, hắn lại là không kịp đi cảm thụ cái kia lo lắng đau đớn. Bởi vì Trác Phàm một quyền kia, cũng đã đi tới. Số tiểu tử, người thật cho là có thể một chiêu giết lão phu sao? Giờ này khắc này, hắn đã biết không chết không thể, bởi vì vì thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Thế nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Trác Phàm một chiêu tới chết, để Trác Phàm tiên đoán trở thành sự thật. Nếu không lời nói, hắn thật sự chết không nhắm mắt. Hiện tại hắn chiến đấu duy nhất mục đích, chính là vì chính mình vinh dự mà chiến. Hưu, một cái lóe ngân quang dao ngắn đột nhiên từ trong tay áo thoát ra, tam phẩm ma bảo ngư chàng đâm không phải đi đâm Trác Phàm muốn hại, mà là đi đâm hắn vung tới cái kia quyền đầu. Chỉ cần cái kia quyền đầu bị ngăn cản, coi như mình chết, cũng không phải một chiêu tới chết. Nếu như hắn hiện tại cái này ý nghĩ bị người khác biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ tới, U Minh Cốc thông minh nhất trí giả, U Quỷ Thất sau cùng ra chiêu động cơ, lại không phải vì cầu sinh, mà chỉ là vì một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Đây là bị bước đến như thế nào tuyệt cảnh, mới có thể xuất hiện tình huống. Thế nhưng là dù vậy, Trác Phàm cũng tuyệt không chừa cho hắn sau cùng một tia tôn nghiêm. Siêu! Nhất quyền thẳng tắp hướng về phía trước đánh tới, Trác Phàm không chút do dự. U quỷ thất ngư chàng đâm chính đâm đến hắn cái kia trên nắm tay, u quỷ thất trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng vừa mới nhếch lên, tựa hồ lại có chút hứa hy vọng. Đột nhiên, đinh một tiếng vang giòn phát ra, cái kia tam phẩm ma bảo ngư chàng đâm đúng là thình lình nứt thành hai đoạn, Trác Phàm một quyền kia không trở ngại chút nào địa lọt vào u quỷ thất lồng ngực. Phốc, u quỷ thất thân thể lắc một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trác Phàm, lẩm bẩm nói, ngươi. Mẹ hắn đến cùng là quái vật gì a? Hừ, cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử hiện tại cường độ thân thể có thể so với ngũ phẩm ma bảo. Ngươi cái kia tam phẩm ma bảo, căn bản thương tổn không ta. Đến mức lão tử vì sao biến thành dạng này? Ánh mắt khẽ híp một cái,
Trác Phàm tựa hồ lại nhớ lại cái kia luyện thể lúc mọi loại đau đớn, trong mắt không khỏi lóe qua một đạo hận ý mãnh liệt, mẹ hắn, đây còn không phải là bái ngươi ban tặng. Gầm lên giận dữ, Trác Phàm đột nhiên nhất quyền bỏ rơi. Cái kia u quỷ thất tựa như một viên sao băng giống như nện tới trên mặt đất, đem mấy cái nhà ngói trong chớp mắt nện thành toái phiến. Máu tươi càng không ngừng theo trong miệng hắn phun ra, u quỷ thất song đồng mãnh liệt chừng lấy không trung Trác Phàm, trong mắt trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có một tia mờ mịt. Người biến thành bộ này quái vật thân thể, cùng lão phu có quan hệ gì a? Nghĩ như vậy, u quỷ thất nghiêng đầu một cái, triệt để không có khí tức. Hai cái tròng mắt, y nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm, chết không nhắm mắt. Vân giữa không trung, Trác Phàm triển khai hai cái lôi rực, như cùng thượng cổ ma thần giống như sừng sững không ngã. Trong tay hắn nắm lấy một cái đẫm máu trái tim, hiện tại còn đang không ngừng mà nhảy lên. Nhưng là quả tim này chủ nhân, dĩ nhiên đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Sau cùng thời khắc hấp hối trong hai con ngươi, đã là hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ bố trí đầy. Tại chỗ tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia trên 9 tầng trời Trác Phàm, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cho nên ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Một cỗ kinh khủng không khí, tại tất cả U Minh Cốc hộ vệ trái tim lan tràn. Một chiêu, thật chỉ là một chiêu, liền đem khiến tất cả gia tộc kiêng kỵ U Minh Cốc đệ nhất trí giả, thất khiếu quỷ linh lung, U quỷ thất cho giết chết. Cái này sao có thể? Tạ Thiên Dương cũng đồng dạng bất khả tư nghị nhìn lấy Trác Phàm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cho dù là kiếm hầu phủ bảy kiếm lão kiếm Tùy Phong, ngước nhìn cái kia không trung thiếu niên, cũng là không khỏi trong lòng sợ hãi. Thật là một cái đáng sợ, quái vật, kiếm Tùy Phong khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói. Không có để ý người khác ánh mắt, Trác Phàm nhẹ buông tay, viên kia còn đang nhảy nhót trái tim liền từ trên không trung rằng rạc rơi xuống. Ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Nhưng là cái này một ngã, lại là để mọi người tâm lần nữa siết chặt. Nhìn lấy cái kia còn tại hơi hơi chập trùng trái tim, tất cả mọi người bất giác vững vàng ngừng thở, trong lòng lo sợ. Chậm rãi liếc nhìn tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút, Trác Phàm cái kia băng lãnh ánh mắt chỗ đảo qua vị trí, mọi người tất cả đều không tự giác địa cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy không thôi. Sợ bị cái này quái vật đáng sợ chằm chằm thượng, hạ một cái mất mạng chính là mình. Nhưng là Trác Phàm đảo qua một vòng về sau, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói tiểu tử này thật đúng là chạy trốn chuyên gia, lại bị hắn chạy mất. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên hướng phía dưới lao xuống. Mọi người không khỏi kinh hãi, gào lên một tiếng, tất cả đều tứ tán né ra. Thế nhưng là, Trác Phàm lại cũng không định đuổi theo bọn họ, mà chính là trong nháy mắt đi vào Tiết Ngưng Hương bên người, ôm nàng lên. Tiết Ngưng Hương không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, đã là tại hắn trong lồng ngực thẳng lên vân không, hóa thành một đạo lôi quang, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chờ một lúc, Thanh Minh Thành bên ngoài nhỏ núi rừng ở giữa, một đạo lôi quang nổ vang, Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương từ trên trời giáng xuống. Trác Phàm chậm rãi đem nàng phóng tới mặt đất, Tiết Ngưng Hương thì là không hiểu nhìn về phía hắn. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói, chúng ta lúc trước nói tốt. Người dẫn đường cho ta, ta mang ngươi ra khỏi thành. Hiện tại, ta đã thực hiện ta lời hứa. Nơi này chính là ngoài thành. Tiết Ngưng Hương nghe được lời này, không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhìn khắp bốn phía, thật sâu hút mấy cái không khí, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có nụ cười, đã lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên đi ra. Ta rốt cục ra khỏi thành. Tiết Ngưng Hương cười lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Trác Phàm. Gương mặt một đỏ, khẽ vuốt cằm nói, cảm ơn ngươi, Trác đại ca. Không có gì, đây vốn chính là chúng ta ước định tốt. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa thật sâu nhìn Tiết Ngưng Hương liếc một chút, sâu xa nói, Ngưng Nhi, cũng có lẽ bây giờ, chúng ta là cái kia chính thức nói tạm biệt thời điểm. Ngươi muốn đi, Tiết Ngưng Hương giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm Trác Phàm ánh mắt, trong mắt đầy vẻ không muốn chi sắc, ngươi muốn đi đâu. Lắc đầu, Trác Phàm thở dài, không biết, tóm lại ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Tìm kiếm xét đánh Hạp Thiên Đế di tích, vì Lạc gia tìm cường giả trợ trận, đây đều là trước mắt hắn cấp thiết nhất làm sự tình. Tuy nhiên hai chuyện này, hắn cũng không biết cái kia đi nơi nào hoàn thành. Nhưng là, hắn phải đi làm, nhất định phải càng không ngừng tìm kiếm.
Nhìn ra Trác Phàm mắt bên trong vẻ kiên định, Tiết Ngưng Hương biết giữa chẳng được hắn, sau đó khiếp khiếp nói, Trác đại ca, cái kia. Người có thể hay không mang ta cùng đi? Không được, Trác Phàm kiên định lắc đầu, nói, lấy thực lực ngươi, theo ta sẽ rất nguy hiểm. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương không khỏi bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu, giữ im lặng. Nàng biết nàng thực lực yếu, theo Trác Phàm chỉ là hắn vướng víu mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng cái đầu nhỏ nói, huống hồ, ngươi còn có người nhà muốn chiếu cố. Hiện tại các ngươi Tiết gia đắc tội U Minh Cốc, chính cần một cái chỗ dựa thay các ngươi chỗ dựa. Kiếm Hầu Phủ là cái lựa chọn tốt, Tạ Thiên Dương tiểu tử kia khẩu khí không nhỏ, tại Kiếm Hầu Phủ bên trong nghĩ đến địa vị không thấp. Hắn như thay các ngươi nói chuyện, các ngươi che chở tại Kiếm Hầu Phủ phía dưới, nhất định không có vấn đề. Mãnh liệt nâng lên đầu, đi qua Trác Phàm đề điểm về sau, Tiết Ngưng Hương mới rõ ràng gật đầu. Hiện tại nàng đầu tiên muốn làm, cần phải là thay gia tộc an nguy cân nhắc. Lại làm sao có thể như thế tự tư, vì cùng Trác đại ca lưu lạc chân trời, mà không người cố ra tình cảnh, thực sự quá bất hiếu. Nghĩ tới đây, Tiết Ngưng Hương trên mặt không khỏi lóe qua một đạo vẻ xấu hổ, nhưng là lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, lại có chút không muốn. Ha ha ha, ta đi, tiểu muội muội. Trác Phàm sau cùng lại vỗ vỗ Tiết Ngưng Hương vai, khẽ cười một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Tiết Ngưng Hương nhìn lấy Trác Phàm càng ngày càng xa xôi bóng lưng, nước mắt ngăn không được địa từng viên rơi xuống, đột nhiên hô lớn, Trác đại ca, chúng ta lúc nào gặp lại. Lôi Linh Phòng bị lần nữa lập lòe lúc, chính là chúng ta gặp mặt thời khắc. Trác Phàm đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay, trên tay Lôi Linh Phòng bị cùng Tiết Ngưng Hương đồng thời phát ra sáng chói lôi quang. Một phương diện khác, U Quỷ Thất bên cạnh thi thể, Kiếm Tùy Phong nhìn lấy cái này để hắn gãy mất ba ngón tay đại cừu nhân, bị chết thê thảm như thế. Trong lòng không khỏi thoải mái sau khi, còn tràn đầy thổn thức chi ý. Ai, U Quỷ Thất, nghĩ ngươi tại cái này Thiên Vũ Đế Quốc cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, nghĩ không ra lại rơi đến kết quả như vậy, quả thật đáng tiếc thật đáng buồn a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Kiếm Tùy Phong nhìn khắp bốn phía. Những cái kia U Minh Cốc hộ vệ đã sớm bị Trác Phàm dọa đến tứ tán chạy tán loạn, cho nên ngay cả bọn họ trưởng lão thi thể đều không muốn. Chỉ để lại U Quỷ Thất một bộ băng lãnh thi thể, nằm tại cái này thê thê thảm thảm ưu tư địa bi thương chi địa phía trên. Gió lạnh thổi qua, cuốn lên hắn mấy cây tản mát tóc trắng. Hắn hai mắt vẫn như cũ mở to lấy, chỉ là bên trong không có trước kia thâm thúy, còn lại chỉ có một mảnh lỗ trông a. Tạ Thiên Dương vẫn như cũ nâng cao lấy cổ, nhìn lấy Trác Phàm cái kia biến mất phương hướng, rất lâu mới thở dài, có chút ê ẩm mà nói, Trác Phàm tên vương bát đản này, giết U Quỷ Thất thì được chứ, làm gì còn đem Ngưng Nhi cho mang đi. Thiên Dương, đem bọn hắn cứu được, chúng ta lập tức dẫn bọn hắn hồi Kiếm Hầu Phủ cứu chữa. Về sau, Tiết gia chính là ta Kiếm Hầu Phủ phụ thuộc gia tộc. Đột nhiên, Kiếm Tùy Phong nhất chỉ những cái kia chữ thập trên mặt cọc gỗ người Tiết gia. Lớn tiếng nói. Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt hiện ra một mảnh ý mừng, cái này chính theo ta ý a, thất trưởng lão, nghĩ không ra ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ngưng Nhi người nhà, ta tự nhiên muốn liều mình đi cứu. Hừ, người nào theo ngươi tiểu tử thúi này nghĩ đến một khối. Kiếm Tùy Phong lạnh hừ một tiếng, trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, vừa mới tiểu quái vật kia thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng nhìn đến. Ai ngờ ngày sau, hắn hội mạnh đến loại tình trạng nào? Đã hắn là vì cứu những người này mà đến, chúng ta không bằng làm thuận nước song thuyền, về sau cũng tốt kết giao một phen. Nếu không lời nói, ngày sau nếu là địch, chúng ta cũng có thể bắt bọn hắn làm con tin, cũng tốt đối phó tiểu tử kia. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi. Cát, nguyên lai cứu trợ Tiết gia không phải xem ở lão tử phần phía trên. Vẫn là xem ở Trác Phàm tiểu tử thúi kia phân thượng mới làm a, đến tột cùng ai mới là Kiếm Hầu Phủ đệ tử hạch tâm a. Cái này nếu để cho Ngưng Nhi biết, lão tử mặt mũi cái kia đặt ở nơi nào. Trong lòng một trận oán thầm, nhưng Tạ Thiên Dương y nguyên chiếu vào Kiếm Tùy Phong lời nói đi làm, dù sao hắn thực tình là muốn giúp Tiết Ngưng Hương bận bịu. Thế nhưng là, người nào cũng không có chú ý tới, ngay tại cách U Quỷ Thất thi thể 500 mét không đến một cái tối tăm trong góc. U Minh toàn thân run rẩy co do thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
trong lòng của hắn e ngại Trác Phàm, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn bởi vậy lần nữa tăng thêm rất nhiều. Chỉ sợ cả đời này, cái tâm ma này đều không thể lại đi chỗ. Hắn nãi nãi, cái thứ ba, lão tử theo ngươi cái gì thù cái gì oán niệm, lão tử đi đến chỗ nào, ngươi giết đến chỗ nào. Lần trước ngươi thì giết chúng ta hai cái trưởng lão, lần này càng là đem lão tử sư phụ đều giết ha. Đáng chết quái vật, U Minh khẽ cắn môi, trong lòng một trận hung ác mắng. Nhưng là vừa nghĩ tới Trác Phàm cái kia lạnh lùng khuôn mặt, hắn liền ngăn không được lạnh run, sau đó thật sâu đem đầu chôn đến trong đũng quần. Càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, đều sắp bị bức điên. Một tháng sau, đế đô hoàng thành trong hậu hoa viên. Hai cái lão nhân ngay tại một gian trong lương đình đánh cờ, bên trong một người thân mang áo mãng bào màu vàng óng, tóc mai điểm bạc, trong đôi mắt già nua vẩn đục thỉnh thoảng có tinh quang phun trào, chính là Thiên Vũ đế quốc hoàng đế. Một người khác râu dài tung bay, tóc bạc mặt hồng hào, toàn thân khí thế ngưng mà không phát. Xa xa nhìn qua còn tưởng rằng là cái phổ thông lão giả. Nhưng là trong cung tất cả hộ vệ nhìn về phía hắn ánh mắt, lại đều tản ra vẻ kính sợ. Ba ba ba. Nương theo lấy hoa viên côn trùng kêu vang chim khóc thanh âm, từng hạt quân cờ rơi xuống, đúng là lộ ra cực kỳ địa dễ nghe êm tai. Đột nhiên, một tiếng giống như ngốc heo giống như gào rú tại chỉnh hoa viên vang lên, lại là trong khoảnh khắc phá hư tuyệt vời này không khí, phụ hoàng, không tốt, ra đại sự. Một bộ nặng hơn 400 cân đại nhục cầu, cố hết sức hướng hoàng đế bên này chạy tới. Hắn mỗi thực sự một bước, đều chấn động đến toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng run rẩy, tính cả cái kia bàn cờ đều tại phanh 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 địa nhảy tới nhảy lui, quân cờ càng là nhảy đến tới lui lệch vị trí. Bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, hoàng đế nhìn về phía đối diện lão giả, cười khổ một tiếng. Mà lão giả kia cũng là khẽ vuốt một chút chòm râu, gật đầu cười cười, không để ý chút nào. Thông nhi, chấm không phải đã sớm nói qua cho ngươi, gặp chuyện phải tỉnh táo. Huống hồ, ngươi không thấy được chấm đang cùng Tư Mã tiên sinh đánh cờ sao? Là, hoàng nhi biết sai. Người tới chính là đế quốc tam hoàng tử Vũ Văn Thông, đi vào hoàng đế trước người, lập tức hướng hoàng đế cùng lão nhân kia bái bai, mới giơ lên tay áo chà chà trên hai má mồ hôi, hiển nhiên là vô cùng lo lắng chạy tới. Nói đi, chuyện gì? Hoàng đế giơ lên một quân cờ, tiếp tục đánh cờ, nhìn cũng không nhìn Vũ Văn Thông liếc một chút. Hít sâu một hơi, Vũ Văn Thông nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, mới một mặt nghiêm túc nói, khởi bẩm phụ hoàng, ra đại sự. U Minh Cốc thất trưởng lão, một tháng trước bị người giết. Ba tức. Hoàng đế con cờ trong tay một cái không có cầm chắc, ngã xuống đến trên bàn cờ, hai cái tròng mắt không khỏi hung hăng co lại. Mà đối diện Tư Mã tiên sinh. Cũng là không khỏi mi đầu lắc một cái, mặt hiện vẻ kinh dị. Ai làm? Hoàng đế chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Vũ Văn Thông, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nhìn hai bên một chút, gặp không có người ngoài tại chỗ, Vũ Văn Thông mới cẩn thận từng ly từng tí nói, chính là ta từng đề cập với ngài cái kia Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Một tháng trước, hắn tại Thanh Minh Thành không biết nổi điên làm gì, lại đem U Minh Cốc thất trưởng lão tại trước mắt bao người cho giết. Hơn nữa còn tuôn ra đại mãnh tài liệu, liền U Minh Cốc tại Phong Lâm Thành chết cái kia hai cái trưởng lão, cũng là bị hắn xử lý, Tiềm Long các căn bản chính là tại thay hắn mang tiếng oan. Cái gì, một tên tiểu quỷ liền giết U Minh Cốc tam đại trưởng lão, có một cái vẫn là bọn hắn bảo bối U Quỷ Thất, thật là có dũng khí. Cái kia Tư Mã tiên sinh nghe được cũng là cả kinh, đảo mắt nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ, sự kiện này nên xử trí như thế nào a? Ánh mắt khẽ híp một cái, hoàng đế khóe miệng vạch ra một cái như có như không mỉm cười, tiếp tục cầm lấy quân cờ, phóng tới trên bàn cờ, nếu là bảy thế gia ở giữa ân oán, chấm sẽ còn đau đầu một chút. Có thể là đối với sự kiện này, cái kia U Vạn Sơn cũng không có mặt đến chấm nơi này cáo trạng. Liền từ bọn họ đi thôi, bất quá, Lạc gia đầu kia muốn an bài tốt, đừng cho bọn họ đối Lạc gia ra tay. Chấm viên này Minh Châu, lập tức liền muốn hiển lộ tài năng. Ha ha ha. Ba. Hoàng đế hung hăng đem một quân cờ áp trên bàn cờ, trong mắt tinh quang phun trào. Vũ Văn Thông thật sâu nhìn hoàng đế liếc một chút, khom người lĩnh mệnh lui ra. Đế đô thừa tướng phủ. Thừa tướng Gia Cát Trường Phong chính nhàn nhã ngồi tại một trương trên ghế bành,
hai con người khép hờ, trước sau lúc lắc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, đi vào trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói vài câu. Gia Cát Trường Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt đều là vẻ chấn động, tiếp lấy hai mắt nhíu lại, dường như đang làm cái gì dự định, thở dài nói ai, xem ra bảy nhà Thăng Bằng muốn bị đánh vỡ, lão phu cái kia nhanh chóng chuẩn bị mới là. Vừa mới nói xong, Gia Cát Trường Phong lần nữa hơi khép hai mắt, nằm tại cái kia dao động trên mặt ghế. Đế Đô Tế Tự Phủ. Một vị tóc trắng tung bay lão giả theo một người áo đen trong tay tiếp nhận một tờ giấy nhỏ, triển khai nhìn một chút về sau, mí mắt bất giác run run. Tiếp lấy liền phất phất tay, để người áo đen kia lui ra. Chậm rãi cất bước, lão nhân nện bước già nua tốc độ đi vào quan tinh đài, ngóng nhìn vô hạn tinh không, trong mắt đều là thương xót chi sắc, mê hoặc thủ tâm, thiên hạ đại loạn. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Ai, xem ra thiên hạ này muốn đổi chủ nhân, hy vọng không muốn sinh linh đổ thán mới tốt. Cùng một thời gian, Tiềm Long Các trong tổng bộ. Các chủ Long Giật Phi đang cùng mấy cái tên trưởng lão khai hội, trong bữa tiệc còn có hai người trẻ tuổi, chính là Long Quỳ cùng Long Kiệt. Ngay tại 7 ngày trước, bởi vì bọn hắn biểu hiện xuất sắc, Long Giật Phi chính thức tuyên bố bọn họ có thể dự thính trưởng lão hội nghị, điều này không khỏi làm hai người bọn họ tiểu bối mừng rỡ. Gần nhất, Tiểu Kiệt cùng Tiểu Quỳ hai người, biểu hiện được đều rất không tệ a. Ta muốn chắc là có thể cho bọn họ đi đại trưởng lão bên kia tăng cường tu vi, sau đó tu luyện chúng ta ra truyền huyền giai vũ kỹ. Hội nghị kết thúc, Long Giật Phi thật sâu nhìn cái kia hai cái tiểu gia hỏa liếc một chút, cười nói. Hai người kia nghe xong, không khỏi đại hỉ. Thế nhưng là tam trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai đứa bé này xác thực tiến bộ không nhỏ, nhưng là so với hắn sáu nhà những thiên tài kia đệ tử tới nói, chỉ có thể coi là trung thượng thôi. Nào có, tam trưởng lão khác quá coi thường chúng ta đều sắp đột phá đoán cốt cảnh. Long Quỳ không phục địa dương dương đầu, Long Kiệt lại là nhếch miệng, thừa nhận nói, tam trưởng lão nói đúng, nghe nói kiếm hầu phủ Tạ Thiên Dương tại 3 năm trước đây liền đã là đoán cốt cảnh cao thủ, chúng ta cùng bọn hắn kém đến thực sự quá xa. Tiểu Kiệt ngược lại là khiêm tốn không kiêu ngạo, ngày sau tất có một phen làm. Thần nhãn Long Cửu hài lòng gật đầu. Trên bả vai hắn đứng vững một cái màu đen quạ đen, chính là Trác Phàm đưa cho hắn thôn vệ quỷ nha. Vừa nhìn thấy nó, Long Cửu trong mắt liền có một cỗ ôn nhu lưu động. Nếu như các ngươi hai cái này tiểu quỷ, có ta cái kia Trác huynh đệ một nửa tài năng, hiện tại liền có thể tu luyện chúng ta Tiềm Long Các gia truyền huyền giai vũ kỹ. Hừ, Cửu thúc, ngươi làm gì lại xách hắn? Long Quỷ bất mãn bĩu môi. Tựa hồ không nguyện ý nghe đến Trác Phàm tên giống như, tiểu tử kia cuồng vọng tự đại, còn không muốn thêm vào chúng ta Tiềm Long Các. Cho dù có điểm tiểu tài năng, về sau cũng tất nhiên không có gì thành tựu, chúng ta sớm muộn hội siêu việt hắn. Thế mà, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, một tên người áo đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, quỳ sát trình lên một phong thư tín, khởi bẩm cốc chủ, phía trước cấp báo truyền đến. Đem cái kia thư tín cầm lấy, tam trưởng lão phất phất tay, người kia liền lui ra. Tiếp lấy tam trưởng lão mở ra thư tín nhìn một chút, đột nhiên trong mắt ngưng tụ, tấm kia thư tín nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thế nào, tam ca, xảy ra chuyện gì? Long Cửu giật mình, vội vàng đem cái kia thư tín nhặt lên, hắn trả theo chưa có xem tam trưởng lão thất thố như vậy qua. Nhưng khi hắn nhìn qua nội dung về sau, cũng là trong mắt ngăn không được địa co rụt lại. Chỉ có một con mắt bên trong rất nhanh liền tràn ngập nước mắt. Hảo huynh đệ, Cửu ca lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Đây đều là làm sao? Long Giật Phi nhướng mày, giống như người khác, đều là đầy mặt vẻ mờ mịt. Sau đó ngay lập tức đem cái kia thư tín túm lấy, nhìn kỹ một chút. Đón lấy, hắn cũng là mi đầu ngăn không được lắc một cái, không tự chủ được kêu lên sợ hãi, U Minh Cốc cái kia u quỷ thất. Lại bị Trác Phàm cho giết chết tại Thanh Minh Thành bên trong. Mọi người cùng nhau giật mình, đầy mặt kinh hãi chi sắc. U quỷ thất đại danh, bọn họ người nào chưa từng nghe nói. Có thể nói là các đại thế gia đau đầu nhất nhân vật, riêng là Long Cửu, hắn tử lôi kim nhãn chỗ lấy bị đoạt, cũng là u quỷ thất một tay sách lược. Thế nhưng là đáng sợ như thế nhân vật, cũng là bị Trác Phàm cho đánh giết, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Riêng là Long Quỳ cùng Long Kiệt,
Bọn họ tự nhiên nghe qua U Quỷ Thất đại danh, đó là để Tiềm Long các trưởng lão đều kiêng kỵ nhân vật. Nhưng chính là như vậy tồn tại, vẫn là chết tại Trác Phàm trên tay. Chỉ một thoáng, bọn họ cảm thấy cùng Trác Phàm chênh lệch, đã có ngày hố có khác. Ha ha ha, làm tốt lắm, Long Giật Phi cười lớn một tiếng, nhìn về phía tất cả trưởng lão nói, xem ra bản các chủ lúc trước lựa chọn là đúng, tiểu tử này quả nhiên là nhân trung Long Phượng A. Như vậy, chúng ta đối Lạc Gia viện trợ chắc là tăng lớn, đồng thời phái người bảo hộ Lạc Gia an nguy, mọi người sẽ không còn có người phản đối đi. Nghe được lời này, tất cả trưởng lão, cùng nhau gật đầu. Cho dù là lúc trước phản đối Long Giật Phi cùng Trác Phàm kết minh, cảm thấy cái này có sai lầm bảy thế gia tôn nghiêm người, hiện tại cũng là lại không lời oán giận. Ai bảo Trác Phàm cầm tới cái kia U Quỷ Thất đầu đây, đây chính là bọn họ tại chỗ tất cả mọi người làm không được sự tình. Cũng liền tại cái này cùng thời khắc đó, đại lục các gia tộc đều thu đến cái này cùng một cái tin tức. Trừ chấn kinh sau khi, chính là vui mừng hớn hở, đồng thời, Trác Phàm tên cũng bị tất cả gia tộc cao tầng chỗ nhớ kỹ. Qua chiến dịch này, Trác Phàm danh chấn thiên hạ. Một tòa yên tĩnh tiểu sơn cốc, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt lộ ra một cái chật hẹp giao lộ, nhiều năm chiếu không tới ánh sáng mặt trời. Chung quanh nó luôn luôn bị hơi mỏng vũ khí bao phủ, âm lãnh ẩm ướt, là các loại độc trùng thử nghĩ ẩn hiện tấp nập nhất chi địa. Bất quá, chính là bởi vì cái này kỳ dị thiên địa chi thế, mới làm đến trong cốc mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo. Rất nhiều người làm được đến bên trong dược tài mạo hiểm nhập cốc, lại phần lớn mất đi tính mạng, oan hồn trong cốc xoay quanh không rời, làm đến trong cốc càng thêm âm lãnh lên. Bởi vậy, mọi người xưng là U Minh Cốc. Nhưng là, ngay tại ngàn năm trước, một đám cường giả lại là tìm tới cái này quỷ dị mới, đem nơi này chế tạo thành bọn họ đặt chân địa. Đồng thời, còn bố trí xuống cấp 5 trận thức, làm đến cái này nhất tà đất khách mới càng thêm dễ thủ khó công. Bọn họ chính là Thiên Vũ Đế Quốc, ngự hạ bảy thế gia một trong, U gia người. Những người sau này trực tiếp lấy sơn cốc này danh hào, gọi chung cái này cùng hoàng thất sánh vai mạnh nhất gia tộc. Đến tận đây, U Minh Cốc, bị các đại thế gia chỗ tôn sùng. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại U Minh Cốc bên trong một cái cự phòng hội nghị lớn bên trong, cốc chủ U Vạn Sơn lại là mặt giận dữ ngồi tại chủ vị. Hắn hai bên đều ngồi đợi một hàng lão giả. Cùng sở hữu 12 cái chỗ ngồi, cũng chỉ có 9 người. Còn có 3 chỗ ngồi lại là lẻ loi trơ trọi, trống rỗng. Vừa nhìn thấy cái kia giống tuyết địa phương, U Vạn Sơn trong mắt liền ngăn không được tản mát ra sát ý ngút trời. U Minh, U Vạn Sơn trầm thấp tiếng nói, như một đầu phẫn nộ như sư tử, trầm giọng nói, ngươi nói là, chúng ta U Minh Cốc 3 vị trưởng lão, đều là bị tiểu tử kia giết. Lạnh không khỏi đánh cái run rẩy. U Minh không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là bò lổm ngổm thân thể run rẩy nói, đệ tử không dám lừa gạt cốc chủ, giản trưởng lão, vân trưởng lão, còn có sư phụ ta thất trưởng lão, bọn họ xác thực đều là chết tại cái kia Lạc Gia quản gia Trác Phàm chi thủ. Đồ hỗn trướng, U Vạn Sơn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mắng to, đã ngươi biết rõ giản trưởng lão bọn họ chết tại tiểu tử kia trong tay, vì sao không còn sớm báo cáo. Cốc chủ tha mạng, không phải đệ tử không báo, mà chính là sư phụ không cho a. Sư phụ lão nhân gia ông ta nói, sự kiện này quá kỳ quặc, coi như nói ra cũng không có người tin tưởng, không bằng không nói tốt. Chờ hắn tìm một cơ hội, đi đem cái kia Trác Phàm trừ rơi là được. Thế nhưng là không nghĩ tới, sư phụ còn không có động thủ, cái kia Trác Phàm đã là đánh tới cửa, sau cùng. Nói đến đây, U Minh đã là hoàn toàn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không ra lời. Còn lại trưởng lão nhẹ liếc nhìn hắn một cái, đều là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Cái gọi là ma đạo vô tình, đã tiểu tử này thân là ma đạo tu giả, như thế nào lại có nhiều như vậy vô vị cảm tình. Hắn làm như thế, chỉ là diễn tràng hí cho bọn hắn nhìn, tốt giảm bớt hắn chịu tội thôi. Bọn họ những lão gia hỏa này tâm lý đều hết sức rõ ràng, nhưng lại không chỉ ra. Huống hồ, sự kiện này cũng không thể chỉ trách hắn. Đất khách chỗ chi. Đổi thành bọn họ, cũng chỉ có làm như thế. Nếu không, nhất định sẽ bị người nói thành là ăn nói bừa bãi, lấy việc công làm việc tư, muốn mượn dùng gia tộc lực lượng đi báo thù riêng. Dù sao, nếu không phải nhiều người như vậy đều tận mắt thấy Trác Phàm giết U Quỷ Thất lời nói. Ai có thể nghĩ tới,
một cái vừa mới đột phá đoán cốt cảnh tiểu quỷ hội có năng lực giết đến thiên huyền cảnh trưởng lão đâu. Cốc chủ, U Minh đứa nhỏ này tuy có khuyết điểm, nhưng cũng tình thế bất đắc dĩ, không thể trách hắn. Hiện tại, chúng ta đầu tiên muốn làm là, cái kia muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Lúc này, ngồi ở bên phải vị trí đầu não một cái tóc trắng khăn choàng lão giả chậm rãi đứng lên, trong mắt chớp động lên từng tia tinh quang, thiên vũ đế quốc các đại thế gia hiện tại đều nhìn chằm chằm chúng ta đây, muốn là chúng ta đảm nhiệm tiểu tử kia nhởn như ngoài vòng pháp luật, cái này khiến người trong thiên hạ làm sao nhìn. Chúng ta thì muốn trở thành đế quốc lớn nhất chuyện cười lớn, những cái kia phụ thuộc tại chúng ta phía dưới tiểu gia tộc, cũng sẽ cách chúng ta mà đi. Thật sâu hít một hơi. U Vạn Sơn chau mày, trong đôi mắt lóe qua nồng đậm sát ý, đại trưởng lão nói có lý, chúng ta sao có thể để tiểu tử kia lại nhanh như vậy sống sót. Hắn không phải Lạc gia quản gia à, vậy chúng ta trực tiếp tìm Lạc gia tính sổ sách. Cốc chủ, không thể. Đột nhiên, U Vạn Sơn vừa dứt lời, một đạo nặng nề thanh âm chính là vội vã hô lên. U Vạn Sơn quay đầu nhìn qua, đã thấy thanh âm nơi phát ra chỗ là một cái đầu đầy đen nhánh tóc dài lão nhân. Cùng đại trưởng lão chính đối ngồi đấy, đúng là hắn tay trái vị trí đầu não vị trí. Mi đầu khẽ nhíu một cái, U Vạn Sơn hừ lạnh nói, nhị trưởng lão lời ấy ý gì? Chẳng lẽ có người đánh chúng ta mặt, giết chúng ta người, chúng ta còn tính không được sổ sách sao? Vậy chúng ta U Minh Cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cốc chủ bớt giận, lão phu cũng không phải là ngăn cản cốc chủ tính sổ sách. Chỉ là... trầm ngâm một chút. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, cốc chủ có thể từng nhớ đến, gần một năm trước hoàng đế đã đối với chúng ta bảy nhà hạ cấm lệnh, không cho phép ta nhóm bước vào Phong Lâm Thành một bước. Hiện tại chúng ta như công khai chống lại, chỉ là rơi xuống mượn cớ, cho hoàng thất đả kích chúng ta cơ hội. Lão nhị nói có lý, hiện nay xác thực không nên công khai cùng hoàng thất làm trái lại. Mà lại gần nhất có tình báo truyền đến, hoàng thất cùng Tiềm Long các cao thủ đều tại Phong Lâm Thành phụ cận bồi hồi. Sợ là chúng ta lần này đi Phong Lâm Thành, chính là bên trong bọn họ tính. Đại trưởng lão cũng nhìn ngay lập tức hướng U Vạn Sơn, khuyên giải nói. Tới lui nhìn hai vị trong cốc lớn nhất đức cao vọng trọng trưởng lão liếc một chút, U Vạn Sơn tại chỗ bồi hồi rất lâu, khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng nói ai, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Liếc nhìn nhau, hai vị trưởng lão an ủi râu bạc trắng. Đều là trầm mặc không nói. Thấy tình cảnh này, U Vạn Sơn lần nữa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn là thất trưởng lão vẫn còn, vì sao lại có loại phiền toái này sự tình. Ai, đáng giận tiểu tử, hết lần này tới lần khác đem lão phu trọng yếu nhất cố vấn cho giết. Nhìn lão phu bắt được ngươi, không đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nhìn lấy tất cả mọi người ngưng lông mày khổ tư bộ dáng, dưới đáy quỷ sát U Minh không khỏi đi loanh quanh con ngươi. Nhát gan nói, khởi bẩm cốc chủ, tha thứ đệ tử cả gan, có một kế dâng lên. Hừ, trưởng lão hội nghị nào có ngươi xen vào phần, lăn xuống đi. U Vạn Sơn nhướng mày, cũng không nhìn hắn cái nào, giận dữ hét. Thế nhưng là đại trưởng lão lại là khoát tay một cái nói chậm, cốc chủ, tiểu tử này cũng coi là lão thất truyền nhân, không như nghe nhìn, hắn có chủ ý gì tốt đi. Trầm ngâm một hồi, U Vạn Sơn phất phất tay, để hắn nói tiếp. U Minh vui mừng trong bụng, vội vàng nói, khởi bẩm cốc chủ, theo đệ tử kiến giải vụng về, chúng ta hoàn toàn có thể đem Lạc gia để xuống mặc kệ. Theo đệ tử biết, Lạc gia hiện tại toàn bằng quản gia Trác Phàm. Có Trác Phàm tại, coi như Lạc gia bị trừ, giống nhau là họa lớn trong lòng. Thế nhưng là chỉ cần trừ Trác Phàm, thì Lạc gia mấy cái kia tiểu nhân vật, căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn, càng thêm không cần lo lắng nó hội thay thế chúng ta U Minh Cốc. U Vạn Sơn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía U Minh nói tiếp. Đúng, khóe miệng hơi vểnh lên, U Minh tiếp tục nói, chúng ta tuy nhiên không thể tới gần Phong Lâm Thành, nhưng là hiện tại, Trác Phàm cũng không ở nơi đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần để ý nó, chỉ cần chuyên tâm đối phó Trác Phàm là được. Vậy chúng ta muốn làm sao tìm được tiểu tử kia? Phát xuống U Minh truy sát lệnh, để hắn tại toàn bộ đế quốc không chỗ có thể trốn. U Minh khóe miệng một phát, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, đến thời điểm, chúng ta biết hắn động tĩnh, tại hắn trốn về Phong Lâm Thành trước đó, mai phục trừ rơi hắn là được rồi. Trong mắt tinh quang lóe lên,
U Vạn Sơn cười lớn một tiếng nói, ha ha ha. Tốt, cứ làm như thế. Người tới, U Vạn Sơn hô to một tiếng, bằng vào ta U Minh Cốc danh nghĩa, tại toàn bộ đế quốc phát xuống U Minh truy sát lệnh. Phàm là người cung cấp đầu mối, hết thảy có thể trở thành ta U Minh Cốc phụ thuộc gia tộc. Phàm là có ai bắt lấy hắn đầu người, lập tức trở thành ta U Minh Cốc đệ nhất phụ thuộc gia tộc, một nhà phía dưới, vạn gia phía trên. U Vạn Sơn hung mãnh gào thét tại toàn bộ sơn cốc quanh quẩn, U Minh lại là lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Trác Phàm, người cái quái vật này, lão tử tuy nhiên không dám đối mặt với ngươi. Nhưng là hiện tại, người muốn đối mặt là toàn bộ đế quốc truy sát, nhìn ngươi có chết hay không, hắc hắc hắc. Tựa hồ nhìn ra U Minh tâm tư, đại trưởng lão trong lòng cười thầm, tiểu tử này quả nhiên vẫn là báo thù riêng. Bất quá, hắn cũng không để ý, dù sao Trác Phàm là toàn bộ U Minh cốc địch nhân, chỉ là. Đại trưởng lão nhìn về phía U Vạn Sơn, thản nhiên nói, cốc chủ, cái này Trác Phàm đã có thể giết lão thất, như vậy cho dù phát ra U Minh truy sát lệnh, những tiểu gia tộc kia cũng không nhất định có thể làm sao đến hắn. Ta nhìn, sau cùng xuất thủ giải quyết hắn, còn phải là chính chúng ta. Tốt, cái kia tất cả trong cốc trưởng lão toàn bộ điều động, truy sát tiểu tử kia. Chậm, đại trưởng lão khoát tay một cái nói, hắn có thể tùy tiện giết lão thất, cái kia lão thất về sau trưởng lão chỉ sợ đối với hắn vô dụng. Lấy vừa mới Minh Nhi đối với hắn thực lực miêu tả đến xem, hắn hẳn là ma đạo luyện thể tu giả, có thể đánh với hắn một trận, chỉ có chúng ta trong cốc bài danh trước ngũ trưởng lão mới được. Riêng là, nói, đại trưởng lão nhìn về phía một cái lão già tóc đỏ nói, lão ngũ, ngươi lấy xích viêm ma hỏa đoán thể, kim cương bất hoại, tiểu tử kia theo ngươi vừa vặn nhất chiến. Ai, các ngươi đừng tìm ta. Thế mà, cái kia ngũ trưởng lão lại là vội vã khoát khoát tay. Nhếch miệng cười nói, lão phu lập tức liền muốn đi tham gia Hoa Vũ lâu bách đan thịnh hội, cũng không có thời gian đuổi theo giết tiểu tử thúi kia. Hừ, một đám đàn bà mở cái gì luyện đan đại hội, có cái gì tốt tham gia, còn có thể so cho gia tộc báo thù còn trọng yếu hơn. U Vạn Sơn giận dữ, không khỏi mắng to lên tiếng. Đại trưởng lão thì là cười khoát khoát tay, cốc chủ chớ có nói như vậy, Hoa Vũ lâu mặc dù đều là nữ lưu thế hệ. Nhưng dù sao cùng thuộc bảy thế gia, có thể kết giao tự nhiên là chuyện tốt. Lần này bọn họ có thể mời lão ngũ đi tham gia, còn không phải nhìn lên hắn một thân viêm hệ công pháp, có thể là muốn mượn cơ hội luyện chế một số đan dược mới. Hừ, một đám đàn bà thúi, thế mà chiếm bảy nhà bên trong một cái ghế. Một ngày nào đó, lão phu muốn đem các nàng địa bàn đều đoạt tới tay. U Vạn Sơn oán hận nói. Đại trưởng lão thì là cười lắc đầu. Sau đó nhìn một chút U Minh, đối U Vạn Sơn nói, cốc chủ, lão phu muốn đem U Minh đứa nhỏ này thu làm môn hạ, để hắn tham gia trưởng lão hội nghị, thay thế lão thất vị trí. Thật sâu nhìn U Minh liếc một chút, U Vạn Sơn gật gật đầu tốt, bồi dưỡng tốt tiểu tử này, lại là một cái thất khiếu quỷ linh lung, ha ha ha. U Minh sau khi nghe được, không khỏi đại hỉ, vội vàng bái tạ. Cùng một thời gian. Phong Lâm Thành Hắc Phong Sơn lạc ra phía sau núi chỗ, Bàng thống lĩnh chính khoanh chân tại 36 thanh tinh cương đao kiếm phía trên nhắm mắt tu luyện. Hắn trên thân khắp nơi đều là đao búa phòng tai tước phết tích, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể tràn ra, tại những cái kia đao kiếm phía trên lượn quanh một vòng về sau, lại trở về trong cơ thể hắn. Nhưng là, mỗi trở về một đạo hắc khí, hắn trên thân liền đột nhiên xuất hiện một đạo trần trụi vết máu. Hắn mi đầu cũng là ngăn không được dốc hết ra lắc một cái. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chậm rãi phù hiện ở trước mặt hắn, chờ hoàn toàn hiện ra thân thể về sau, lại là lộ ra Lôi Vũ Đình hình dạng. Thăm thẳm mở ra hai con ngươi, Bàng thống lĩnh thở dài một hơi, đứng dậy, nhếch miệng cười nói, Lôi tiểu thư tiềm ảnh quyết thật sự là càng ngày càng lợi hại, đều đến giả Bàng trước người, lão Bàng ta đều không có chút nào phát giác a. Hừ. Vậy ngươi ma sát quyết không phải lợi hại hơn, vậy mà ngắn ngủi một năm đã đột phá đến đoán cốt cảnh, cái này muốn để bao nhiêu thế gia thiên tài gấp đỏ mắt ha. Hắc hắc hắc, đều là Trác huynh đệ công pháp tốt, Bàng thống lĩnh nhếch miệng cười lớn một tiếng, sau đó liếc mắt liếc một chút bên cạnh hắn. Ngay tại cách hắn không đến 5 mét chỗ, có một 15-16 tuổi hài tử, ngay tại một đống đao kiếm phía trên cắn răng kiên trì lấy, mồ hôi lạnh càng không ngừng theo hắn cái trán chảy ra. Hắn trên thân cũng dường như bị vạn đao chặt qua một dạng, tất cả đều là vết thương.
mà bên cạnh hắn thì là bầy đầy thi thể, mà lại thi thể kia da thịt đã toàn bộ nát nát, dường như bị loạn đao băm một dạng. Mẹ hắn, các ngươi đến tột cùng tại luyện cái gì tà công? Lôi Vũ Đình trong mắt lắc một cái, không cảm thấy mắng to lên tiếng. Bàng thống lĩnh cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, trong mắt chỉ có lạnh lùng, người đưa tới cái này 20 cái tiểu hài tử, chỉ có một cái miễn cưỡng thông quan, người giúp ta lại tìm mấy cái đi. 20 cái tu luyện, chỉ có một cái còn sống, còn tìm. Lôi Vũ Đình cả kinh nói. Bàng thống lĩnh hơi hơi nhếch nhếch miệng, cái này đã coi như là rất cao tỷ lệ thông qua, ngay từ đầu 50 người tu luyện, tất cả đều chết sự tình thường thường phát sinh. Nhưng là vì Lạc gia, đây hết thảy đều là đáng giá. Hừ, các ngươi tu luyện ngã cần mẫn, nhìn xem tiểu tử kia đang làm gì đi. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Lôi Vũ Đình xuất ra một cái tờ giấy nhỏ đưa tới, tiểu tử kia giết U Minh Cốc thất trưởng lão, hiện tại U Minh Cốc đối với hắn phát ra lệnh truy sát. Bàng thống lĩnh trong mắt co rụt lại, tiếp lấy lại là lộ ra phóng khoáng cười to, ha ha ha. Trác huynh đệ không hổ là làm đại sự người, đi đến chỗ nào đều là kinh thiên động địa a. Sau đó, bàng thống lĩnh nhìn về phía Lôi Vũ Đình, vỗ vỗ bả vai nàng nói, Lôi cô nương, ngươi không cần phải lo lắng, lấy Trác huynh đệ bản sự, U Minh Cốc lệnh truy sát không làm gì được hắn. Hừ, quỷ tài đi lo lắng hắn đây, lạnh hừ một tiếng. Lôi Vũ Đình bất giác khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói, bởi vì một cái nữ hài đi gây U Minh Cốc, hắn lúc nào như thế chính nghĩa qua. Bàng thống lĩnh không khỏi khẽ giật mình, sau đó một gương mặt mo hung hăng rút rút, ách, nguyên lai ngươi là vì sự kiện này à. Ha ha ha, thực có lúc, Trác huynh đệ người này còn thật thích bênh vực kẻ yếu. Cái dám bênh vực kẻ yếu, lão nương còn không hiểu hắn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Lôi Vũ Đình lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bàng thống lĩnh trầm tư một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, sự kiện này đừng nói cho tiểu thư, riêng là đằng sau cái kia đoạn. Thế nhưng là, không còn có Lôi Vũ Đình tiếng vang. Bàng thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, nữ nhân a? Hắt xì, người nào ở sau lưng nói lão tử xấu. Một chỗ vắng vẻ nhỏ núi rừng ở giữa. Trác Phàm sờ mũi một cái, hít một hơi thật sâu, tiếp lấy hai mắt chăm chú địa chằm chằm hướng về phía trước một tòa cao 100 mét tiểu sơn. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, dưới chân bỗng nhiên một bước. Trong nháy mắt, hắn sau lưng Lôi Vân Dương cánh mở, tựa như một đạo lôi quang bay qua. Ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Giống. Theo Trác Phàm hét lớn một tiếng vang lên, một đạo màu đen long ảnh đột nhiên từ quanh người hắn hiển hiện. Xen lẫn cái kia lôi quang thoáng động, hắc long ngửa mặt lên trời lớn lên giống một tiếng, thẳng tắp đụng vào núi nhỏ kia phía trên. Oanh! Trong chốc lát, tiểu sơn như là thiên nữ tán hoa giống như băng vỡ đi ra, đá rơi bay tán loạn bên trong, Trác Phàm bóng người trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện phút chốc xuyên qua. Nhưng là đúng lúc này, hắn thân thể lại là đột nhiên chuyển một cái, hiện ra màu đen khí tức nhất chảo bỗng nhiên hướng cái kia thưa thớt đá vụn vồ xuống. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Phốc, không có giống lúc trước như thế kinh thiên động địa tiếng vang phát ra, nhưng là tại cái kia nhất chảo phía dưới, một đường thẳng phía trên đá rơi đúng là như là bột mì một dạng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, phiêu đãng trên không trung. Chít chít chít, rung động mạnh mẽ làm cho toàn bộ sơn lâm quần điểu sôi trào, trong nháy mắt vẫy cánh hướng trời xa bay đi. Trác Phàm hơi hơi thở mấy hơi thở. Đã là có mồ hôi chảy xuống, nhưng là hắn vẫn như cũ trong tay kết ấn, đối với đám kia phi điểu há miệng trường ngâm. Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long quỷ ngâm. Giống. Giống như là theo cửu U địa phủ bên trong bò ra ngoài ác quỷ đang gào gọi, Trác Phàm sóng âm như là một cỗ sóng biển, lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng trong nháy mắt đảo qua toàn bộ điểu quần. Chỉ một thoáng, ngay tại bay lượn chân trời chim nhỏ trong nháy mắt bất động, trong mắt không còn. Cộp cộp địa rớt xuống đất, đã là hoàn toàn không có sinh sống. Thả mắt nhìn đi, lại có mấy ngàn nhiều. Làm hết ba chiêu này, Trác Phàm từng ngụm địa thở hổn hển, ngồi xổm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ba chiêu này chính là cùng ma sát quyết phối hợp huyền giai võ kỹ cấp thấp, mỗi một chiêu đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đưa người vào chỗ chết sát chiêu. Mặc dù là huyền giai hạ cấp, nhưng uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang huyền giai trung cấp vũ kỹ.
Chỉ bất quá ba chiêu này đối cường độ thân thể lại có rất lớn yêu cầu, cho nên chỉ có tu luyện ma sát quyết người, mới có thể tu luyện. Bất quá Trác Phàm đi qua bí thuật luyện thể, cường độ thân thể so với tu luyện ma sát quyết người càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Theo lý thuyết, ba chiêu này hắn có thể tùy tiện luyện thành. Thế nhưng là, tu luyện một tháng sau, hắn mới phát hiện. Hắn cường độ thân thể là đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc nguyên lực tích lũy còn kém xa lắm. Hắn hiện tại chỉ có đoán cốt cảnh nhất trọng tu vi, sử dụng huyền giai vũ kỹ chẳng mấy chốc sẽ nguyên lực hao hết. Riêng là một chiêu cuối cùng, U Long Quỷ Ngâm, đó là cực kỳ hiếm có nhằm vào nguyên thần âm thanh đợt công kích, là chỉ có đạt đến thần chiếu cảnh thì mới có thể tu luyện vũ kỹ. Có điều hắn bởi vì luyện thể luyện thần về sau, lực lượng nguyên thần được đến cực lớn tăng cường, lại có thanh viêm phụ trợ, cho nên mới có thể miễn cưỡng xuất ra. Bất quá dù vậy, hắn y nguyên có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, hiển nhiên là đã hư thoát. Vãi sao 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 nhỉ, xem ra ba chiêu này trừ phi là bảo mệnh, nếu không một khi xuất ra, không giết đến đối thủ, cái kia chính là mình muốn chết. Trác Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi vội khoanh chân ngồi xuống, khôi phục hao tổn nguyên lực. Hắn tâm lý minh bạch, hắn giết U Quỷ Thất sau nhất định sẽ bị U Minh Cốc vô hạn truy sát. Về sau gặp phải địch nhân, lại so với U Quỷ Thất lợi hại nhiều, cho nên hắn nhất định phải tu luyện mấy môn bảo mệnh vũ kỹ. Bởi vậy cái này trong vòng hơn một tháng, hắn một mực trốn ở trong núi sâu tu luyện, bên ngoài tình hình lại là không chút nào biết rõ. Đại khái tầm nửa ngày sau, Trác Phàm mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cũng khôi phục lúc trước hồng nhuận phơn phớt. Trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một cái to lớn trứng chim. Nhìn lấy cái này có chút cháy đen trứng chim, Trác Phàm trong mắt liền ngăn không được lóe qua một luồng thần sắc lo lắng. Cái này trứng chim tại lôi linh trong nhẫn, dựa vào lôi vân tước lúc còn sống linh khí, tạm thời duy trì ở sinh sống. Thế nhưng là cũng chỉ là duy trì mà thôi, muốn thành công ấp trứng đi ra, nhất định phải triệt để khôi phục nó sinh mệnh lực. Chỉ là thiên địa to lớn, muốn đi đâu tìm kiếm loại linh dược này đâu. Cái này trứng chim tương đương với cái còn chưa thành thục sinh mệnh, tầm thường dược vật căn bản đối với nó không có tác dụng. Chỉ có những cái kia có thể khởi tử hồi sinh thiên tài địa bảo, mới có thể để cho nó lần nữa có ấp trứng khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm mi đầu liền thật sâu nhăn lại tới. Tống Ngọc, thức thời liền đem đoán thể đan giao ra, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên, một tiếng quát kêu hét lớn truyền vào Trác Phàm trong tai. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, theo tiếng hướng nơi đó đi tới. Hắn nãi nãi, cái kia thằng nhãi con không muốn sống, dám quấy rầy lão tử Thanh U. Xuyên qua một mảnh bụi cỏ, Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy ra một đám lá cây hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại chính gặp một nam một nữ điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó, bị ngăn ở trên đường núi. Nam nhân kia hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, đoán cốt nhất trọng tu vi. Nữ nhân kia cũng là trên dưới 20 tuổi, xinh đẹp vô cùng, đoán cốt nhị trọng tu vi. Mà đối diện bọn họ, có 6 người, bên trong 5 cái đều là tụ khí cảnh bát cửu trọng cao thủ, còn có một người là cái lão đầu, lại là đoán cốt 6 tầng cao thủ. Giờ này khắc này, một nam một nữ kia chính chăm chú nhìn lão đầu kia, hàm răng hung hăng cắn không thả. Hừ, cái này đoán thể đan chính là chúng ta Tống gia không truyền bí chế, chúng ta còn muốn lấy nó tiến đến tham gia bách đan thịnh hội đây, há có thể trắng trắng cho ngươi. Nam nhân kia không khỏi giận hừ một tiếng, trong tay đã là xuất ra một kiện nhất phẩm linh binh tới. Nghe được lời này, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Đoán thể đan chỉ là tứ phẩm đan dược, có thể đưa đến đoán thể luyện cốt công hiệu, cũng có thể để tụ khí 9 tầng cao thủ trong nháy mắt tăng lên tới đoán cốt cảnh, bất quá cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đối với giống Trác Phàm dạng này, căn bản không cần lo lắng đột phá không đoán cốt cảnh thiên tài tu luyện tới nói. Đây chính là cái phế đan. Thế mà đem loại vật này làm tác giả tộc bí truyền, thật mẹ hắn không có tiền đồ. Thế nhưng là Trác Phàm cái này hiển nhiên cũng là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, hắn đối đan dược này bỏ đi như giày, nhưng là đối diện lão đầu kia dĩ nhiên đã hai mắt đỏ bừng, toát ra trần trụi dục vọng. Ha ha ha, Tống Ngọc, Tống Thiến, hai người các ngươi tỷ đệ có thể bằng chừng ấy tuổi liền tiến vào đoán cốt cảnh. Còn không phải nhờ có đan dược này công hiệu. Thế nhưng là, bằng các ngươi cái này tam lưu gia tộc,
bá chiếm như thế một cái tứ phẩm đan dược bí phương, thật sự là bạo thiết thiên vật, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đi. Hừ, chúng ta chết cũng không cho. Tống Thiến Phượng mi nhíu một cái, cùng Tống Ngọc nhìn một chút về sau, hai người cùng nhau hướng lão đầu kia phóng đi. Lão đầu kia cười lớn một tiếng, phản vọt lên. Đụng, chỉ là nhất trưởng, hai người liền cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng bất giác chảy xuống một vệt đỏ tươi huyết dịch. Tuy nhiên đồng dạng là đoán cốt cảnh, nhưng trọn vẹn ngũ lục trọng chênh lệch, để bọn hắn căn bản không phải lão đầu kia địch. Hắc hắc hắc, Tống Thiến tiểu thư, người hà tất phải như vậy đây, ngoan ngoãn đem đan dược và bí phương đều giao ra thì được chứ, chẳng lẽ còn muốn lão phu lớn tuổi như vậy, tại hai người các ngươi trên thân tìm sao? Lão đầu kia nhìn về phía Tống Thiến hoạt bát tinh tế thân thể mềm mại, không khỏi phát ra một tiếng dâm tà cười to. Tống Thiến hai gò má một đỏ, không khỏi hung tợn chừng người kia liếc một chút, nhưng là rất nhanh lại vừa bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía một bên Tống Ngọc nói, đệ đệ, ngươi sợ sao? Tỷ, ta không sợ. Tống Ngọc lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo kiên cường chi sắc. Tốt, vậy chúng ta thì chết cùng một chỗ đi. Cho dù chết, gia tộc bí phương cũng tuyệt không thể rơi vào lão gia hỏa này trong tay. Tống Thiến thê thảm cười cười, duỗi tay cầm lên Tống Ngọc nắm nhất phẩm linh binh cái tay kia, đặt ở hai người giữa cổ. Chỉ cần thủ hạ nhất động, hai người liền cùng lúc chết tại cái này sắc bén linh binh phía dưới. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong lòng không khỏi nhất động, lại nghĩ tới tại phía xa Phong Lâm Thành Lạc Vân Thường hai tỷ đệ. Lúc trước nếu không phải là chính mình bức bách tại tâm ma, kịp thời xuất hiện, đoán chừng bọn họ hạ tràng cũng sẽ như hôm nay như vậy đi. Không khỏi ai thán một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lấy xuống một mảnh lá cây hướng hai người nhẹ nhàng bắn ra. Hiu! Tiếng xé gió vang, hai người vừa muốn chuẩn bị tự tử, lại là trong nháy mắt bị đánh rơi binh khí. Người nào? Không khỏi giật mình, Tống gia tỷ đệ cùng lão đầu kia đồng thời kêu lên sợ hãi. Chỉ là một cái tứ phẩm đan mà thôi, cần gì phải làm chết người không thể đâu. Lúc này, Trác Phàm chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Lão đầu kia nhìn thấy, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Ta tưởng là ai như thế có gan, nguyên lai cũng là vừa mới đột phá đoán cốt cảnh hoàng mao tiểu tử. Lão đầu kia khinh thường bĩu môi, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi là ma đạo tu giả đi. Người nào không biết luận ngoan độc, các ngươi ma đạo tu giả là vô cùng tàn nhẫn nhất, thế mà còn có mặt mũi chạy ra đến cùng lão tử giảng nhân từ. Ta không nói nhân từ, chỉ nói thực lực. Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói, hôm nay đã để cho ta đụng tới sự kiện này, ngươi không thể giết bọn họ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lão đầu kia cười lạnh một tiếng, trong mắt đã là có sát ý thoáng hiện. Tống Thiến gặp này, lại là quính lên, tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau a, ngươi không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối đừng cho chúng ta hai tỷ đệ tìm cái chết vô nghĩa. Chạy, chạy không. Thế mà, Tống Thiến vừa dứt lời, lão đầu kia đã là cười gian một tiếng hướng Trác Phàm thẳng tắp phóng đi, hắc hắc hắc. Tiểu tử, ngươi muốn trách thì trách chính mình không nên xen vào việc của người khác đi. Thấy tình cảnh này, Tống Thiến cùng Tống Ngọc Toàn cũng không có cách nào thở dài, không đành lòng địa nhắm mắt lại. Thế mà, phốc một tiếng vang giòn, Trác Phàm y nguyên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, nhưng lão đầu kia cũng đã ngã vào trong vũng máu, chỉnh cái đầu cũng không thấy. Chấn kinh! Vừa mới những cái kia còn tại cười đùa lão đầu thủ hạ, hiện trong nháy mắt ngơ ngẩn bất động. Bọn họ nụ cười còn tại trên mặt mang, nhưng trong mắt cũng đã phủ đầy vẻ hoảng sợ. Vừa mới bọn họ thấy rất rõ ràng, Trác Phàm chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lão đầu kia liền giống một cái người đường một dạng, bị đập nát đầu. Đây chính là một cái đoán cốt 6 tầng cao thủ A, vậy mà bị chết dễ dàng như thế. Quái vật! Không biết là ai, run rẩy tiếng nói kêu thành tiếng, người khác nghe đến cũng là run rẩy xoay người chạy, trong nháy mắt liền không cái bóng. Trác Phàm cũng không đuổi theo, quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút! Đột nhiên, Tống Thiến gấp vội kêu lên, giờ này khắc này, trong mắt nàng y nguyên khó có thể tin. Trác Phàm cùng bọn hắn tu vi giống nhau, nhưng là thực lực này kém đến lại là quá lớn. Quả thực cũng là một cái là trời, một cái là đất. Chuyện gì? Trác Phàm chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía cái kia mềm mại diễm mỹ nhân, trong mắt giếng cổ không gợn sóng. Nhưng là Tống Thiến bị Trác Phàm như thế nhìn chằm chằm,
gương mặt lại là không khỏi nổi lên một tia ửng hồng, không tự giác dưới đất thấp thấp đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, hôm nay ân cứu mạng, chúng ta Tống ra ngày sau nhất định báo đáp. Không cần, Trác Phàm lạnh lùng nói, quay người muốn đi. Không khỏi sững sờ, Tống Thiến thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng đúng là không lý do địa có chút thất lạc. Muốn nàng trong gia tộc cũng coi là phương viên trăm dặm mỹ nhân, người nam nhân nào nhìn nàng không thất hồn lạc phách. Nhưng là bây giờ, tại Trác Phàm trong mắt, nàng lại như không khí một dạng. Điều này không khỏi làm trong nội tâm nàng phát lên một chút địa không ăn vào cảm giác. Ba chân bốn cẳng địa chạy đến Trác Phàm trước người, Tống Thiến khẽ vươn tay liền ngăn lại hắn đường đi. Thế nhưng là Trác Phàm lại tựa hồ như không rõ ý, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, còn có chuyện gì sao? Cái này ngốc tử! Tống Thiến trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là khóe miệng lại là nhếch lên một cái nụ cười quyến rũ, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Chuyện không liên quan ngươi. Trác Phàm quát lạnh một tiếng, không có liếc nhìn nàng một cái, vòng qua nàng tiếp tục tiến lên. Tống Thiến ngăn không được địa gương mặt hung hăng co lại, vội vàng hét lớn, chúng ta muốn đi Hoa Vũ Thành tham gia Bách Đan Thịnh Hội, không biết tiểu huynh đệ có phải hay không cũng tiện đường. Cước bộ im bặt mà dừng, Trác Phàm chậm rãi xoay người lại, nhíu mày, Hoa Vũ Thành. Ngự hạ bảy thế gia. Hoa Vũ lâu tổng lâu chỗ. Không sai. Lúc này, Tống Ngọc gật gật đầu, bước nhanh về phía trước cười nói, Hoa Vũ lâu mỗi 10 năm hội tổ chức một lần Bách Đan Thịnh Hội, phàm là trong gia tộc có kỹ pháp cao minh luyện đan sư hoặc là gia tộc truyền thừa luyện đan bí pháp, đều sẽ đi phân cao thấp. Nếu là có may mắn được Hoa Vũ lâu nhìn lên, liền sẽ được thu làm nó phụ thuộc gia tộc, được đến bảy thế gia che chở. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái. Trong lòng suy nghĩ lên. Nếu là Bách Đan Thịnh Hội, vậy liền nhất định sẽ tụ tập đại lượng hy hữu dược tài, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được khiến viên kia chứng khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khóe miệng liền nhếch lên một cái thần bí đường cong, nhìn về phía hai người nói, bị hai vị kiểu nói này, tại hạ cũng muốn kiến thức một chút cái này Bách Đan Thịnh Hội. Vậy quá tốt, không bằng chúng ta một đường đi. Tống Thiến nghe được lời này, không khỏi vui mừng quá đỗi, cả kinh kêu lên. Trác Phàm cười gật gật đầu, dù sao hắn muốn đi vào bảy thế gia trong phạm vi thế lực, có cái thân phận làm che giấu cũng không tệ. Thẳng thắn thì trà trộn vào cái này Tống gia, ra vẻ Tống gia một viên tốt. Mà gặp hắn đáp ứng, Tống gia tỷ đệ càng cao hứng hơn. Dù sao, lấy Trác Phàm thực lực, bọn họ dọc theo con đường này xem như có bảo hộ. Đúng, không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Lạc Bình Thường, Trác Phàm sờ mũi một cái, cười khẽ một tiếng. Hắn hiện tại cũng không dám lại dùng chính mình tên rêu rao khắp nơi, đi theo Thanh Minh Thành khác biệt, hiện tại đoán chừng toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc không biết tên hắn người đã là số ít. Lại nói, hắn vốn chính là Lạc gia quản gia, mượn dùng Lạc gia họ tên cũng thuận lý thành chương đi. Tống Thiến, Tống Ngọc, cái kia hai tỷ đệ cùng nhau liền ôm quyền, cười nói. Đón lấy. Trác Phàm liền một đường đuổi theo Tống gia hai tỷ đệ. Đệ đệ Tống Ngọc ở phía trước đánh xe ngựa, tỷ tỷ Tống Thiến cùng Trác Phàm thì ngồi trong xe ngựa, còn có một số đủ loại luyện đan thiết bị cùng dược tài bày đặt hai bên. Chỉ bất quá những cái kia thấp kém dược tài, Trác Phàm là vạn vạn chướng mắt. Một đường lên, Tống Thiến đều vẫy lấy hai con mắt to, không nháy mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm nhìn, thẳng đem hắn nhìn đến liền tu luyện tâm tư đều không có. Đành phải quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xấu hổ dị thường. Nhưng mỗi khi lúc này, cái kia Tống Thiến liền sẽ phốc một tiếng cười ra tiếng, trên mặt vô duyên vô cớ nổi lên ửng hồng. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, cô gái này là có bệnh vẫn là hoa si mê gái trai a, sớm biết lão tử không cùng bọn hắn đồng hành. Kết quả là, một đường lên Trác Phàm giống con chân quý động vật đồng dạng, bị Tống Thiến chằm chằm một đường. Hắn nhiều lần đều muốn cùng cái kia Tống Ngọc trao đổi đánh xe ngựa, lại luôn bị tiểu tử kia 10 phần phóng khoáng địa nhét vào trong xe, để hắn tiếp tục có thụ thiếu nữ kia xuân tâm nóng bỏng dày vò. Như thế như vậy, đại khái nửa tháng sau, xe ngựa ở một tòa trước cửa thành chậm rãi dừng lại. Tống Ngọc ghìm lại cương ngựa, cười to nói, Lạc huynh đệ, tỷ, chúng ta đến. Nhưng hắn mẹ đến, Trác Phàm trong lòng vui vẻ. Như chỉ linh hầu đồng dạng trong nháy mắt lui ra xe ngựa,
thoát khỏi cái kia hai cái mắt to ngập nước thiêu đốt. Thế nhưng là xem xét cái kia cổng thành, hắn lại là nhướng mày, mắng to cái này mẹ hắn ở đâu là Hoa Vũ Thành, còn mẹ nó ngươi đang đùa ta. Cổng thành chính bên trên vị trí, khắc thật sâu lấy ba chữ to, Lan Lăng Thành. Nơi này không thuộc về bảy thế gia bất luận cái gì một nhà thế lực phạm vi bên trong, mà chính là hoàng thất khống chế khu. Ha ha ha, Lạc huynh đệ đừng nóng vội, cái này Lan Lăng trong thành có cha ta thế giao. Chúng ta đi trước Lan Lăng trong thành thu mua một số chân quý dược tài, sau đó lại đi Bách Đan Thịnh Hội, mới có thể có càng đại cơ hội chiếm được Hoa Vũ Lâu ưu ái. Nhìn lấy Tống Ngọc cái kia ánh mắt kiên định, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than một tiếng. Ai, lại muốn tiếp tục bị tội. Tống Thiến vừa đỡ màn cửa, theo trong xe nhảy ra, phảng phất là nhìn ra khác ý nghĩ, hung hăng nguyết hắn một cái nói, đi cùng với ta, rất khó chịu sao. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, giữ im lặng. Nhưng là Tống Ngọc lại là cười lớn một tiếng, hướng Trác Phàm lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười thô bỉ, Lạc huynh đệ, ta biết ngươi tâm tư. Ta giống như ngươi, cũng rất muốn lập tức đuổi tới Hoa Vũ Thành đi. Nghe nói Hoa Vũ Lâu 15 vị lâu chủ, mỗi cái đẹp như tiên nữ, riêng là tổng lâu chủ, Sở Khuynh Thành tiểu thư, càng là quốc sắc thiên hương, được xưng là không trung đệ nhất mỹ nhân. Có thể liếc nhìn nàng một cái, ta chết cũng đáng. Tống trên mặt ngọc tràn đầy ngây ngất khí tức, dường như hiện tại liền đã nhìn thấy cái kia Sở Khuynh Thành mặt giống như. Nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy nàng chị gái cái kia âm trầm sắc mặt lúc, lại là khinh thường bĩu môi. Hướng Trác Phàm nói, giống ta tỷ dạng này cũng coi là khó được mỹ nhân, nhưng là nam nhân mà, làm sao có thể vì một cái cây, liền từ bỏ chỉnh cánh rừng đây, nàng cũng không phải là Sở Khuynh Thành. Tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì? Tựa hồ là nghe đến hắn lời nói, Tống Thiến mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng hắn đuổi theo, Tống Ngọc thì là dọa đến vội vàng trốn tránh. Trác Phàm ở một bên nhìn lấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hai tỷ đệ thật là một đôi tên dở hơi, một cái hoa si mê gái trai, một cái nhị bức, lão tử đến nhanh xa cách bọn họ mới được, không phải vậy lão tử IQ hội thụ ảnh hưởng. Thiến Nhi, đột nhiên, một đạo kinh hỉ gọi tiếng truyền đến, cái kia hai tỷ đệ mới ào ào dừng tay, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Thế nhưng là vừa nhìn thấy người kia, Tống Thiến sắc mặt lại là lập tức cứng ngắc. Người kia là cái áo mũ chỉnh tề thanh niên công tử. Ngọc Thụ Lâm Phong, hơn 20 tuổi liền có đoán cốt tứ trọng thực lực, thật coi là thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là, nhìn đến hắn đi vào trước mặt, Tống Thiến lại là có chút xấu hổ gật đầu, thiên lỗi ca. Tống Ngọc sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, chậm rãi chuyển qua Trác Phàm trước mặt nói, hắn là Tề Thiên Lỗi, Lan Lăng Thành đệ nhất thế gia, Tề gia thiếu gia. Tề gia cùng ta Tống gia là thế giao, bất quá bọn hắn là gia tộc nhị lưu, chúng ta chỉ là tam lưu. Cho nên, bọn họ một mực xem thường chúng ta, bất quá Tề Thiên Lỗi, mỗi lần nhìn thấy ta tỷ đều là mê đắm. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, thật sâu nhìn Tống gia tỷ đệ liếc một chút, không khỏi thở dài, trong lòng đúng là phát lên vạn phần cảm khái. Cái này Tống gia cùng Lạc gia gia sao từng tương tự, bất quá Lạc gia tại hắn cái này ma hoàng tương trợ dưới, đã là triệt để hướng về nhất lưu thế gia đường rảo bước tiến lên. Thế nhưng là cái này Tống gia còn ở vào nhìn sắc mặt người tam lưu gia tộc tình cảnh. Ai, đồng nhân không đồng mệnh a? Thiến Nhi, hắn là ai? Đột nhiên, đang vuốt ve qua Tống Thiến cái kia trượt vào mỡ đông hương tay về sau, Tề Thiên Lỗi cuối cùng là có công phu nhìn hắn người. Thế nhưng là làm hắn hai mắt khinh miệt đảo qua Tống Ngọc, quét đến Trác Phàm lúc, mi đầu lại là thật sâu nhăn lại, một cỗ địch ý không che giấu chút nào địa toát ra tới. Lạc huynh đệ, hắn là bằng hữu của chúng ta. Tống Thiến tựa hồ tương đương sợ hãi cái kia Tề Thiên Lỗi, liền âm thanh đều có chút phát run, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn bảo vệ Trác Phàm, vội vàng lộ ra nụ cười quyến rũ, đổi chủ đề, đúng, Thiên Lỗi, ngươi là làm sao biết chúng ta hôm nay đến? Ta tiếp vào Tống bá phụ thư tín, thôi toán thời gian liền biết. Tề Thiên Lỗi tùy tiện qua loa một câu, sau đó không để ý Tống Thiến ngăn cản, nhanh chân đi vào Trác Phàm trước mặt. Lạnh lùng nói, ngươi cùng Thiến Nhi là quan hệ như thế nào? Ách, Tề đại ca, hắn là bằng hữu ta. Ba, Tống Ngọc vừa định giải thích, cũng là bị Tề Thiên Lỗi trở tay một cái bàn tay phiến ngã xuống đất, lão tử không hỏi ngươi. Đón lấy,
Tề Thiên Lỗi lại lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, hung tợn nói, người cùng Thiến Nhi là quan hệ như thế nào? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhìn một chút vội vàng đỡ dậy Tống Ngọc Tống Thiến, thấy hai người toàn thân co rúm lại bộ dáng, liền biết ngày bình thường bọn họ tất nhiên thường xuyên thụ cái này Tề gia thiếu gia áp bách, không khỏi lộ ra một cái tà dị tiếu dung. Dọc theo con đường này, ta cùng Thiến Nhi ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, cho tới bây giờ thì không có đi ra chiếc xe ngựa kia. Ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Tống Thiến không khỏi quá sợ hãi, nàng vạn vạn không nghĩ đến luôn luôn lạnh lùng, ăn nói có ý tứ Trác Phàm lại hội trả lời như vậy, đây rõ ràng chính là muốn chọc giận cái này Tề Thiên Lỗi a. Quả nhiên, cái này Tề Thiên Lỗi song đồng đang nghe hắn lời nói sau, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, một thân đoán cốt tứ trọng khí thế ngăn không được phát ra. Đáng chết đồ vật, lão tử hôm nay đòi mạng ngươi. Tề Thiên Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Nhưng là Trác Phàm lại không nhúc nhích, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Đột nhiên, ông một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy ba động bỗng nhiên lấy Trác Phàm làm trung tâm, trong nháy mắt hướng chung quanh khuếch tán ra. Chỉ một thoáng, băng lãnh sát ý đúng là trong nháy mắt quét qua tất cả người não hải, khiến đến bọn hắn ngăn không được thân thể lắc một cái, đã là như là bị mãnh thú hoảng sợ ngốc thỏ trắng nhỏ một dạng, không còn có phản kháng lực lượng. Ngay tại vò tới trước Tề Thiên Lỗi, cũng tại cái này trong chớp mắt, dừng lại. Giống như tận mắt nhìn thấy địa ngục tu la quỷ dị tràng diện giống như, Tề Thiên Lỗi toàn thân mồ hôi lạnh, ngăn không được địa đánh lấy run rẩy, cho nên ngay cả động một ngón tay lực lượng đều biến mất không thấy gì nữa. Đến mức vừa mới phẫn nộ, cũng là tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ý niệm giết người, thần chiếu cảnh cao thủ thực lực tuyệt đối. Trác Phàm tuy nhiên còn chưa tới thông suốt thần chiếu cảnh, cũng vô pháp động dùng ý niệm giết người. Nhưng là hắn bây giờ nguyên thần đã đầy đủ cường đại, lại tu luyện ma sát tam tuyệt bên trong U Long Quỷ Ngâm. Cho dù không tới ý niệm giết người cấp độ, cũng hoàn toàn có thể bằng vào nguyên thần chi uy chấn nhiếp tất cả mọi người. Dạng này thực lực, liền xem như thiên huyền cao thủ cũng tuyệt đối không xử ra được. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là cái dị số. Chậm rãi đi đến Tề Thiên Lỗi trước người, cái kia Tề Thiên Lỗi đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại không còn cách nào động đậy mảy may. Trác Phàm chậm rãi đem miệng tiến đến hắn bên tai, nói khẽ, ngươi nha lại cho lão tử trang bức, lão tử làm thịt ngươi. Bịch một tiếng, Tề Thiên Lỗi trong nháy mắt té ngã trên đất, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, phía dưới đã là ẩm ướt một mảng lớn. Cái kia Tống gia tỷ đệ gặp này, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không hề động một ngón tay, liền đem tất cả mọi người chấn nhiếp ngay tại chỗ, không nhúc nhích, đây là giống như bọn hắn đoán cốt cảnh tu giả có thể làm được đến sự tình sao. Tống Thiến cùng Tống Ngọc hai tỷ đệ liếc nhìn nhau, trong đầu lần nữa đổi mới đối Trác Phàm cường đại nhận biết, trong lòng hoảng sợ. Hiu! Tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi xuống, đến Tề Thiên Lỗi trước người. Đợi hắn nhìn đến Tề Thiên Lỗi bộ kia thất hồn lạc phách, hạ thân thất thủ bộ dáng lúc, không khỏi kinh hãi, trên mặt nhất thời phát lên một cỗ ngập trời tức giận. Chuyện gì xảy ra, đây là ai làm? Người kia ngẩng đầu bỗng nhiên gào thét một tiếng, một đôi phẫn nộ song đồng quét về phía tại chỗ tất cả mọi người. Thế nhưng là làm hắn nhìn về phía Trác Phàm cặp kia băng lãnh hai con ngươi lúc, trong mắt lại là ngăn không được địa co rụt lại, nộ khí trong nháy mắt liền diệt một nửa. Mi đầu bất giác nhíu một cái, Trác Phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không khỏi thật sâu dò xét hắn vài lần. Người này đại khái hơn 40 tuổi, mặt mọc đầy râu, theo toàn thân khí thế phía trên nhìn, hẳn là đoán cốt đỉnh phong tu vi không thể nghi ngờ. Mà lại một thân rực rỡ la ngọc bào, nghĩ đến là gia chủ một loại tồn tại. Quả nhiên, tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tống Thiến bị đại hán này gầm lên giận dữ giật mình tỉnh lại. Lập tức run như cầy sấy địa nói liên tục xin lỗi, trong mắt đã có nước mắt, sắp khóc đi ra. Thật xin lỗi, bá phụ, đây đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngài tuyệt đối đừng trách hắn người. Trong mắt không khỏi đi loanh quanh, người kia dường như mới phát hiện Tống Thiến hai tỷ đệ giống như, một trương âm trầm gương mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, cười to lên, ha ha ha. Nguyên lai là Thiến Nhi a, ta nói tiểu tử thúi này làm sao sáng sớm liền chạy cửa thành đến. Hóa ra là có khách quý đến thăm. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Đi, cùng bá bá về nhà.
Các ngươi thật vất vả tới một lần Lan Lăng Thành, bá phụ có thể nhất định muốn thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị mới là. Người kia cười lớn một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không ngại Tề Thiên Lỗi sự tình giống như, đem cái kia Tề Thiên Lỗi khiêng trên vai, liền dẫn đầu phía trước dẫn đường. Nhìn qua giống như là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối, nhưng là hắn trước khi đi cái kia không biết vô tình hay là cố ý, luôn luôn hướng Trác Phàm nơi này liếc đến ánh mắt, lại khiến Trác Phàm không khỏi lòng sinh đề phòng. Ai nói Tề gia xem thường các ngươi, hai người các ngươi tỷ đệ là đang lừa ta đi. Trác Phàm khóe miệng cong cong, giống như có thâm ý mà nói, các ngươi cái này bá phụ không phải đem các ngươi đem so với Tề Thiên Lỗi còn trọng yếu hơn a, liền tiểu tử kia bị dọa sợ đều mặc kệ. Nào có, hắn là Tề gia gia chủ, Tề Cương Liệt, bình thường thế nhưng là chưa bao giờ đối với chúng ta từng có sắc mặt tốt nhìn. Tống Ngọc không khỏi bĩu môi, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng là hôm nay làm sao, giống như biến một người giống như. Cái kia Tề Thiên Lỗi là hắn một mình, hắn đem so với cái gì đều trọng yếu. Hôm nay hắn nhi tử ra chuyện, thế mà hoàn toàn không truy cứu, trong này nhất định có ma. Đúng vậy a, khẳng định có quỷ. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Tống Thiến Sa nhìn Tề Cương Liệt đi xa bóng lưng biến mất, mới xoay đầu lại, trắng hai người một cái nói, có thể có cái gì quỷ. Hôm nay khả năng tâm tình của hắn tốt a, các ngươi thì chớ đoán mò. May mắn hắn không so đo, không phải vậy chúng ta nhưng là ăn không ôm lấy đi. Hừ, chỉ bằng hắn. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hiện tại đừng nói hắn cái này đoán cốt cảnh đỉnh phong, liền xem như nhà hắn cái kia thiên huyền cao thủ ra mặt, Trác Phàm cũng hoàn toàn không để vào mắt. Từ khi có thực lực cường đại, hắn ma hoàng tự tin cũng rốt cục trở về. Thế nhưng là, Tống Thiến bọn họ lại căn bản không rõ ràng Trác Phàm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bước nhanh đi vào trước mặt hắn, Tống Thiến hung hăng suýt suýt hắn cái chán, vũ mị địa lườm hắn một cái nói, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa ngươi cũng là đoán cốt cảnh, sao có thể là thiên huyền cường giả đối thủ. Muốn là đem bọn hắn dẫn lửa, thì liền ta cùng Tiểu Ngọc cũng bảo vệ không ngươi. Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, thờ ơ nhún nhún vai. Tống Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là nàng ánh mắt lại là lại khó rời Trác Phàm phương hướng. Trác Phàm loại này mọi thứ không để vào mắt kiệt ngao thái độ, ngược lại thật sâu xúc động nàng viên này thiếu nữ nội tâm. Để cho nàng không tự chủ được muốn cùng hắn ở chung một chỗ, loại kia đặc thù cảm giác an toàn là nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Về sau, tại Tề gia an bài xuống, Tống gia tỷ đệ cùng Trác Phàm đều vào ở đến đông đủ nhà trong tiểu viện. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn thương lượng sau đó phải mua sắm dược tài, liền có Tề gia hạ nhân đến thông báo, nói gia chủ muốn cùng Tống gia tỷ đệ ôn chút chuyện. Rơi vào đường cùng, Tống Thiến cùng Tống Ngọc đành phải đi trước gặp cái kia Tề Cương Liệt, chỉ để lại Trác Phàm một người ngốc trong phòng. Bất quá cái này cũng đúng lúc, hắn rốt cục có thanh tĩnh thời gian, có thể đủ tốt tốt tu luyện một phen. Sau ba canh giờ, một tiếng cọt kẹt, cửa gian phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Ngồi ở giường đầu Trác Phàm, chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía rón rén tiến đến Tống gia tỷ đệ hai người. Cùng cái kia Tề Cương Liệt, ôn chuyện hết. Sợ hãi cả kinh, Tống Thiến cùng Tống Ngọc đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, cứng ngắc thân thể gật gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Thế nào, lão gia hỏa kia không có làm khó dễ các ngươi đi. Trác Phàm mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Trong lòng phát lên một tia nghi hoặc tới. Liếc nhìn nhau, Tống Thiến hai tỷ đệ cùng nhau lắc lắc đầu. Nhìn chằm chằm hai người này, Trác Phàm càng xem càng tâm nghi. Lúc này, Tống Thiến đột nhiên gượng cười hai tiếng, sâu xa nói cao. Ách, Lạc huynh đệ, Tề gia chủ dọn xong yến hội, muốn cho chúng ta đón tiếp, mời ngươi cùng đi. Mi đầu bất giác nhất động, Trác Phàm thật sâu nhìn hai người liếc một chút, cười nói, đó là hắn cho các ngươi đón tiếp. Ta cùng hắn không quen, thì không đi. Không được. Tống Ngọc giật mình, không khỏi thốt ra. Nhưng là vừa nói ra khỏi miệng, nhìn đến Trác Phàm cái kia càng ngày càng lo nghi ánh mắt, lại có chút hối hận, sau cùng đành phải cười khan nói, ha ha ha. Lạc huynh đệ, nơi này dù sao cũng là Tề gia. Người nhà chủ nhân gia yến mời chúng ta không đi, chẳng phải là quá không nể mặt mũi a? Trác Phàm trầm ngâm một trận. Khiêu Mi nói, không đi không được.
Không đi không được, Tống Thiến hai tỷ đệ cùng nhau gật đầu nói. Không khỏi suỵ cười một tiếng, Trác Phàm đứng dậy, đi thẳng về phía trước tốt, phía trước dẫn đường. Chủ nhà mở tiệc chiêu đãi, liền xem như Hồng Môn Yến cũng phải đi a. Chính tại phía trước dẫn đường Tống Thiến hai người, chợt nghe lời ấy, không khỏi thân thể lắc một cái, lẫn nhau nhìn xem, đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Rất nhanh, ba người liền tới đến đại sảnh trước, chỗ đó sớm đã bày đặt tốt sơn hào hải vị mỹ vị. Tề Cương Liệt đầy mặt dáng tươi cười ngồi tại chủ vị, còn lại còn có 9 tên đoán cốt cảnh lão giả vờn quanh tại một cái bàn tròn trước. Mà tại một cái bàn trong góc, hai bên hai mặt đều là vách tường, là cái góc chết, lại là bầy biện 3 tấm lẻ loi trơ trọi cái ghế, hiển nhiên là cho bọn hắn giữ lấy. Trong lòng cười lạnh, Trác Phàm xem xét cái này liền biết là muốn chuẩn bị phục kích hắn. Thế mà đem vị trí hắn bày đặt tại tất cả mọi người có thể đồng loạt công kích tới chỗ, hơn nữa còn không bất kỳ đường lui nào. Mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi còn có thể lại rõ ràng một chút ha. Trác Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng là cũng không để trong lòng. Những thứ này đồ ăn bức, coi như cùng tiến lên cũng bất quá là nhiều mấy người chịu chết thôi. Đi vào trước bàn, Trác Phàm rất tự nhiên cùng Tống gia tỷ đệ ngồi đến cái kia chỗ trống, trên mặt lộ ra như có như không ý cười. Thấy tình cảnh này, trên bàn mọi người tất cả đều lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Thiến Nhi, Tiểu Ngọc, các ngươi có thể tới Lan Lăng Thành. Bá phụ thế nhưng là khá cao hứng a. Hôm nay bá phụ thì lấy một chén rượu nhạt, chúc các ngươi lần này đi Hoa Vũ Thành mã đáo thành công, có thể thuận lợi chiếm được Hoa Vũ lâu ưu ái. Tề Cương Liệt nhìn ba người liếc một chút, cười ha ha một tiếng, cầm chén rượu lên, một uống xuống. Hắn mọi người cũng là cầm chén rượu lên, lẫn nhau chắp tay một cái, ngước cổ lên uống vào. Tống gia tỷ đệ, cũng không ngoại lệ. Chỉ là Trác Phàm cầm lấy chén rượu kia vừa mới xích lại gần bên miệng, cái mũi lại là nhất động, khóe miệng treo lên một cái thần bí đường cong, lại để xuống đi. Tề Cương Liệt gặp này, không khỏi nhíu mày, bọn người người cũng tất cả đều khẩn trương lên. Ha ha ha, tiểu huynh đệ gọi là Lạc Phàm a, ta nghe Thiến Nhi bọn họ nhắc qua. Dọc theo con đường này còn may mà có ngươi chiếu cố, bọn họ mới có thể yên ổn đến nơi này a. Vì thế lão phu mời ngươi một chén nữa. Nói, Tề Cương Liệt đối với Trác Phàm lần nữa uống một hơi cạn sạch, nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ không nhúc nhích. Cái này, trên bàn tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt dần dần dâng lên từng tia sát ý. Tề Cương Liệt hướng bọn họ đánh cái ánh mắt, để bọn hắn bình tĩnh trở lại, mới giả vờ giận nhìn về phía Trác Phàm nói, Lạc huynh đệ, lão phu thân là Tề gia gia chủ, kính ngươi một chén rượu. Ngươi vì sao không uống, chẳng lẽ là xem thường lão phu sao? Tửu chính là xuyên ruột độc dược, ta kiêng rượu đã rất nhiều năm. Trác Phàm nhếch miệng lên, hình như có chỉ nói, mà lại ta khuyên Tề gia chủ, cũng ít uống thì tốt hơn. Miễn cho đần độn u mê dưới, làm ra sai lầm quyết định, chọc không nên dây vào người, cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Song quyền không khỏi siết chặt, Tề Cương Liệt cái trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi. Bọn người người cũng tất cả đều là trong lòng siết chặt, cùng nhau nhìn về phía hắn. Thật sâu hút mấy cái khí, Tề Cương Liệt mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cười nói tiểu huynh đệ thật đúng là lão luyện thành thục a, khó trách tuổi còn trẻ đã đột phá đoán cốt cảnh. Bất quá tuổi trẻ người a, cái kia khinh cuồng thời điểm vẫn là muốn cuồng vọng một chút. Hôm nay có tử hôm nay say, nhân sinh liền nên thỏa thích hưởng thụ mới là a. Tề Cương Liệt cười lớn. Lại đem chén rượu kia chuyển đến Trác Phàm trước mặt. Trác Phàm nhìn một chút, không khỏi cười lắc đầu, muốn hưởng thụ còn phải có mệnh hưởng mới là, ta còn trẻ, cũng không muốn sớm như vậy liền rời đi thế giới phồn hoa này. Trong mắt ngưng tụ, Tề Cương Liệt đột nhiên đứng dậy, quát nói, người đây là ý gì? Ha ha ha, ngươi không cần giả bộ, ngươi chắc là đã sớm biết ta là ai, nếu không cũng sẽ không bố hạ lớn như vậy một cái chiến trận đến chờ ta vào cuộc. Trác Phàm đem chén rượu kia cầm lấy, hơi hơi một nghiêng, chén rượu bên trong ngọc dịch tựa như một đạo quang trụ giống như hóa thành một đường, chậm rãi rơi xuống. Nhưng khi cái kia ngọc dịch dính vào bàn rượu lúc, lại là cấp tốc bốc lên khói trắng, trong chớp mắt liền đem cái bàn một góc hoàn toàn hòa tan hết. Bốn cấp linh thú, xích luyện độc mãng độc dịch luyện chế bách tiên đan, ta nói không sai chứ. Khóe miệng nghiêng nghiêng nhếch lên,
Trác Phàm cười lạnh nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Tề Cương Liệt, châm chọc nói, còn có những thứ này đoán cốt cảnh cao thủ, cũng đều là quý phủ trưởng lão. Có mấy cái tuổi trẻ tiểu bối đón tiếp, cái này trận thức không khỏi cũng quá lớn. Ai, Tề gia chủ, người cái này bố trí muốn không cho ta hoài nghi cũng khó a. Ha ha ha, ngươi còn dám lại khoa trương một chút sao? Trác Phàm khinh miệt chế giễu, thẳng đem hắn trào phúng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn nãi nãi, như là đã bị ngươi toàn bộ vạch trần, vậy lão phu cũng không cần giả bộ tiếp nữa. Tề Cương Liệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế trong nháy mắt phóng thích ra. Uy áp mạnh mẽ, đem Tống gia tỷ đệ làm cho ngăn không được khí tức trì trệ. Trác Phàm, ngươi lại dám đắc tội U Minh Cốc, hiện tại U Cốc chủ đã đối ngươi phía dưới U Minh truy sát lệnh, toàn bộ đế quốc truy sát không thôi. Cùng để cho người khác đắc thủ, còn không bằng lão phu mang theo đầu ngươi đi U Minh Cốc lĩnh thưởng. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, phía trên. Mệnh lệnh vừa ra, cái kia 9 vị đoán cốt cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, hướng Trác Phàm chỗ đó nhất trưởng đánh tới. Khí thế cường đại làm cho cùng Trác Phàm ở vào cùng một vị trí Tống gia tỷ đệ, liền khí đều thở không lên đây, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng là Trác Phàm lại là cười lạnh, vung tay lên, đem cả cái bàn hất bay. Oanh! Cái bàn trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh gỗ vụn tứ tán bay tán loạn, nhưng là cái bàn kia về sau lại là rốt cuộc không có Trác Phàm bóng người. Người đâu? Mọi người không khỏi cùng nhau sững sờ, trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Hắc hắc hắc, ở đây này. Đột nhiên, một tiếng giễu cợt tại mọi người sau lưng vang lên. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn hồi xoay người đi, tiếng xé gió vang, phốc một tiếng, một vị trưởng lão đầu đã là hoàn toàn nở hoa, óc huyết dịch bay bắn tung tóe khắp nơi. Chậm rãi thu hồi quyền đầu, Trác Phàm vẫy vẫy trên tay vết bẩn, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái tà dị tiếu dung, nói khẽ cái thứ nhất. Sợ hãi cả kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trác Phàm vậy mà cường đại đến mức độ này. Rõ ràng chính mình vẫn là cái đoán cốt cảnh tu giả, lại là có thể tại 9 vị đoán cốt cảnh cao thủ vây kín dưới, chẳng những thuận lợi đột phá trùng vây, còn trong nháy mắt giết một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Xem ra truyền ngôn đều là thật, ngươi quả nhiên là cái quái vật, khó trách liền U Minh Cốc thất trưởng lão đều chết tại trên tay ngươi. Tề Cương Liệt thở sâu, trong mắt bất giác run run, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng y nguyên cắn răng kiên trì lấy. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm hí ngược nhìn về phía hắn, nếu biết lão tử lợi hại, các ngươi còn dám ra tay với ta. Liền U Minh Cốc đều không làm gì được ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền có thể sao? Hắc hắc hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm, càng nguy hiểm sự tình, hồi báo càng lớn. Tề Cương Liệt khẽ cắn môi, nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên hướng Trác Phàm tiến lên, trong mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng, một cái mãnh hổ hư ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng. Linh giai trung cấp vũ kỹ, hổ khiếu quyền. Giống. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên lớn lên giống, Tề Cương Liệt nhất quyền đánh ra. Phía sau hắn cái kia mãnh hổ, cũng lao nhanh lấy hướng Trác Phàm phóng đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười lạnh một tiếng. Cũng không tránh né, chính diện phản ra nhất quyền. Đụng, kịch liệt tiếng vang nổ tung tại tất cả mọi người bên tai, thẳng chấn người nhóm mảng nhĩ đau nhức. Tống gia tỷ đệ càng là gấp bịt lấy lỗ tai, nằm trên mặt đất cuộn mình một đoàn. Trác Phàm bị cái kia mãnh hổ rung ra 10 mét xa, vạch lên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. Thế nhưng là cái kia mãnh hổ cũng tại Trác Phàm nhất quyền phía dưới, bị đánh nát thành một chút kim quang, tiêu tán không thấy. Đón lấy, nhưng nghe một tiếng kêu gào vang lên, Tề Cương Liệt chỉnh cánh tay đột nhiên nổ bể ra đến, máu tươi bưu đến khắp nơi đều là. Gia chủ, còn lại trưởng lão gặp này, không khỏi kinh hãi, cùng nhau kêu lên. Thế nhưng là Tề Cương Liệt lại dường như không có nghe được giống như, hai cái mắt to như chuông đồng một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào đối diện Trác Phàm mắt lạnh lẽo, tràn đầy không thể tin thần quang. Nãi nãi! Lão tử vừa mới đến tột cùng đánh tới thứ quỷ gì phía trên, làm sao lại cứng như vậy? Vừa mới cùng Trác Phàm chính diện giao thủ qua hắn, tâm lý hết sức rõ ràng. Luận nguyên lực cường độ, Trác Phàm cũng không mạnh, chỉ là đoán cốt nhất trọng thực lực, cái kia còn tính toán bình thường.
Thế nhưng là hắn cường độ thân thể lại mẹ hắn quá biến thái, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt tựa hồ cũng là linh binh đoán tạo thành, căn bản không phải nhân loại tất cả. Bởi vậy tại một quyền kia về sau, hắn đem Trác Phàm bước lui 10 mét, nhưng mình lại ngược lại bởi vì lực phản chấn, đem nguyên cả cánh tay cho chấn phế. Mẹ, người đến tột cùng là ai? Tề Cương Liệt từng ngụm địa thở hổn hển, sắc mặt đã trắng bệch, không, con mẹ nó ngươi căn bản không phải người. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm trong mắt sát ý lóe lên, thản nhiên nói, lão tử có phải hay không người, đã theo ngươi không có quan hệ gì. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống, mê tung huyễn ảnh bộ. Chỉ một thoáng, Trác Phàm bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại mấy cái kia trước mặt trưởng lão, bá 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 ba quyền sau đó. Những trưởng lão kia cũng còn không có kịp phản ứng, bên trong ba cái lão đầu đã là ở ngực mở một cái to như nắm tay huyết động, trong nháy mắt liền không có khí tức. Thấy tình cảnh này, mọi người cùng nhau quá sợ hãi. Ngay từ đầu bọn họ vẫn không rõ bọn họ gia chủ đến tột cùng là làm sao đang yên đang lành địa cánh tay lại đột nhiên bạo liệt. Hiện tại bọn hắn biết hết đạo, tiểu tử này quả nhiên không phải người. Nào có người giết đoán cốt cảnh cao thủ cùng đập người đường một dạng, trong nháy mắt thì lấy thân thể máu thịt xuyên qua ba cái. Tống gia tỷ đệ nhìn thấy cái này, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ lúc trước xác thực là gặp qua Trác Phàm giết qua đoán cốt cảnh 6 tầng cao thủ, nhưng là bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này, tại nhiều cao thủ như vậy vây quanh dưới, còn có thể giết người như ngắt chết con kiến một dạng. Đây là cái gì? Cái này kêu là thực lực tuyệt đối. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đã không chỉ là ngưng trọng, càng nhiều lại là kinh hãi. Trác Phàm, trước đó coi như lão phu không biết tự lượng sức mình, đắc tội ngươi. Hiện tại mời ngươi xem ở Thiến Nhi cùng Tiểu Ngọc phân thượng, thả chúng ta một ngựa, sau này chúng ta lại không đối địch với ngươi. Rốt cục, Tề Cương Liệt gặp đại thế đã mất, bắt đầu chịu thua cúi đầu. Thế nhưng là, Trác Phàm lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Tề gia chủ, ta ngay từ đầu thì nhắc nhở qua ngươi, tuyệt đối không nên đần độn u mê làm ra sai lầm gì quyết định. Thế nhưng là đã ngươi đã làm, vậy liền cái kia gánh chịu nên có hậu quả, về phần bọn hắn tỷ đệ. Nói, Trác Phàm nhìn Tống Thiến hai người liếc một chút, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, phản bội qua ta người, còn có cái gì thể diện có thể giảng. Tề Cương Liệt, ngươi là xem thường ta. Vẫn là quá đề cao bọn họ. Nghe được lời này, Tống Thiến cùng Tống Ngọc hai trên mặt người cùng nhau tối sầm lại, trong mắt bất giác chớp động lên vẻ áy náy. Lạc, ách, không, Trác huynh đệ, chúng ta cũng là bị buộc, mời ngươi. Không lại dùng nói, Tống Thiến lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã là lạnh lùng khoát tay một cái nói, như là đã làm, cũng không cần lại giải thích. Ta thả các ngươi rời đi, về sau đừng để ta gặp lại hai ngươi. Không khỏi nhếch nhếch miệng, Tống Thiến bi thương mà cúi thấp đầu, Tống Ngọc cũng là bất đắc dĩ thở dài. Mà nhìn thấy Trác Phàm y nguyên không buông tha, Tề Cương Liệt không khỏi thẹn quá hóa giận, quát to, hừ, Trác Phàm, người đừng muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu là chúng ta người nhà họ Tề cùng tiến lên, theo ngươi liều cái đồng quy vô tận, người cũng ăn không ôm lấy đi. Há, cái kia ta ngược lại là rất chờ mong, các ngươi làm sao cùng ta đồng quy vô tận. Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, khinh miệt nhìn về phía hắn. Trên mặt một hồi xanh một hồi trắng, Tề Cương Liệt đã là tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được khẽ cắn môi, không khỏi nộ hống lên tiếng, tất cả trưởng lão cùng tiến lên, cùng hắn liều. Đúng, gia chủ. Giống to một tiếng, những cái kia còn lại Tề gia năm vị trưởng lão, liền cùng nhau hướng Trác Phàm tiến lên, mỗi một cái đều lộ ra thấy chết không sờn ánh mắt. Đón lấy. Nhưng gặp từng cái lão đầu tất cả đều đem khí thế nâng lên mạnh nhất, tụ lên toàn thân nguyên lực, sử xuất mạnh nhất vũ khí, đều là linh giai trở lên. Trác Phàm tâm lý rõ ràng, bọn họ thật sự là muốn lấy mệnh tương bác. Thế nhưng là hắn lại cũng không để ý, trong mắt lãnh mang lóe lên, bá một tiếng, nương theo lấy một tiếng sấm rền nổ vang, hai cái lôi vân cánh đột nhiên triển khai, đối với không trung người tới cũng là xoay tròn. Chỉ một thoáng. Cái kia năm vị trưởng lão căn bản còn chưa kịp làm ra cái gì một chiêu vũ kỹ, liền đã tại cái này lôi đình bên trong hóa thành hai nửa. Xoạch một thân, hai nửa người rớt xuống đất, máu tươi như dòng sông giống như cuồn cuộn chảy xuống. Hừ,
không chịu nổi một kích. Trác Phàm bĩu môi, khinh thường cười một tiếng. Hiu. Đột nhiên, đúng lúc này, những thi thể này vừa mới từ không trung rơi xuống, một đạo lóe màu xanh lam u quang dao găm lại là trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trước mặt. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm nhìn đến đối diện Tề Cương Liệt gian trá nụ cười, mới phát hiện, nguyên lai những trưởng lão kia chỉ là dùng đến che chắn hắn tầm mắt pháo hôi mà thôi, sát chiêu chân chính là thanh này dao găm. Bất quá, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn ngươi cũng muốn giết lão tử, có phải hay không quá ngây thơ? Khóe miệng vạch ra cái khinh miệt đường cong, Trác Phàm lôi vân cánh bất giác động động. Nhưng là ngay tại lúc này, một đạo duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên, tiếp lấy một đạo đáng yêu bóng người bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn. Cẩn thận! Phốc! Tố tiếng vang lên, máu bắn tung tóe. Tống Thiến Song Đồng không khỏi hơi hơi co rụt lại, khóe miệng chậm rãi chảy ra một đạo hắc vết máu màu đỏ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tỷ! Một tiếng bi thiết, Tống Ngọc vội vàng đi vào Tống Thiến trước người, đỡ dậy nàng cái kia suy yếu thân thể. Thế nhưng là Tống Thiến lại là không có nhìn đệ đệ của nàng liếc một chút, mà chính là cố hết sức quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lệ quang ẩn ẩn chớp động. Thật xin lỗi, chúng ta thật không phải cố ý. Mi đầu bất giác động động, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài. Đáng chết tiện nhân, dám xấu lão phu đại sự, nhìn lão phu không làm thịt ngươi. Thấy mình đoạt mệnh nhất kích vậy mà phá hủy ở một nữ nhân trong tay, Tề Cương Liệt không khỏi gầm thét lên tiếng, bỗng nhiên hướng Tống Thiến hai tỷ đệ vọt tới, nhất trưởng thẳng tắp hướng Tống Thiến nện xuống. Lạnh lùng hừ một cái, Trác Phàm không có liếc hắn một cái, nhưng là một cái lôi vân cánh lại là như một thanh lợi kiếm giống như trong nháy mắt xẹt qua hắn thân thể. Chỉ một thoáng, Tề Cương Liệt ngay tại vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó soạt một tiếng, nứt thành hai nửa. Tạng phủ máu tươi như là thác nước bay vọt mà xuống, vẩy một chỗ. Từ đó, Tề gia tất cả cao thủ toàn bộ mất mạng. Trác Phàm cúi người xuống xem Tống Thiến thương thế, đã thấy nàng cái kia dao găm vừa vặn bắn tại nàng trên đầu vai, nhưng là chảy ra máu lại là đỏ thẫm. Sau đó vội vàng rút ra cái kia dao găm nhìn xem, lại là nhướng mày nói, không tốt, phía trên này có độc. Có độc. Tống Ngọc hai mắt lưng tròng, vệt một chút cái mũi. Vội vàng nói, cái này nhất định là Tề gia độc môn độc dược, ta đi bọn họ nhà thuốc tìm thuốc giải. Tỷ, ngươi nhất định muốn chịu đựng a. Nói, Tống Ngọc vệt một thanh nước mắt, như một làn khói rời đi. Ai, chờ chút, Trác Phàm sững sờ, vừa định đứng lên đuổi theo, một cánh tay ngọc lại là mãnh liệt mà đem hắn bắt lấy. Cúi đầu xem xét, lại chính gặp Tống Thiến chính đầy mặt tái nhợt nhìn lấy hắn. Không muốn đi, Tống Thiến suy yếu nói. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, đem nàng đỡ dậy, một bàn tay chậm rãi áp vào nàng áo lót ách, ta thì chỉ là muốn nói cho ngươi đệ đệ, loại độc này chắc là có thể dùng nguyên lực bước đi ra. Ha ha ha, ta cái này đệ đệ cũng là lỗ mãng bất động não, không giống ngươi. Tống Thiến trắng xám bờ môi hơi hơi liệt liệt, một cái dần dần băng lãnh tay ngọc chậm rãi bắt lên bàn tay hắn, trong đôi mắt như là một vũng xuân thủy giống như, chăm chú nhìn ánh mắt hắn. Thẳng đem hắn chằm chằm đến mức dị thường xấu hổ, dường như lại trở lại chiếc xe ngựa kia bên trong giống như. Vẫn là vội vàng đem nàng độc bước đi ra đến, Trác Phàm tâm đạo. Thế nhưng là làm hắn đem nguyên lực đưa vào Tống Thiến thể nội lúc, lại là không khỏi khẽ giật mình, nỉ non nói, chuyện gì xảy ra, vậy mà cha không được độc nguyên. Loại tình huống này 10 phần hiếm thấy, lấy Trác Phàm kinh nghiệm đến xem. Một là nàng căn bản không có trúng độc. Hai là loại độc này vô cùng hiếm có thể né qua nguyên lực dò xét. Lại nhìn xem Tống Thiến sắc mặt, đã là càng ngày càng kém, sinh mệnh lực cũng tại cấp tốc sói mòn. Trác Phàm khẽ cau mày, tâm đạo hẳn là loại thứ hai đi. Như vậy nguyên lực bức độc liền không có dùng, đành phải dùng loại phương pháp thứ hai, hóa giải một chút độc tính khuếch tán. Cái kia chính là, hút độc đại pháp. Thế nhưng là, lại nhìn xem Tống Thiến cái kia liên tiếp bộ ngực đầu vai. Trác Phàm nhất thời khó khăn. Cái chỗ kia, không khỏi quá xấu hổ đi. Ngươi làm sao, nhìn lấy Trác Phàm cái kia quái dị khuôn mặt, Tống Thiến không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói quanh co lấy nói ây. Cái kia, cái gì, ta không cách nào giúp ngươi bước ra độc đến, nhất định phải dùng miệng hút. Trác Phàm còn chưa nói hết,
nhưng là Tống Thiến đã rõ ràng. Trắng xám trên gương mặt, không khỏi nổi lên từng tia ửng đỏ, thẹn thùng cúi thấp đầu. Cái kia, vậy làm phiền, Tống Thiến thanh âm rất nhỏ, như là con muỗi một dạng, thậm chí còn có chút run âm. Cái kia thẹn thùng bộ dáng, khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc một phen. Không khỏi liếm liếm khô khốc bờ môi, Trác Phàm chậm rãi đưa tay đưa đến nàng vết thương trước, khẽ cắn môi, xoẹt một tiếng đem nàng y phục xé mở, lộ ra bên trong trơn nhược ngưng son da thịt. Thân thể không tự giác mà run lên dốc hết ra, Tống Thiến không khỏi đóng chặt lại ánh mắt, nguyên bản trắng bệch gương mặt lúc này đã tràn đầy đỏ bừng. Tuy nhiên nàng sớm đã minh bạch sau đó phải phát sinh sự tình, nhưng là tại y phục kia xé mở trong tích tắc, vẫn không khỏi ngâm khẽ lên tiếng, làm cho Trác Phàm trong lòng cũng là ngăn không được rung động. Ách, Tống cô nương, đắc tội. Trác Phàm lúng túng nhếch nhếch miệng, chậm rãi đem bờ môi áp vào miệng vết thương kia, lập tức vận dụng nguyên lực, đem độc huyết hút vào trong miệng, sau đó lại nôn đi ra bên ngoài. Một miệng, hai cái, ba miệng. Trác Phàm càng hút, càng cảm thấy nghi hoặc, bình thường độc huyết cửa vào đều sẽ có chua cay cảm giác, vì sao lúc này Tống Thiến độc huyết lại cùng bình thường huyết dịch không hai, tựa hồ căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Bất quá dù vậy, vì lý do an toàn, Trác Phàm vẫn như cũ từng ngụm địa hút lấy, thẳng đến huyết dịch biến thành đỏ tươi mới thôi. Tốt, cái này đại bộ phận độc dịch đều đã hút ra đến, sẽ không có sự tình. Trác Phàm ngẩng đầu lên, thở dài ra một hơi, nhưng là trong mắt nghi hoặc lại là không giảm chút nào. Thế mà, đúng lúc này, một đạo hỏa nhiệt thân thể mềm mại lại là bỗng nhiên chui vào trong ngực hắn, hai cái tinh tế cánh tay nương theo lấy thiếu nữ đặc thù mùi thơm cơ thể chậm rãi lượn quanh phía trên cổ hắn. Trác Phàm giật mình, khó hiểu nói, Tống cô nương, người đây là... Xuyệt! Tống Thiến ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, giống như lan hương, phát ra tràn ngập mị hoặc thanh âm, Trác Phàm, người có biết hay không, đánh ta gặp ngươi thứ nhất mắt thời điểm, thì thích ngươi. Trác Phàm con ngươi hai bên động động, thản nhiên nói, Tống cô nương, đệ đệ ngươi lập tức liền muốn trở về. Không cần phải để ý đến hắn, Tống Thiến chậm rãi duỗi ra vểnh lên lưỡi tại Trác Phàm gương mặt một bên nhẹ nhàng một liếm, hắn tựa như giống như bị chạm điện mà run lên dốc hết ra, hôm nay, ta chỉ muốn một mình ngươi bồi tiếp ta. Vừa dứt lời, Trác Phàm còn không có kịp phản ứng, Tống Thiến liền đã ôm chặt lấy đầu hắn, môi thơm chăm chú địa hôn hướng môi hắn. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm trong lòng căng thẳng, não tử trong nháy mắt chập mạch. Hắn mặc dù là đã từng tu luyện tới ma hoàng lão ma đầu, nhưng là hắn một lòng phốc về mặt tu luyện phương thức cũng là từng bước địa làm gì chắc đó, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này chuyện nam nữ. Lần trước Lạc Vân Thường cùng Lôi Vũ Đình cưỡng hôn liền đã để hắn xử trí không kịp đề phòng, nhưng lần này thế mà ác hơn. Mẹ hắn, lão tử hai đời đều là tiểu sử nam A, cái nào gặp qua loại chiến trận này. Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên lóe qua một đạo vẻ phẫn nộ, bỗng nhiên một thanh liền đem Tống Thiến đẩy đi ra, quát to, ngươi đến tột cùng hướng miệng ta bên trong nhét thứ gì. Trác Phàm tại cái này mơ mơ màng màng ở giữa, y nguyên có thể cảm giác được có dị vật cửa vào. Mà lại vật kia vừa vào trong miệng thì hóa, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tống Thiến duyên dáng gọi to một tiếng, ngã trên mặt đất, không nói gì. Nhưng là đúng lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Cho người ăn đương nhiên là đồ tốt. Sau một khắc, nhưng nghe tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh từ không trung xẹt qua. Đồng thời, bóng đen kia trong tay vung lên. Một cái trong suốt chuông lớn liền một tiếng ầm vang đem Trác Phàm lồng vào đi. Trác Phàm xem xét, không khỏi quá sợ hãi, tứ phẩm phòng ngự linh binh. Ha ha ha, không sai, đây là ta tề ra tứ phẩm linh binh, tử kim lưu ly chản. Có thể để phòng ngự, cũng có thể bắt người. Bóng đen kia rơi vào Trác Phàm trước mặt, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương già nua khuôn mặt. Nhưng là cái kia trong hai mắt. Nhìn lấy Trác Phàm lại là đã hưng phấn, vừa đau hận. Ngươi chính là tỏa trấn tề gia thiên huyền cường giả. Trác Phàm hai mắt ngưng tụ, muốn đứng dậy đứng lên, lại là đột nhiên đầu một choáng, lại không thể không quỳ ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, ta đây là trúng độc. Ha ha ha, không sai, ngươi bên trong chính là ta tề gia độc môn kịch độc, phệ thần tán. Lão giả cười lạnh, thản nhiên nói,
Loại này phệ thần tán chuyên công nguyên thần, thần chiếu cảnh phía dưới cường giả, trong vòng một canh giờ tất nhiên nguyên thần tán loạn mà chết. Cho dù là thần chiếu cường giả, không có chúng ta giải dược, cũng nấu không tới 3 ngày. Trác Phàm nhìn lấy lão giả kia lạnh lẽo nụ cười, khẽ cau mày. Phảng phất là xem thấu khác ý nghĩ, lão giả cười to nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không, chính mình là như thế nào trúng độc. Hắc hắc hắc, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, thực lúc trước bắn về phía Thiến Nhi cái kia dao găm phía trên căn bản không có độc, chỉ là bôi chút làm cho huyết dịch biến sắc dược vật thôi. Mà tránh thức độc dược, là tại Thiến Nhi cái kia trên bờ vai, ngươi vừa mới nhất định hút rất vui vẻ đi. Nói, lão giả kia lại là một trận cười to. Đồng thời, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, chính là cái kia Tống Ngọc cùng Tề Thiên Lỗi. Hai người đi đến Tống Thiến bên cạnh, đem nàng chậm rãi đỡ dậy. Tống Ngọc cùng Tống Thiến tựa hồ cũng hổ thẹn trong lòng, không dám cùng Trác Phàm đối mặt. Thế nhưng là cái kia Tề Thiên Lỗi lại là lạnh lùng nhìn về phía Lưu Ly Trản bên trong Trác Phàm, trong mắt lộ ra khắc cốt ghi tâm cửu hận. Cũng là ngươi, giết chết cha ta. Ta nhất định muốn đưa ngươi ngũ mã phanh thây, lấy báo thủ giết cha. Hừ, thiên hạ vô sỉ người già tử gặp nhiều, giống các ngươi Tề gia không biết xấu hổ như vậy, lão tử vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, khinh thường bĩu môi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Tề Cương Liệt ngay từ đầu cũng là dùng đến dẫn ta mắc câu pháo hôi, hắn chết các ngươi đã sớm ngờ tới, còn nói lão tử giết hắn, căn bản là các ngươi trước bỏ qua hắn đi. Vừa mới nói xong, Tề Thiên Lỗi nhìn lấy Trác Phàm, gương mặt hung hăng co rúm một chút, lại là không phản bác được. Tuy nhiên đây là rõ ràng sự tình, nhưng cũng không thể nói ra được đi. Nếu không nhi tử coi lão tử là pháo hôi sử dụng, sau đó cầm địch người thủ cấp đi lĩnh công, cái này truyền đi thế nhưng là nếu không hiếu, hội thụ người trong thiên hạ khinh bỉ. Hừ, dối trá. Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng. Nhìn về phía lão đầu kia nói, cầm nhất gia chi chủ cùng 9 vị trưởng lão đến làm bia đỡ đạn, ngài thủ bút có thể đủ lớn a. Ánh mắt khẽ híp một cái, lão giả kia không chút nào coi là ngang ngược, cười to lên, ha ha ha. Thì tính sao, lão phu bỏ nhi tử, còn có cháu trai. Chỉ cần cầm tới người đầu người, Tề gia thì có thể trở thành U Minh cốc đệ nhất phụ thuộc gia tộc. Một nhà phía dưới, vạn gia phía trên, về sau muốn bao nhiêu trưởng lão. Có bao nhiêu trưởng lão, Tề gia sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. So với tương lai gia tộc vinh dự, hiện tại một chút xíu tổn thất tính là cái gì? Ha ha ha, quả nhiên có nhất đại kiêu hùng phong phạm, đầy đủ vô tình. Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, biểu thị khen ngợi, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu, khinh bỉ nói, bất quá ngươi lão nhân này ánh mắt quá nhỏ hẹp, phí nửa ngày kinh, chỉ vì làm U Minh cốc điều thứ nhất chó sủ, thật mẹ hắn không có tiền đồ. Muốn là đến lượt ta, nỗ lực nhiều như vậy, tối thiểu muốn xưng bá toàn bộ đại lục mới là. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau giật mình. Xưng bá đại lục, tiểu tử này điên sao? Đừng nói là toàn bộ đại lục, người biết Thiên Vũ đế quốc lớn bao nhiêu sao? Thật sự là mồm còn hôi sữa, ăn nói bừa bãi. Lão giả kia thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là cười lạnh một tiếng. Lão phu hiện tại biết vì sao ngươi dám coi trời bằng vung, đắc tội U Minh cốc. Người điên, con mẹ nó ngươi cũng là người điên. Nhất thống đại lục, há là người bình thường có thể làm được. Hừ, yến tước sao biết chí hồng hộc quá thay. Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, khoan thai hỏi, đúng, ta đối đan dược vẫn tương đối giải. Nếu là bả vai nàng bên trên có độc, ta hẳn là có thể phát giác ra được. Hắc hắc hắc. Lão phu nghe nói người giết u quỷ thất, liền biết người hẳn là cẩn thận người, nếu không đấu không lại lão đầu kia. Cho nên đối phó ngươi, làm sao có thể dùng đồng dạng độc dược. Lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút tự hào nói, cái này phệ thần tán, lão phu là chia làm 2 loại dược vật đặt chung một chỗ. Thiến Nhi đầu vai dược vật bản thân không có độc, nhưng là một cùng trong miệng nàng dược vật hỗn hợp, liền trở thành kịch độc. Trừ chi không đi. Xâm nhập nguyên thần. Chính là nàng tại hôn lão tử thời điểm, thừa cơ nhét vào lão tử trong miệng đồ vật. Không sai, đây cũng là vì nàng an toàn, nếu không dược vật tiến vào trong miệng nàng, ngươi còn không có trúng độc, nàng đã muốn mất mạng. Lão giả kia tà dị cười cười, vì đối phó ngươi, lão phu đã sớm tra ra ngươi hết thảy nội tình,
riêng là biết ngươi là vì một tiểu nha đầu ra mặt, mới tội U Minh Cốc. Lão Phu liền biết, con mẹ nó ngươi trời sinh cũng là tình trùng, cho nên mới an bài như thế cái mỹ nhân kế. Tiểu gia hỏa, ngươi xác thực rất cẩn thận, thế nhưng là phải biết, trên đầu chữ sắc có cây đao a. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng, không nghĩ tới đánh với U Quỷ Thất một trận, truyền tới đúng là biến thành hắn vì mỹ nhân ra mặt. Bất quá, lời này còn thật đúng. Tưởng tượng hắn trọng sinh đến bây giờ, cái nào một lần xuất thủ không phải vì nữ nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm chính mình cũng sắp cảm thấy mình cũng là cái sắc lang, uy, lão đầu, người tâm kế man thâm trầm, không tại cái kia U Quỷ Thất phía dưới a. Đó là đương nhiên, nhìn thấy Trác Phàm khen chính mình, lão giả kia đúng là hiên ngang đầu, lộ ra một mặt vẻ tự hào, cái kia U Quỷ Thất bất quá chỉ là xuất thân so lão phu tốt thôi, như lão phu có thể xuất thân tại bảy thế gia, bây giờ thành tựu tất không kém hắn. Tiểu tử, người biết lão phu xưng hào a, Thiết Tỏa Hoành Giang, Tề Uy Lâm, hắc hắc hắc. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhếch miệng cười nói, Thiết Tỏa Hoành Giang, nửa vời, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt, Tề Uy Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, cười to lên, phảng phất là gặp phải tri âm đồng dạng, không hổ là làm thịt U Quỷ Thất nhân vật, không nổi, người vẫn là thứ nhất nghe đến lão phu danh hào, liền biết bên trong hàm nghĩa người. Nếu không phải đầu ngươi đáng tiền như vậy, lão phu còn thật không nỡ giết ngươi. Giết ta, ngươi cũng xứng. Đột nhiên, Trác Phàm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái trán. Bạch. Một nói ngọn lửa màu xanh đột nhiên phát lên, sau một khắc, liền gặp một chút màu đen khí tức theo cái kia trong ngọn lửa toát ra, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cái kia phệ thần tán độc, đã là tại ngọn lửa màu xanh này phía dưới, hoàn toàn hóa thành hư vô. Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhìn chung quanh mọi người, lộ ra băng lãnh sát ý, lão tử giết U Quỷ Thất lúc đưa cho hắn một câu, hiện tại cũng hoàn toàn có thể tặng cho ngươi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, đều không làm nên chuyện gì. Làm sao có thể? Nhìn lấy Trác Phàm rằng giặc đứng người lên ảnh, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi. Riêng là cái kia Tề Uy Lâm, trong mắt càng là lộ ra khó có thể tin thần quang. Bọn họ Tề gia tổ truyền phệ thần tán, thế nhưng là liền thần chiếu cảnh cao thủ đều sẽ dị thường khó giải quyết đồ vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì bị phá giải. Cái kia, đó là đồ chơi gì? Đột nhiên, Tề Uy Lâm trong mắt co rụt lại, dường như mới vừa vặn chú ý tới Trác Phàm cái trán thanh viêm, không khỏi kêu lên sợ hãi, cũng là vật kia, giải ngươi độc. Đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái kia tia thanh viêm liền lần nữa tiêu tán đi xuống, Trác Phàm khóe miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung, ha ha ha. Một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải biết nhiều như vậy đây? Nghe được lời này, tất cả mọi người sắc mặt bất giác run lên, không khỏi cùng nhau lui về phía sau một bước. Trác Phàm khủng bố, bọn họ vừa mới thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, cho nên làm hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người trong lòng đều ngăn không được địa siết chặt. Cho dù là cái kia Tề Uy Lâm, sắc mặt cũng cấp tốc biến đến ngưng trọng xuống tới. Thế nhưng là nhìn đến Trác Phàm còn vây ở cái kia Tử Kim Lưu Ly Chản bên trong, Tề Uy Lâm liền lại khoát tay một cái nói, mọi người không cần lo lắng, tiểu tử kia còn tại lão phu tứ phẩm linh binh bên trong nhốt, không có khả năng. Giống. Thế mà, hắn lời nói còn chưa nói xong. Nhưng nghe một tiếng kinh thiên chấn địa long ngâm vang lên, một đạo màu đen quang trụ cũng đã bỗng nhiên theo bộ ngực hắn xuyên qua. Thân thể bất giác lắc một cái, Tề Uy Lâm khóe miệng đột nhiên chảy xuống cuồn cuộn máu tươi, thế nhưng là trong mắt của hắn lại là một mảnh vẻ mờ mịt. Lão phu, đến cùng làm sao? Tề Uy Lâm mi đầu nhẹ nhàng nhăn nhăn, chà chà khóe miệng không ngừng chảy ra huyết sắc, lại là một mặt mờ mịt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình thân thể càng ngày càng băng lãnh, sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc sói mòn, lại căn bản không biết là vì cái gì. Quay đầu nhìn Tề Thiên Lỗi ba người liếc một chút, chỉ gặp bọn họ tất cả đều một mặt sợ hãi nhìn mình chằm chằm ở ngực. Tề Uy Lâm lúc này mới thuận lấy bọn hắn ánh mắt hướng chính mình ngực nhìn qua, lại là thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, bộ ngực hắn đã xuất hiện một cái to như nắm tay hắc động. Tinh hồng máu tươi đang không ngừng địa từ bên trong hướng ra phía ngoài chảy xuống. Mà lại, hắn hiện tại mới cảm nhận được, hắn sau lưng vậy mà cũng lạnh lẽo. Vô ý thức lấy tay sờ sờ, lại là trong lòng đột nhiên mát lạnh,
nguyên lai hắn sau lưng cũng có một cái cửa hang. Nhìn vị trí kia, đúng là bị người nhất quyền xuyên qua một dạng. Tại sao có thể có loại sự tình này? Tề Uy Lâm quả thực không thể tin được đây là thật, hắn làm sao đần độn u mê sẽ chết. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm phương hướng lúc, lại là tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái kia tử kim lưu ly tràn bên trong, Trác Phàm từng ngụm địa thở hổn hển, khí thế cũng bỗng nhiên hàng một nửa. Nhưng là hắn một cái tay lại thành vuốt rồng hình, chính đối với mình phương hướng. Mà cái kia nhất chảo ngay phía trước lưu ly tràn, cũng là mở một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa động, cùng bộ ngực hắn cái kia cửa động lại không khác nhau chút nào. Da mặt hung hăng rút rút, Tề Uy Lâm nhìn lấy Trác Phàm cái kia lạnh lẽo ánh mắt, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, cắn răng nói, quái vật, vậy mà bằng vào thân thể máu thịt, tại tứ phẩm linh binh phía trên. Mở, động, đụng. Vừa dứt lời, Tề Uy Lâm liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trong hai mắt, y nguyên phủ đầy vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lại sẽ chết đến nhanh như vậy. Trác Phàm rõ ràng còn bị hắn vây ở tứ phẩm linh binh bên trong, lại như cũng có thể đem hắn một chiêu miểu sát. Đây là như thế nào thực lực kinh khủng, mới có thể làm đến sự tình a, đoán chừng liền xem như thiên huyền cao thủ, cũng không có khả năng đang bị nhốt thời điểm, còn có thể sử dụng nhất kích chí mệnh đi. Tiểu tử kia, quả nhiên là cái quái vật, lão phu Tề gia, xong. Sau cùng trước khi chết một khắc này, Tề Uy Lâm trong lòng trừ hoảng sợ bên ngoài, đã hoàn toàn là hối hận cùng tuyệt vọng. A! À, một tiếng kêu sợ hãi phát ra, Tống Thiến đầy mặt hoảng sợ liên tục không ngừng lui lại, Tề Thiên Lỗi cùng Tống Ngọc cũng là dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy đi theo bên người nàng, vội vã thối lui, lại là căn bản không còn dám đi xem cái kia Trác Phàm liếc một chút. Từng ngụm thở phì phò, Trác Phàm khóe miệng một phát, lộ ra một cái tà dị tiếu dung, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Một chiêu này dù sao cũng là huyền giai vũ kỹ, Trác Phàm cho dù không phải ba chiêu đều xuất hiện, chỉ xuất một chiêu, cũng y nguyên trong khoảnh khắc rút đi hắn hơn phân nửa nguyên lực. Nếu là lại ra một chiêu, chỉ sợ cũng muốn khô kiệt. Bất quá, uy lực này lại là xác thực kinh người. Vốn là cái này ma sát tam tuyệt chính là vì rèn thể thu giả lượng thân mà làm, thân thể càng mạnh, uy lực càng lớn. Thế nhưng là Trác Phàm cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ngũ phẩm ma bảo giống như thân thể, phối hợp cái này huyền giai vũ kỹ, vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là muốn thử xem, có thể hay không bằng chiêu này đem cái này tứ phẩm linh binh đánh vỡ. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lấy cái này tứ phẩm phòng ngự linh binh cường độ, vậy mà mảy may ngăn không được quỷ này long chảo nhất kích, thậm chí trong nháy mắt lấy ngày đó huyền cường giả tánh mạng. Hắc hắc hắc, lão tử lúc trước quyết định quả nhiên là đúng, đã luyện thể thành công, liền nên tu luyện chút cường ngạnh một chút vũ kỹ. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong mắt tinh quang lóe qua. Bá một tiếng, hai cái lôi vân cánh bỗng nhiên hướng hai bên triển khai. Như là hai đầu cây roi một dạng, hướng bên cạnh co lại. Ầm ầm, nguyên bản thì bị đánh xuyên một cái lỗ hồng tử kim lưu ly tràn, trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Trác Phàm xa nhìn ba người kia đi xa phương hướng, trong mắt lãnh mang lóe lên, dưới chân đạp mạnh, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo. Bất quá mấy hơi thở công phu, đã là nhìn đến ba người thân ảnh. Siêu! Một cái lắc mình, Trác Phàm ngăn ở ba người trước mặt. Chính đang chạy trốn ba người, đột nhiên nhìn đến Trác Phàm hiện thân, không khỏi khí tức trì trệ, đã là dọa đến đầy mặt trắng xám. Chân cái kế tiếp lảo đảo, ào ào té ngã trên đất. Chạy a, các ngươi ngược lại là chạy a. Trác Phàm trên mặt mang một tia tà tiếu, chậm rãi hướng bọn họ tới gần, nhìn là các ngươi chạy nhanh, vẫn là ta đuổi đến nhanh. Cao, Trác đại gia, là chúng ta Tề gia có mắt như mù, đắc tội ngài. Hiện tại ngài đã giết cha ta cùng gia gia của ta, thì thả ta đi. Tề Thiên Lỗi nhìn đến Trác Phàm cái kia lạnh lẽo nụ cười, sớm đã là dọa đến tam hồn không thấy hai hồn. Thất phách chạy mất lục phách, dập đầu như dã tỏi, khóc ròng ròng địa cầu xin tha thứ lấy. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt hàn quang lấp lóe, một thanh nắm được hắn cổ, đem hắn giơ lên, cười lạnh nói, đã ngươi nói, lão tử đã giết ngươi cha cùng gia gia ngươi, đây cũng là không kém ngươi một cái, đi xuống cùng bọn họ đi. Vừa dứt lời,
một cỗ hắc khí đột nhiên theo Trác Phàm thể nội chui vào, tiến vào Tề Thiên Lỗi trong thân thể. Bất quá mấy hơi thở, cái kia Tề Thiên Lỗi liền hóa thành một đống bột phấn, phiêu tán trong không khí. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế thủ đoạn giết người, Tống Thiến hai tỷ đệ toàn đều sợ hãi địa co lại thành một đoàn. Nhìn lấy hai người bộ kia lo lắng hãi hùng bộ dáng, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, việc đã đến nước này, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là Tống Thiến nhấp nhẹ một miệng môi dưới, một mặt áy náy nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác huynh đệ, chúng ta làm như vậy cũng là bức tại bất đắc dĩ. Chúng ta Tống gia dù sao cũng là tiểu gia tộc, có thể không thể trêu vào Tề gia, càng không dám gây U Minh Cốc. Ngươi nếu là có oán hận, thì giết ta, nhưng mời ngươi thả qua Tiểu Ngọc, hắn là chúng ta Tống gia duy nhất đàn ông. Tỷ, Tống Ngọc gặp này, không khỏi hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Tống Thiến cũng là một mặt bi thương nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nhu sắc. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, ai, các ngươi cùng bọn hắn còn thật giống, đều là giống nhau tình thế bức bách, gia tộc nguy nan. Nói, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, xa xa nhìn hướng trời xa, thở dài, không biết bọn họ hiện tại như thế nào, có hay không bởi vì ta sự tình chịu ảnh hưởng. Ngươi nói là, Lạc gia, Tống Thiến nhìn lấy Trác Phàm cái kia điều hưu bóng lưng, sâu xa nói. Trong mắt tinh mang lóe lên. Trác Phàm khóe miệng vạch ra một đạo băng lãnh đường cong, gật gật đầu, không sai, các ngươi cùng bọn hắn rất giống, để cho ta không nhẫn tâm xuống tay. Nói đến đây, Tống Thiến hai trên mặt người đều như có như không lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng là rất nhanh, Trác Phàm liền lời nói xoay chuyển, cười lạnh thành tiếng, đáng tiếc a, có một chút không giống, chỉ một điểm này. Bạch, không có dấu hiệu nào, Trác Phàm sau lưng lôi vân cánh đột nhiên xoay tròn. Tống Thiến cùng Tống Ngọc hai người đầu người liền bỗng nhiên phi lên, tiếp lấy rơi xuống mặt đất. Thế nhưng là thẳng đến bọn họ đầu người dính vào mặt đất bụi đất, trên mặt bọn họ vẫn là treo một tia tràn ngập hy vọng ý cười. Các ngươi hai cái, so với bọn hắn khôn khéo quá nhiều. Trác Phàm suy suy cười một tiếng, vẫn như cũ phối hợp nói, các ngươi biết lão tử xuất thân, mới tại lão tử trước mắt diễn đoạn này khổ tình hí, thật sự là coi lão tử là ngu ngốc. Chỉ có điểm này, các ngươi cùng bọn hắn thực sự quá không giống, ha ha ha. Cười lớn một tiếng, Trác Phàm chậm rãi rời đi, không còn có nhìn sau lưng cái kia hai bộ thi thể liếc một chút. Đón lấy, Tề gia trong nội viện liền truyền đến từng tiếng tiếng hét thảm. Một tháng sau, siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi vào Tề gia trong đại viện. Thả mắt nhìn đi, lại là ba cái lão giả áo xám, người cầm đầu. Chính là U Minh Cốc nhị trưởng lão. Đối xử lạnh nhạt nhìn khắp bốn phía một vòng, nhị trưởng lão ánh mắt khẽ híp một cái, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, cái này Tề gia làm sao lại quạnh quẽ như vậy? Hừ, bọn họ thật lớn mật, rõ ràng là bọn họ trước phái người đến ta U Minh Cốc truyền tin, nói là có tiểu tử kia manh mối, chúng ta mới đến. Thế nhưng là đến nơi này, vậy mà một cái tiếp đãi người đều không có, thật sự là không muốn sống. Một cái khác lão giả hung tợn đại mắng, chỉ là một cái gia tộc nhị lưu, cái quái gì? Chậm rãi lắc đầu, nhị trưởng lão thật sâu hút mấy cái khí, đột nhiên tròng mắt co rụt lại, đại kêu ra tiếng, không đúng, có vấn đề. Lão tam, lão tứ, hai người các ngươi đi bốn phía xem kỹ một chút, cái này Tề gia tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hai người kia liếc nhau, mãnh liệt gật đầu một cái, liền trong nháy mắt biến mất bóng người. Chờ một lúc. Hô to một trận đột nhiên từ Tề gia hậu viện phát ra, nhị ca, tam ca, các ngươi mau đến xem. Nghe đến cái này âm thanh hô hoán, hai nhân mã tới đến hậu viện, nhưng là thấy đến hậu viện tình cảnh về sau, lại tất cả đều là tròng mắt ngăn không được địa co rụt lại. Chỗ đó sớm đã biến thành một chỗ bãi tha ma, gần ngàn bộ thi thể loạn xạ chất thành một đống, hình thành một cái tiểu sơn. Từng trận xác thối hôi thối phiêu tán ra ngoài. Dẫn tới ngàn vạn con ruồi phi trùng đang không ngừng bay múa. Thật ác độc tiểu tử, vậy mà đem Tề gia diệt môn. Nhị trưởng lão mí mắt không khỏi run run, gấp che mũi cắn răng nói. Hai người khác nghe, cũng là trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, nhưng là bàn về độc ác vô tình đúng là so với bọn hắn những lão gia hỏa này còn có phần hơn. Cả nhà diệt tộc,
Tại Thiên Vũ Đế quốc bên trong, đây là chỉ có đắc tội hoàng thất cùng bảy thế gia mới sẽ phải gánh chịu khắp nơi quyết. Nhưng là từ giờ trở đi, lại thêm một người. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão vội vàng nói, lão tam, lão tứ, các người đem những thi thể này xử lý, khác truyền đi. Vì cái gì? Đần độn, nếu để cho người khác biết tiểu tử này chỗ kinh khủng, ai còn dám cùng tiểu tử kia làm đúng, vậy chúng ta làm sao tìm được tiểu tử kia chỗ? Nhị trưởng lão mắng to một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía đống kia thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh thành tiếng, hừ, cái này Tề Uy Lâm luôn luôn tự xưng là cái thứ hai lão thất, hắn nhất định là muốn cầm tiểu tử kia đầu tranh công, cho nên mới tự tiện động thủ. Thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Không biết tự lượng sức mình. Suy cười một tiếng, nhị trưởng lão quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hậu viện lấy lên ngập trời đại hỏa, rất nhanh liền đốt tới toàn viện, tất cả thi thể đều một đốt hết sạch, còn mang kèm theo cái kia toàn bộ Tề gia đại viện. Nhìn lấy cái kia hừng hực hỏa quang, một vị lão giả nhìn về phía nhị trưởng lão nói, nhị ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Chia ra hành động, nhị trưởng lão trong mắt ngưng tụ nói, ba người chúng ta phân ba phương hướng truy kích, luôn có một chỗ là đúng. Thế nhưng là, còn có thứ bốn phương tám hướng đâu? Một vị lão giả cau mày nói, ai, muốn không phải đại ca bế quan, chúng ta bốn người thì vừa vặn có thể phân bốn phương tám hướng truy. Khoát khoát tay, nhị trưởng lão cười nhẹ lắc đầu, nhìn về phía nơi xa, cái hướng kia không dùng truy, đó là thông hướng Hoa Vũ Thành đường. Muốn là tiểu tử kia dám đi đường này, hừ hừ, lão ngũ ngay tại Hoa Vũ Thành chờ lấy hắn đây. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão vừa tung người, bay về phía không trung. Hai vị khác lão giả liếc nhìn nhau, đều là cười lạnh một tiếng, cũng là bỗng nhiên phi lên. Chỉ một thoáng, nơi này lại cũng không có một bóng người. Lan Lăng Thành đệ nhất thế gia, cũng từ đây trên đại lục hoàn toàn biến mất. Gió xuân hiu hiu cây liễu bờ, ta kéo xe ngựa tìm linh đan. Không biết cao nhân bộ mặt thật sự, chỉ vì mắt chó quá cấp thấp. Rộng lớn trên đường lớn, một vị thiếu niên lái cạnh xe ngựa đi một bên kêu. Nếu là hiện tại có Tề gia oan hồn đi ngang qua, nhất định sẽ giật nảy cả mình, chiếc xe ngựa này không phải liền là Tống gia sao. Còn có cái kia đánh xe thiếu niên, không phải liền là Tống Ngọc sao? Hắn không phải giống như chúng ta chết à, làm sao còn sống? Thế nhưng là, nếu là bọn họ nhìn đến thiếu niên kia khóe môi nhếch lên cái kia tia tà dị tiếu dung, nhất định sẽ dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy, sợ liền quỷ đều không làm được. Bởi vì cái kia tia mỉm cười bọn họ quá quen thuộc, cũng là đem bọn hắn Tề gia cả nhà diệt tộc ác ma kia nụ cười. Hu! Đột nhiên, thiếu niên ghìm lại dây cương, ngừng xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước ngoài trăm thước, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn thành lâu. Chính bên trong vị trí khác lấy ba chữ to, Hoa Vũ Thành. Rốt cục đến, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới một số khởi tử hồi sinh thuốc tốt, cũng không uổng công lão tử dịch dung tới đây. Thiếu niên thở sâu, khóe miệng hơi vểnh lên, hất lên roi ngựa, thì muốn tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, đứng lại. Vừa dứt lời, không biết từ nơi nào xuất hiện 5-6 người ảnh, đem thiếu niên kia bao bọc vây quanh. Thiếu niên nhìn chung quanh bọn họ một vòng, không khỏi cong cong mi đầu U Minh Cốc. Nhà a, hảo nhãn lực, thế mà nhận biết chúng ta. Cái kia người cầm đầu thật sâu nhìn thiếu niên liếc một chút, không khỏi kinh dị lên tiếng, nhìn ngươi bộ dáng cũng hẳn là thế gia công tử, xưng tên ra. Thiếu niên trầm ngâm một chút, nghi ngờ nói, nơi này là Hoa Vũ Thành a, liền xem như vặn hỏi nội tình, cũng nên từ Hoa Vũ lâu người đến, sao lại thế? Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, người kia đã là mắng to một tiếng, hung tợn nói, nhanh điểm, thành thật khai báo, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu không phải nơi này là Hoa Vũ lâu địa bàn, chỉ bằng ngươi vừa mới lầm bà lầm bầm bộ dáng, lão tử đã sớm đòi mạng ngươi. Thiếu niên nhướng mày, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là cưỡng chế đến, tại hạ mưa đêm thành Tống gia, Tống Ngọc, phụng mệnh gia phụ, trước tới tham gia Hoa Vũ lâu bách đan thịnh hội, đây là ta gia tộc ấn. Nói, thiếu niên từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc điêu thành ấn giám đến, đưa lên. Người kia tiếp nhận, cẩn thận xem kỹ một chút, hơi hơi gật gật đầu. Mà hắn mấy người
cũng trong xe ngựa lật qua, xác định không có vấn đề về sau, mới lẫn nhau gật gật đầu. Tốt, đi thôi, bất quá, người muốn là gặp qua người này, lập tức hướng chúng ta thông báo. Người kia nghiêng nghiêng liếc thiếu niên liếc một chút, móc ra một trang giấy đập vào thiếu niên ở ngực, sau đó liền mang theo thủ hạ rời đi. Thiếu niên đợi bọn hắn đi xa, mới đưa tờ giấy kia cầm lấy xem xét, lại là nhất thời suy cười ra tiếng. Chỉ thấy trên tờ giấy kia in, chính là đuổi bắt Trác Phàm U Minh truy sát lệnh, hơn nữa còn vẽ lấy Trác Phàm chân dung. Phía dưới thì là số tiền thưởng, bình thường người cung cấp đầu mối, lập tức liền có thể trở thành U Minh cốc phụ thuộc gia tộc. Có thể cầm xuống Trác Phàm đầu người người, lập tức chính là U Minh cốc đệ nhất phụ thuộc gia tộc, hưởng thụ một nhà phía dưới, vạn gia phía trên đãi ngộ. Hừ, quả nhiên là một đám cấp thấp mắt chó, lão tử thì ở trước mặt các ngươi cũng không nhận ra, còn đi nơi nào bắt. Thiếu niên không khỏi suy cười một tiếng, đem cái kia lệnh truy sát xoa xoa, tiện tay ném đi, liền lần nữa đánh xe ngựa đi về phía trước. Không sai, vị thiếu niên này cũng là Trác Phàm. Tại Tề gia nhất chiến về sau, hắn biết mình đã trở thành toàn thiên vũ đế quốc truy sát đối tượng, cho nên liền luyện chế một khỏa dịch dung đan. Hóa thành tống ngọc bộ dáng tới này Hoa Vũ Thành. Đến một lần hắn có thể an tâm sưu tập thiên tài địa bảo, không cần lại bị những cái kia chỉ vì cái trước mắt gia tộc quấy rối. Thứ hai, có cái này tống gia công tử thân phận làm yểm hộ, hắn cũng không sợ cái kia U Minh cốc bên trong người đến tìm hắn để gây sự. Cứ như vậy, Trác Phàm khoan thai tự đắc địa lái chiếc kia phá xe ngựa, vào thành bên trong. Mà cái này Hoa Vũ Thành cũng không hổ là ngự hạ bảy thế gia Hoa Vũ lâu tổng bộ chỗ. Cho dù là cái này thành trì lớn nhỏ, thì trọn vẹn so với hắn thành trì đại 10 nhiều gấp mấy lần. Đến mức lạc ra chỗ Phong Lâm Thành cùng U Minh Cốc Thanh Minh Thành, cùng nơi này so sánh, vậy liền hoàn toàn tương đương với cái thôn xóm nhỏ. Riêng là nơi này lui tới dòng người, tùy tiện nhặt lên một cục gạch đập tới, không phải gia tộc nhị lưu thế gia công tử, chính là nhất lưu gia tộc thiếu gia tiểu thư. Liền đập bên trong tam lưu thế gia gia chủ trưởng lão, cái kia xác suất đều là khá thấp. Giống Trác Phàm dạng này tam lưu gia tộc thiếu gia cách ăn mặc người, ở chỗ này cùng tên ăn mày cũng không có gì khác biệt. Không khỏi cười khổ một tiếng, Trác Phàm trên tay roi ngựa vung lên, không khỏi thêm mau một chút tốc độ. Hắn vẫn là tranh thủ thời gian tìm khách sạn đặt chân A, không phải vậy tại cái này trên đường cái lắc lư, luôn cảm thấy ải nhân nhất đẳng. Ngay từ đầu, hắn coi là cải trang thành tống ngọc bộ dáng, đã rất phổ thông. Thế nhưng là đến nơi đây, hắn mới phát hiện, hắn là đến cỡ nào dễ thấy. Nơi này tam lưu gia tộc người thực sự quá thưa thớt, đều là chút nhị lưu cùng nhất lưu gia tộc người tại người người nhốn nháo. Thì ra là không chỉ là hạc giữa bầy gà dễ thấy, gà đứng bầy hạc đồng dạng bất ngờ a. Điều khiển. Trác Phàm vẫy vẫy roi ngựa, tại trên đường cái lao vụt, lọt vào tất cả mọi người một trận liếc mắt. Rốt cục, hắn phát hiện một gian khách sạn, dừng lại, vội vã đi vào. Lão bản, có phòng trống sao? Trên quầy lão bản, nhẹ nhàng nâng lên một con mắt, trên dưới dò xét hắn một trận, liền lại cúi phía dưới mí mắt tính sổ sách đi, đúng là mảy may không để ý tới. Hắc, mắt chó coi thường người khác. Trác Phàm trong lòng không khỏi phát lên một cơn lửa giận, bước nhanh đi đến quầy, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đối với lão bản hét lớn. Đến cùng có rảnh hay không phòng, coi ta cấp không nổi linh thạch a. Lần nữa mở mắt ra nhìn xem Trác Phàm, lão bản mắt bên trong phi thường bình tĩnh, thản nhiên nói, đem gia tộc ấn giám lấy ra. Trác Phàm không khỏi hơi chậm lại, chưa kịp phản ứng. Ở trọ còn muốn gia tộc ấn giám, đây là cái gì quy củ? Thế nhưng là, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà đem tống ngọc cái viên kia ấn giám lấy ra. Lão bản tiếp nhận xem xét. Khinh thường bĩu môi, quả nhiên a, tống gia, một cái tam lưu gia tộc. Tam lưu gia tộc làm sao, ngươi mở tiệm không phải liền là vì kiếm lời linh thạch à, cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Chậm rãi lắc đầu, lão bản vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, như cùng một cái cơ trí lão nhân, đưa tay hướng về phía trước chỉ nói, người trẻ tuổi, dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, ngoài ba cây số có một mảnh ngói bể phòng. Ngươi có thể ở chỗ đó, không muốn bất luận cái gì linh thạch. Trác Phàm sững sờ, không khỏi nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn hướng lão bản trong mắt, đã là tràn ngập lửa giận, cắn răng nói, lão bản, đó không phải là xóm nghèo a. Thì coi như chúng ta là tam lưu gia tộc, tiến ngươi cửa hàng,
cũng là người khách nhân, người có cần phải như thế thế lực à? Lão bản thật sâu liếc hắn một cái, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, không còn đi xem hắn. Điều này không khỏi làm Trác Phàm lại là sững sờ, lão bản này là làm sao? Thế mà, đúng lúc này, cười to một tiếng đột nhiên vang lên. Ha ha ha, Tống Ngọc, người tiểu tử này thật là một cái báo đất. Liên Hoa Vũ Thành quy củ đều không tìm hiểu được, thì dám chạy tới tham gia Bách Đan Thịnh Hội. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi trong lòng căng thẳng, nơi này tại sao có thể có người nhận biết Tống Ngọc đâu. Bất quá, hắn vẫn là cố giả bộ trấn định địa quay đầu đi. Chỉ thấy một vị công tử văn nhã theo lầu các phía trên chậm rãi đi xuống, bên cạnh hắn theo bốn tên lão giả, đều là đoán cốt cảnh cao thủ. Mà bản thân hắn, cũng là đoán cốt ngũ trọng cao thủ. Bên tay phải hắn, là một người dáng dấp nhu thuận tiểu cô nương, không tính xinh đẹp, cũng rất nén lòng mà nhìn. Nhưng là cô nương kia nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại là tràn ngập vẻ khinh bỉ. Trác Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng bất giác loạn động, trong lòng rất vô sỉ địa mắng thầm, tiểu tử thúi này, quả nhiên bị chết đáng đời. Cùng lão tử ở chung nửa tháng, thế mà đều không nói cho lão tử hắn ở chỗ này còn có người quen, sớm biết không dịch dung thành hắn. Cái này nếu để cho đã chết Tống Ngọc nghe đến, nhất định sẽ bị tươi sống khí sống tới. Đại ca, người nhà đều đã đem ta giết, còn ở trong lòng chửi mắng ta. Ta mới là cái kia chết oan a, chết còn bị mắng, ta thiếu ngươi cái gì, thiên hạ có dạng này đạo lý sao? Bất quá còn tốt, cái kia công tử nhìn đến Trác Phàm cái kia có chút khẩn trương khuôn mặt lúc, không có chút nào lo nghĩ, dường như vốn thì cần phải dạng này giống như, cười to lên, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, vẫn là như trước kia một dạng nhát gan sợ phiền phức, khó trách ta muội muội chướng mắt ngươi đây. Lời vừa nói ra, cái kia công tử thân thể biên cô nương không khỏi lạnh hừ một tiếng, bĩu môi. Trác Phàm liếm liếm hơi khô chát bờ môi, lúng túng nói ây. Huynh đài nói rất chính xác a, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn nhìn đến ta, cái kia ta lập tức đi. Ai, chờ chút. Thế mà, Trác Phàm vừa định muốn chuồn mất, người kia lại là lập tức gọi lại hắn, trên mặt nổi lên vẻ ngờ vực, kỳ quái, người hôm nay làm sao như thế không thích hợp a? Cái gì huynh đài? Huynh đài, vì sao gọi như thế lạnh nhạt? Trác Phàm trong lòng thầm kêu hỏng bét, lập tức liền muốn bị vạch trần. Mà thân phận của hắn một khi bại lộ, U Minh Cốc người liền sẽ đuổi theo, vậy hắn còn thế nào tham gia Bách Đan Thịnh Hội? Nghĩ tới đây, Trác Phàm cắn răng một cái, thật nghĩ hiện tại liền đem tiểu tử này cổ bẻ gãy. Há, đúng, đột nhiên, cái kia công tử bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Ngươi có phải hay không còn tại oán niệm Uyển Nhi ngày đó cự hôn sự tình, làm ngươi thể diện bị hao tổn. Không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, hiện tại còn canh cánh trong lòng. Trác Phàm ánh mắt sáng lên, bụng mừng rỡ, giống như tìm tới một khỏa cây cỏ cứu mạng giống như, đều nhanh kích động khóc lên, đây chính là một cái manh mối trọng yếu a. Sau đó hắn lập tức kéo căng mặt, giả vờ cả giận nói, hừ, biết còn nói. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta đoạn giao, từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn gặp mặt. Ai, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi cùng ta muội muội sự tình, làm gì muốn dính dáng đến ta. Cái kia công tử bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, sau đó hướng Trác Phàm đưa tới một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, đừng quên, chúng ta thế nhưng là anh em đồng hao huynh đệ, cùng một chỗ vượt qua thương súng cùng một chỗ. Hắc hắc hắc, lần này, Trác Phàm tâm lý hoàn toàn hiểu được. Nhìn tiểu tử này xuyên qua, tối thiểu là gia tộc nhị lưu công tử, làm sao lại cùng Tống Ngọc cái này tam lưu gia tộc tiểu tử có giao tình đây, nguyên lai là bạn nhậu gặp chân tình a. Bất quá cứ như vậy, sự tình ngược lại tốt làm. Trác Phàm nhìn đến cái kia người ánh mắt, cũng không khỏi lộ ra một bộ dâm đãng biểu lộ, hắc hắc hắc. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, loại sự tình này, người có thể là không bằng ta à? Cái gì? Rõ ràng là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đừng quên, ta thế nhưng là liền ngự tám. Ngươi mới liền ngự, người kia một mực tại Trác Phàm trước mặt khoa tay lấy tay thế, nếu không phải có muội muội của hắn tại chỗ lời nói, hắn đoán chừng liền muốn đại nói đặc biệt nói, ai, cái kia ba ngày ba đêm, thật sự là để cho người ta lưu luyến quên về a. Nhìn lấy người kia một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Trác Phàm cũng là cùng hắn làm ra đồng dạng biểu lộ. Dường như cùng hắn nghĩ là một dạng giống như.
chỉ có cô nương kia nhìn lấy hai người này, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, buồn nôn. Vừa mới nói xong, cô nương kia liền mặt lạnh lấy đi ra khách sạn. Chỉ để lại hai cái này dâm côn, trên mặt còn mang theo cái kia dâm tiện nụ cười. Về sau, Trác Phàm cùng cái kia công tử phảng phất là nhiều năm bạn cũ giống như, đại trò chuyện đặc biệt trò chuyện, còn tìm đến nam nhân cộng đồng đề tài. Từ một điểm này xuất phát, Trác Phàm thành công đến moi ra Tống Ngọc cùng hắn các loại một chút chuyện cũ. Vị công tử này tên là Đồng Thiên Bá, chính là một cái trung đẳng thành trì đệ nhất gia tộc, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc, xem như nhị lưu. So với Tống Ngọc nhà bọn hắn, còn mạnh hơn nhiều. Từng có lúc, Đồng Thiên Bá phụng cha mệnh đi mưa đêm thành làm việc, kết quả là gặp gỡ Tống Ngọc cái này bạn xấu. Khi biết Đồng gia là gia tộc nhị lưu về sau, Tống Ngọc xem như cực điểm leo lên sở trường, ném chỗ tốt, ăn chơi đàng điếm, rốt cục trở thành hắn đáng tin rượu thịt chi kỷ. Thậm chí, hắn đều dự định đem muội muội mình Đồng Hiểu Huyền gả cho vị này hảo huynh đệ. Nghe xong lời ấy, cái kia Tống Ngọc khoái lạc điên. Có thể cùng một cái gia tộc nhị lưu kết thân, chuyện này đối với bọn hắn Tống gia tới nói thế nhưng là thiên đại hỷ sự. Sau đó hắn không nói hai lời, hấp tấp địa liền đi đề thân. Thế nhưng là, Đồng Hiểu Huyền dù sao cũng là Đồng gia độc nữ, hòn ngọc quý trên tay, Đồng lão thái gia cũng còn chưa có chết đây, cái nào đến phiên cái này Đồng Thiên Bá làm chủ. Sau đó lúc nghe Tống Ngọc xuất thân, lại thấy hắn nhân phẩm thiên phú về sau, Đồng lão thái gia lúc này đem hắn đánh văng ra ngoài, còn đem Đồng Thiên Bá một trận răn dậy. Đến mức Đồng Hiểu Huyền, càng là vì chuyện này một mực oán giận hắn người đại ca này. Ta thế nhưng là người thân muội muội a. Ngươi liền đem ta gả cho loại người này. Đăng đồ lãng tử. Thế nhưng là, tại tất cả người Đồng gia trong mắt đều là thối cứt chó Tống Ngọc, ở trong mắt Đồng Thiên Bá lại là khó được tri âm bản thân, rượu thịt chi kỷ. Cái gì đăng đồ lãng tử, chúng ta cái này gọi tính tình thật, nào giống những cái kia ngụy quân tử hư tình giả ý. Đồng Thiên Bá nhớ tới sự kiện này đến, vẫn không khỏi bĩu môi, cảm giác có lỗi với này vị trí tại mưa đêm thành thịnh tình khoản đãi hắn hảo hữu. Mà lại, lần này Hoa Vũ Lâu Bách Đan thịnh hội, cũng là hắn phái người thông báo Tống gia. Hắn vẫn cảm thấy người nhà mình xem thường Tống Ngọc, hoàn toàn là bởi vì hắn xuất thân. Chỉ cần Tống gia có cơ hội trở thành Hoa Vũ Lâu phụ thuộc gia tộc, cái kia hắn người nhà liền sẽ không phản đối nữa, hắn cũng có thể thân thủ đem muội muội mình giao cho mình thân thiết nhất cán huynh đệ. Trác Phàm ở một bên nghe được thẳng lắc đầu, liên tục cười khổ. Đây là như thế nào một cái kỳ hoa đại ca a, người ta chỉ là mời hắn uống mấy lần hoa tử, hắn liền định đem muội muội giao cho người ta. Lão tử muốn là Đồng gia lão gia tử, không phải đánh nát hắn cái mông không thể. Huống hồ, người nhìn chúng người liền muốn đem muội muội mình gả cho hắn, chính ngươi làm sao không gả? Trác Phàm bất đắc dĩ bật cười một tiếng, vì Đồng gia tương lai cùng muội muội của hắn hạnh phúc mà lo lắng. Dương mắt liếc một chút phía sau hắn bốn cái lão đầu, bọn họ đang nghe vị này kỳ hoa thiếu gia giảng thuật quá khứ lúc, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn đến muốn chui xuống đất. Có còn hai bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút, sợ có người đi qua, nghe đến đoàn ra xấu. Thở dài một hơi, Trác Phàm cảm khái vô hạn, thật sự là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, kỳ hoa tổng cộng kỳ hoa cùng một chỗ, cái này thật đúng là cùng thân phận địa vị không có quan hệ gì. Tống Hiền Đệ. Đột nhiên, cái kia Đồng Thiên Bá nhìn xem Trác Phàm sau lưng, mười phần mập mờ địa lại gần nói, tỷ ngươi đây, nàng không có theo tới. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nàng đưa ta một đường, liền về nhà, ta tự mình đưa nàng rời đi. Trác Phàm nói đến đây câu nói lúc, trên mặt rất là kỳ lạ lộ ra một nụ cười quỷ dị, đem tự mình cắn cực nặng. Thế nhưng là Đồng Thiên Bá không biết ý, cũng không có chú ý tới. Trên mặt nổi lên một tia thất vọng. Ai, thật nghĩ lại gặp một lần Tống cô nương a. Nếu không phải nhà ta lão gia tử kia phản đối, ghét bỏ nhà các ngươi là tam lưu gia tộc, ta đã sớm đi cho nàng đặt xính lễ. Ha ha ha, thiên hạ mỹ nữ như mây, Đồng huynh cần gì phải tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ đây. Trác Phàm suy cười một tiếng đạo, ta vậy tỉ tỉ không xứng với ngươi. Cái này Hoa Vũ Thành bên trong có không ít dung mạo tư sắc không kém nàng nữ tử, người cần gì phải bỏ gần tìm xa. Ai, Tống lão đệ ngươi không biết, cái này Hoa Vũ Thành nữ nhân tuyệt đối không thể đụng vào.
Đồng Thiên Bá nhìn hai bên một chút, gặp bốn phía không có người, mới thận trọng nói, người biết, cái này Hoa Vũ Lâu là bảy thế gia bên trong duy nhất từ nữ nhân làm chủ gia tộc, ngàn năm qua đều là thông qua mời chào các đại gia tộc nam tử ở rể, sinh sôi đến bây giờ. Cho nên ở chỗ này, nữ nhân địa vị khá cao a. Thì tính sao, chẳng lẽ liền truy cầu ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cũng không được sao? Nghe được lời này, Đồng Thiên Bá thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, nghi ngờ nói, ta nói huynh đệ, ta làm sao càng ngày càng không biết ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết, truy cầu cùng đùa giỡn cũng chính là khác biệt hai chữ, nhưng biểu thị cùng một ý tứ sao? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm bật cười gật gật đầu, đúng, hoàn toàn chính xác, Đồng huynh thật sự là đại tài a. Ha ha ha, cũng vậy, cái này không phải chúng ta lúc trước tỉ thí với nhau a, ngươi làm sao quên? Nghĩ đến là thụ ta cái kia muội muội kích thích, quyết chí tự cường, liền tầm hoan tác nhạc cũng không biết. Nghe được lời này, Trác Phàm cười liên tục gật đầu. Cái này Đồng Thiên Bá tuy nhiên kỳ hoa, nhưng thật đúng là tính tình thật, cùng loại người này liên hệ. Hai chữ, nhẹ nhõm. Đúng, Đồng huynh, nơi này còn có cái gì quy củ, tỉ như cái này khách sạn. Há, kém chút quên nói cho ngươi, tựa hồ mới nhớ tới sự kiện này. Đồng Thiên Bá nghiêm túc nói, cái này Bách Đan Thịnh Hội trong lúc đó, bởi vì kiếp sau nhà thực sự quá nhiều, cho nên Hoa Vũ Lâu đinh ra dừng chân quy củ. Tam lưu thế gia, chỉ có thể ở tại xa xôi bần hang, nhị lưu thế gia, có thể ở tại trong khách sạn, nhất lưu thế gia, từ Hoa Vũ Lâu tầng 15 chủ chiêu đãi, ngự hạ bảy thế gia. Chờ một chút, ngự hạ bảy thế gia người cũng ở nơi đây. Đột nhiên, Trác Phàm khoát khoát tay, ngưng lông mày hỏi. Gật gật đầu, Đồng Thiên Bá thản nhiên nói, đó là đương nhiên, bảy thế gia tuy nhiên lục đục với nhau, nhưng là Hoa Vũ Lâu thuộc về trung lập, nghĩ đến có như vậy hai ba cái sẽ đến lúc đó từ tổng lâu chủ tự mình chiêu đãi. Tối thiểu nhất, U Minh Cốc người đã sớm tới. Trác Phàm thở sâu, trong lòng dần dần ngưng trọng lên. Khó trách hắn ở cửa thành bên ngoài đụng tới U Minh Cốc đệ tử tra hỏi, nguyên lai không phải cố ý phái đến mỗi cái thành chỉ tìm kiếm hắn. Mà chính là đi theo một vị đại nhân vật tới tham gia Hoa Vũ Lâu Bách Đan Thịnh Hội. Mà cái này đại nhân vật, có thể đại biểu U Minh Cốc tới tham gia, tối thiểu là trưởng lão cấp mới được, cái gì về phần bọn hắn cốc chủ. U Minh Cốc bọn họ, đến là ai? Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Mi đầu khẽ nhíu một cái, Đồng Thiên Bá chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào một tên nam tử đến, thở hồng hộc nhìn về phía Đồng Thiên Bá nói. Đồng công tử, không tốt, Đồng tiểu thư ra chuyện. Nghe được lời này, Đồng Thiên Bá giật mình, vội vàng mang theo bốn vị lão giả đi ra ngoài. Trác Phàm con người đi loanh quanh, cũng cùng đi theo ra ngoài. Rất nhanh, mọi người liền tại một chỗ thị trấn phía trên dừng lại. Ở nơi đó, rất nhiều người đều tập hợp một chỗ, nhìn về phía trước, lại là không có một người dám nói một câu. Thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy một cái toàn thân đỏ thẫm đáng yêu nữ tử ngay tại một cái bãi nhỏ trước, trong tay vuốt vuốt một kiện tinh xảo đồ trang sức. Một đôi mắt phượng, liếc xéo trên mặt đất giai nhân. Mà người kia chính là Đồng Thiên Bá muội muội, Đồng Hữu Huyền. Giờ này khắc này, nàng hai má cao cao nổi lên, trong mắt chứa lệ nóng, vừa nhìn liền biết là bị người chi phối mở cung, đánh mấy cái tát. Thấy tình cảnh này, Đồng Thiên Bá lại sao có thể chịu được. Nhanh chân hướng về phía trước một bước, liền đem ngược lại ngồi dưới đất muội muội nâng đỡ, giận dữ nói, Hữu Huyền, đến cùng chuyện gì xảy ra, đây là ai làm? Ca, tính toán, chúng ta đi mau. Đồng Hữu Huyền tựa hồ tương đương sợ hãi, phụng trộm liếc Hồng Y thiếu nữ kia liếc một chút, co rúm lại lấy lôi kéo Đồng Thiên Bá liền muốn rời khỏi. Ai để ngươi đi? Đột nhiên, cái kia nữ tử áo đỏ mở miệng. Sắc bén ánh mắt như là hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp bắn tới trên người nàng, làm nàng thân thể càng là không tự giác mà run lên dốc hết ra. Vừa mới bản tiểu thư nói qua, để ngươi từ phiến 100 cái tát, hiện tại mới 30, ngươi liền muốn đi. Nói, cái kia nữ tử áo đỏ lộ ra một tia cười lạnh đến, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần bị ta tìm ra, liền để cả nhà ngươi chết không yên lành. Bỗng nhiên một cái giật mình, Đồng Hữu Huyền hai tay run run nâng lên. Sau đó liền bắt đầu ba 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 địa hung ác giúp chính mình hai má. Vốn là đã cao hơn không ít mặt mũi, hiện tại lại cao không ít. Khuất nhục nước mắt,
theo hai má chậm rãi chảy xuống. Đồng Thiên Bá đuổi vội vàng nắm được nàng hai cánh tay, giận dữ hét, Hiểu Huyền, dừng tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ca, đều tại ta không tốt, Đồng Hiểu Huyền khóc, run giọng nói, ta nhìn chúng cái này đồ trang sức, muốn mua lại đến, thế nhưng là nàng. Nói đến đây, Đồng Hiểu Huyền không hề tiếp tục nói, nhưng là Đồng Thiên Bá đã rõ ràng hết thảy. Một đôi phẫn nộ ánh mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía cái kia nữ tử áo đỏ, thứ này rõ ràng là muội muội ta trước nhìn lên, ngươi theo trong tay nàng cướp đi cũng coi như, dựa vào cái gì còn như thế ngược đãi nàng. Ha ha ha, ta hỏi nàng muốn, nàng không cho, hết lần này tới lần khác bản tiểu thư đánh, nàng mới ngoan ngoãn giao ra. Cái kia nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay quăng ra, đem cái kia đồ trang sức rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành toái phiến, làm đến bản tiểu thư một chút tâm tình đều không có, đối nàng tiểu thi trừng trị một phen, chẳng lẽ không chắc là sao? Nhìn lấy nữ tử kia khinh miệt nụ cười, Đồng Thiên Bá một miệng hàm răng đều nhanh cắn nát, hung tợn nói, tiện nữ nhân, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, lão tử thì không gọi Đồng Thiên Bá. Vừa dứt lời, Đồng Thiên Bá bỗng nhiên một bước, liền hướng nữ tử kia xông đi lên. Nữ tử kia bất quá tụ khí 9 tầng tu vi, Đồng Thiên Bá muốn giáo huấn nàng, không cần tốn nhiều sức. Thế mà, đúng lúc này, kình phong vang lên, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đụng! Tiếng vang phát ra, Đồng Thiên Bá nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, cái kia đạo bóng trắng chậm rãi rơi xuống, cây quạt mở ra, lộ ra một cái có chút anh tuấn khuôn mặt, đúng là có đoán cốt thất trọng tu vi. Thực lực như thế, cho dù đặt ở bảy thế gia bên trong, cũng đã là thiên chi con cưng. Trác Phàm mí mắt bất giác run run, dưới chân hơi động một chút. Như thế tình cảnh, bằng vào Đồng Thiên Bá cùng cái kia bốn cái lão đầu, đã hoàn toàn chịu không được. Hắn như không xuất thủ, hôm nay cái này hai huynh muội hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm. Thế nhưng là hắn như động thủ, tất nhiên sẽ gây nên không tất yếu phiền phức, cùng hắn lần này mục đích tương xung. Bất quá, cái này tiện nữ nhân thật sự là quá tiện, khiến người ta có loại ngăn không được muốn đánh nàng nha xúc động. Cho dù là hắn ma hoàng tâm tính, lúc này cũng đã có chút nhịn không được. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn, đây mới là hắn tránh thức ma đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.